Trong con người của Đế Giả Tử sắc lóe ra, tản ra tia sáng yêu dị, tuy rằng hắn ngoài miệng khinh miệt, nhưng trong lòng lại là vô cùng ngưng trọng. Trước mắt bảy người này không có ai lại không phải là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là không có dung hợp Nghê Hồng chi khu, sợ rằng bất kỳ một kẻ nào cũng đều đánh không lại. Mặc dù chiếm được bộ phận Nghê Hồng thạch, còn có một phần năm ma nguyên khác, nhưng thời gian quá ngắn, còn chưa đủ để hoàn toàn hóa thành thân mình. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, chỉ cần tìm một chỗ yên lặng đem tất cả lực lượng luyện hóa, cũng đủ để hoành hành thời đại này. Lúc này dưới Long Ảnh, trong Thiên Uy, Đế Giả cũng không dám khinh thường, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất phương ma ấn ở trước người ngưng tụ thành, bỗng nhiên hướng phía Thanh Long Oanh đến. Ung ung, ma ấn trực tiếp bị đánh tan, hình rồng bất diệt, tiếp tục đánh xuống xuống. Cái gì? Đế Giả thất kinh, hoảng sợ nhìn lại, hình rồng dĩ nhiên cũng không phải là long tức biến thành, đúng là có chân thân chi thể. Hắn cả người đại chấn, thất thanh nói. Thượng cổ chân long. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, nếu là có chân long nơi tay, thiên hạ này ai có thể địch. Trong đó tất nhiên có cổ quái. Đế Giả không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, trong đó trên một cánh tay nắm đại xảo bất công kiếm, vô cùng kim mang từng vòng tản ra, hướng phía thanh long đâm tới. Phanh! Kim quang chém ở trên hình rồng, bắn ra uy năng thật lớn khuếch tán ra. Bởi biển rộng thối lui, lộ ra phương viên mấy ngàn thước đích thực khoảng không, Đế Giả tức thì bị Long Ảnh trực tiếp đánh vào đáy biển, tạp nhập nước bùn trong vòng, dẫn tới đất rung núi chuyển. Hừm, ma chủ tàn khu, cũng chỉ thường thôi. Nghiễm Hiền hừ lạnh một tiếng, lăng không lóe lên liền xuất hiện ở đáy biển, một đạo thanh mang từ bên trong hố sâu nhìn không thấy đáy bay ra, thoáng cái thu vào trong bàn tay. Mơ hồ nhìn lại, một con rắn màu xanh nằm ở lòng bàn tay chậm rãi du đãng. Ngân Linh chi chủ đột nhiên quát nhẹ đến. Tới. Ầm ầm. Đáy biển đại địa trong nháy mắt sụp đổ ra, vô cùng ma khí dâng lên, thoáng cái hóa thành cự linh, trợn mắt nhìn. Trong tay cự linh cầm lấy bất công kiếm, trực tiếp lăng không chém xuống. Trong tay Nghiễm Hiền hiện ra một đoàn thiên địa thủy nguyên, hóa thành một đạo mặt kính sáng bóng, cứng rắn như thép nung. Phanh. Thủy nguyên kính ở dưới một chém trực tiếp bị nghiền nát. Nghiễm Hiền thần sắc không thay đổi chút nào, lập tức ngũ chỉ một chảo, lăng không hóa thành long chảo, đem đại xảo bất công kiếm bắt lấy, quát dẹp đường. Động thủ. Lục tộc chi chủ lập tức hội ý, đều xuất thủ. Trong tay Tử Phu Nhân bay ra màu sắc rực rỡ đoạn đái, thoáng cái trên không trung tản ra, khắp bầu trời đều là đoạn ảnh, phân sái xuống, trong nháy mắt đem Đế Giả cự linh tẫn sổ ràng buộc đứng lên. Nàng khẽ quát một tiếng, trong tay quyết ấn biến đổi. Vô số màu đoạn thoáng cái hóa thành từng cái mang theo kinh cức chi hoàn, trong nháy đâm vào trong cơ thể Đế Giả. Bang 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 bang. Trên ma thể của Đế Giả không ngừng có khiếu huyệt nổ lên, toàn bộ kinh cức chi hoàn càng đâm càng sâu. Tử Phu Nhân chân mày cao lại, phảng phất như đối với hiệu quả của hoàn này không hài lòng, hai tay nàng ở trước người bay lượt, từng đạo tử quang bay lên. Trên kinh cức chi hoàn đồng dạng tản mát ra từng đạo ký hiệu, thoáng cái đem Đế Giả bao vây lại, kỳ dị lực lượng ở ma khu bên trong bắt đầu khởi động. Lực lượng kia tựa hồ chạm đến chỗ đau của Đế Giả, không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết liên tục, mà kiếm trong tay hắn lại bị long chảo Nghiễm Hiền bắt lấy gắt gao, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Pháp tướng chân thân. Đế Giả giận dữ quát một tiếng, ba đầu sáu tay hóa ra, phía sau hai cái đầu đều là trợn tròn đôi mắt, trong đó một cánh tay bắt ra một đạo quyết ấn cổ quái. Ma khu của hắn dâng lên băng sát tâm diễm, kinh cức chi hoàn lực lượng thượng cổ cổ quái trong nháy mắt bị đốt cháy không còn chút nào, hơn nữa đã bụi gai đã đâm vào trong cơ thể cũng bắt đầu từng cái vỡ ra. Tử Phu Ngân biến sắc, cả kinh nói. Đây là lửa gì? Nàng vội vàng tăng mạnh quyết ấn chi lực, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản hư hỏa đốt cháy, lực lượng đang từ bên trong ma khu biến mất. Thú ngư trong vân thải quát khẽ. Lão đại, thiên địa thủy nguyên. Tay trái Nghiễm Hiền giơ lên, một đạo thủy nguyên chi lực ở lòng bàn tay hoàn toàn mở ra, lập tức biến hóa thành long, lăng không rít gào đi. Đế Giả cười lạnh một tiếng, hai tay quyết ấn, băng sát tâm diễm nổi lên, tản mát ra vô cùng liệt hỏa uy lực mạnh mẽ. Đạo thủy long kia xoay quanh ở trên khoảng không, càng không dám xuống phía dưới. Thú ngư ngưng chỉ dựng lên, hướng tới mi tâm của mình điểm một cái, một đạo kim quang bắn ra. Kim quang kia trên không trung hóa thành một trận kim vũ, bay lả tả xuống,
hối vào bên trong thủy long. Nhất thời long hống cửu thiển, hóa thành kim thân thủy long bỗng nhiên lao xuống. Đế Dạ lật tay vỗ một cái, băng sát tâm diễm trực tiếp bay ra ngoài, nghênh hướng kim thân thủy long. Ầm ầm, toàn bộ hình rồng trong nháy mắt nổ lên, hóa thành vô số hơi nước trưng khô, còn có khắp bầu trời kim vũ phiêu tán ra, nhỏ giọt tí tách rơi. Mà đóa tâm diễm tuy rằng trở nên sáng tối bất định, nhưng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ trong mưa gió. Nếu đám tạp ngư các ngươi vội vã đi tìm chết, ta sẽ đưa ngươi đi làm cá chết. Đế Dạ hét lớn một tiếng, một đạo ấn quyết điểm ra, không trung đóa băng sát tâm diễm nhất thời trở nên trắng bệch một mảnh, toàn bộ thời không tựa hồ hơi bị ngưng đọng. Phanh! Băng sát tâm diễm lăng không nổ lên, hỏa diễm chi lực ngập trời hướng ra bốn phương tám hướng đốt thiêu cháy, tuy rằng không thấy hỏa ảnh, lại mỗi người dường như đặt ở trong địa hỏa nướng lên, da rẻ trực tiếp bị nứt nẻ ra. Hơn nữa những nơi hỏa diễm đi qua, đều hóa thành màu lam nhạt, hình như thời không bị ngưng kết, vạn vật tính vô sanh cơ. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, sáo ngọc du dương như trời hạn gặp mưa rào, chảy xuôi ở trong trái tim của mọi người, một mảnh thanh lương chi ý, tan ra ngọn lửa nóng cháy kia. Toàn bộ không gian theo tiếng địch mà nhộn nhạo, trở nên hoảng hốt bất định, vặn vẹo không ngừng. Ngay cả thân thể Đế Giả cũng bắt đầu trở nên ngã trái ngã phải, như là tùy thời muốn nứt ra vậy. Phanh! Rốt cục ở dưới hải địch chi âm, toàn bộ ma khu trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số ma khí trên không trung nổ lên, hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Hừm, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng phải lưu lại. Từ đầu tới cuối tên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa kia hừ một tiếng, nâng tay phải lên hướng chỗ tay vịn vỗ xuống, nhất thời hải thiên chấn động. Trên không trung lập tức hiện ra hắc bạch song sắc hai nhân ngư, truy đuổi chơi đùa với nhau, hóa thành một bộ thái cực đồ án, không ngừng diễn sinh lên. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Một bộ đồ án đạo hóa thái cực, diễn sinh vạn vật ở trên bầu trời bày ra. Một mảnh thế giới thần kỳ lan tràn ra, đem vô số ma khí đều bao phủ vào trong đó, vô pháp đột phá thoát đi. Trên vương tọa cường giả nặng nề hư một tiếng, hai tay bắt ra một đạo quyết ấn đánh ra. Thái cực vạn vật đồ kia nhất thời phát sinh vạn đạo quang mang, kịch liệt co rút lại đứng lên, thoáng cái ngưng tụ thành lớn cỡ cối xay. Bên dưới bị vây ma diễm ngập trời cũng áp xúc thành đoàn, ở trong đó đấu đá lung tung, muốn phá đổ ra, cũng nhiều lần thất bại. Ma diễm không ngừng hóa ra bộ dáng của Đế Dạ, có vẻ dị thường luống cuống và dữ tợn, nhưng thủy chung không cách nào phá mở đồ tượng. Nam tử trên vương tọa cười lạnh nói. Chỉ cần vào thái cực vạn vật đồ của ta, coi như là Trác Thanh Phàm cũng đừng hòng chạy thoát. Ma đầu, ngươi liền nhận mệnh đi. Đế Dạ ở trong đồ kia đụng chạm một trận, dần dần yên tĩnh lại, hóa ra thân hình, lạnh lùng nhìn mọi người. Thú ngư cau mày nói. Tọa thượng, đồ của ngươi tuy rằng có thể vây khốn con ma này, lại không thể đem hắn giết chết. Chờ lực lượng của hắn dần dần khôi phục, vẫn là sẽ phá đổ ra. Hải yêu chi địch nói. Chỉ cần có thể đưa hắn vây khốn, sáu người chúng ta mỗi ngày lấy các loại thần thông luyện hóa hắn, chỉ cần kiên trì bền bỉ, giết hắn bất quá là vấn đề thời gian. Thú ngư nói. Ta sợ không đơn giản như vậy, bằng không ma đầu kia cũng sẽ không bị trấn áp vô số năm. Năm đó chỉ là Đông Hải một luồng phân thân đã gây ra phong ba thật lớn, thằng nhãi này so với phân thân năm đó còn phải cường đại hơn. Hải yêu chi địch nói. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ chỉ có Đông Hải một ít tiền bối biết nội tình, chúng ta chỉ hiểu được biến cố cùng với Hồng Thạch có liên quan. Nghiễm Hiền trầm giọng nói. Năm xưa vương cung một vị tiền bối không biết từ đâu đạt được Hồng Thạch, muốn tự hành luyện hóa, lại bị Hồng Thạch sai lệch tâm tính, lẻn vào bên trong phòng ấn phóng xuất ra ma đầu. Hải yêu chi địch gật đầu nói. Thì ra là thế, chỉ là Hồng Thạch vì sao lại rơi vào trong tay nhân loại, dẫn đến lần này lưỡng tộc giao chiến. Nghiễm Hiền nhìn chằm chằm Đế Dạ, lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Hồng Thạch tự hành sinh ra linh trí, từ trong vương cung tự hành rời khỏi. Cũng không biết nàng từ chỗ nào dung hợp một khối nghê thạch, lúc này mới cũng có tiểu cô nương nghê hồng chi khu trước kia. Tử phu nhân nói. Ma đầu kia tựa hồ cũng không có cường đại như trong truyền thuyết như vậy, có lẽ là trấn áp thời gian quá lâu, dẫn đến thực lực suy yếu. Năm người còn lại đều là gật đầu đứng lên. Trên mặt Đế Dạ hiện ra một tia kiệt ngạo bất tuân. Cười nhạt, hừ nhẹ một tiếng tiếp đó liền nhắm mắt điều tức.
Nhiễm Huyền trầm giọng nói. Cũng không đơn giản như các người nghĩ vậy, con ma này chắc là vừa mới dung hợp, do đó lực lượng không thể phát huy được. Năm đó tổ tiên tộc của ta, bất quá là nắm giữ hồng thạch thân thể, cùng với nơi đây dưới 1/5 ma nguyên lực, đã hầu như lật ngược toàn bộ Đông Hải, đánh chết hầu như toàn bộ cường giả lúc đó. Tử phu nhân cả kinh nói. Nếu là như vậy, nên như thế nào giết chết hắn? Nhiễm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua xa xa 6 con biển sâu cự thú, nói. Ta đã nghĩ xong, đưa hắn mang đi Đông Hải vực sâu. Thú ngư nói. Biển sâu cự thú cố hương, hải vực sâu. Nhiễm Huyền gật đầu nói. Biển sâu cự thú này đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại dị chủng, đã từng cùng với thượng cổ chân long có hiệp định bí mật, có thể trợ giúp ta. Thú ngư gật đầu nói. Nếu là chủng tộc viễn cổ này nguyện ý giúp một tay, lấy loại phá giới chi lực cực kỳ kinh khủng của bọn chúng không ngừng oanh kích, coi như là thần cảnh cường giả sợ rằng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Toàn tu đột nhiên phi lạc mà đến, nói. Nhiễm Huyền đại nhân, đám nhân loại võ giả này thì sao đây? Trong mắt Nhiễm Huyền hàn quang đảo qua, lạnh lùng nói. Tự nhiên là giết bất quá. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên, nói. Người này trước hết lưu hắn một mạng, ta lại muốn xem thật kỹ một chút kiếm linh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng. Toàn tu lên tiếng, mạnh mẽ hóa thành một đạo hắc mang nhằm phía Thái Cực Vạn Vật Đồ. Toàn tu. Mọi người cả kinh, nam tử trên vương tỏa cũng là cực kỳ phẫn nộ quát. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt toàn tu hiện lên một tia dữ tợn, cắn răng nói. Các ngươi dám đả thương chủ nhân, đều là đáng chết a. Trên mặt hắn một mảnh ma khí chớp động, đã ở trong bất chi bất giác bị nhập ma thành nô. Đáng chết! Nam tử trên vương tọa giận dữ quát một tiếng, lăng không đã chụp được một đạo trưởng mang. Khóe miệng của toàn tu hiện lên châm chọc, nói. Chủ nhân sẽ cho các ngươi mỗi một người đều phấn thân toái cốt. Thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, trở nên quái dị dị thường, lớp ra bên ngoài xông ra từng cái bạch cốt, đúng là muốn thôi động nguyên lực tự bảo. Mà trên bụng còn lại là nổi lên ra một khuôn mặt quỷ dị nhe răng cười, chính là gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên. Ầm ầm, ở dưới một trường của nam tử trên vương tọa kia, toàn tu bỗng nhiên đem chính mình dẫn nổ, vô cùng lực ầm ầm nổ về phía Thái Cực Vạn Vật Đồ. Cửu Tinh Vũ Đế tự bạo, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý như vậy, đang lúc mọi người đều không để ý tiến hành, căn bản là vô pháp địch nổi. Lục tộc chi chủ và Nghiễm Hiền đều là trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước tiên bay nhanh thối lui. Lý Vân Tiêu song đồng đột nhiên co rút, hiện ra một mảnh huyết nguyệt, quát to. Chính là hiện tại. Trước đó toàn tu nhập ma hắn vẫn nhìn ở trong mắt, thẳng đến đế giả bị bắt hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, tựa hồ đã liệu định có một màn này phát sinh. Mạc Tiểu Xuyên cũng một mực nhắm mắt tính tu, câu thông kiếm linh. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mảnh thanh minh hiện lên trong mắt, một tận trời khí tức từ trên người hắn lan tràn đi ra. Người kiếm như một, trong cơ thể phát ra tiếng rít gào ngoài từ viễn cổ hung ác. Những nhân tộc võ giả còn lại từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên nhảy vào bên trong giới thần bi Lý Vân Tiêu thả ra. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Một đạo kiếm khí từ trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên lao ra, hóa thành quang trụ to lớn trực tiếp dũng mãnh vào bầu trời. Ung ung. Bầu trời một trận rung chuyển cực lớn, võng cách tuyến rậm rạp chằng chịt từng cái nổi lên, trở nên vặn vẹo liên tục. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ, khó nhọc nói. Còn chưa đủ a, vẫn còn kém một chút. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên trở nên cực độ vặn vẹo, bắt đầu lạnh run, tựa hồ khó có thể chống đỡ kiếm ý càng mạnh hơn, đạo kiếm quang kia không chỉ có vô pháp tăng lên nữa, trái lại kịch liệt suy yếu xuống tới. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hừ nói. Sức lực của con kiến hôi, vẫn là để ta đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên vui vẻ, người nói chuyện chính là đế giả. Theo lời nói rơi xuống, trên bầu trời nổ lên một đạo lãnh mang, một đóa băng sát tâm diễm to lớn trên không trung ngưng tụ thành, đột nhiên nổ lên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời lam nhạt một mảnh, thời không hơi bị ngưng kết. Ẩn nấp ở trong hư vô ám dạ xoa từng tên hóa ra thân ảnh, đều bị băng sát tâm diễm trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Toàn bộ hải tộc một mảnh ồ lên, đều là kinh hãi nhìn bầu trời bị phá hư. Nhưng băng diễm chi lực quá mạnh mẽ, không người dám tiến gần lên đây.
Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đem Mạc Tiểu Xuyên thu vào trong giới thần bi, thuấn di một cái đã xông lên vạn thước cao không, hóa thành một đạo lôi quang muốn bỏ chạy. Bốn phía băng diễm chi lực cũng để cho hắn cực độ khó chịu, mặc dù là lôi điện chi khu cũng cảm giác mình như muốn tan ra, nhưng đây là hy vọng đào sinh duy nhất của hắn, nếu là bỏ qua nói, thực sự vạn kiếp bất phục rồi. Chết tiệt ngăn cản hắn. Nghiễm Hiền kinh sợ hét lớn một tiếng, đầu tiên đã hóa thành một đạo thanh long xông tới, trực tiếp đem vô cùng lớp băng lực chấn vỡ. Đế Dạ lạnh lùng cười, nhìn lại nói. Gặp lại sau, chư vị đám cặn bã, giữ lấy cái đầu chờ ta tới chém đi. Bây giờ nói lời này, hơi bị quá sớm rồi. Trong hư không hiện ra một đạo thân ảnh, chính là chủ nhân của Ngân Linh, một kiếm chém ra, chém thiên chém địa chém người, tam trảm kiếm, lăng không xuống. Còn sớm, bất quá là ta đi lên, giết nhiều một đậu ép mà thôi. Trên mặt Đế Dạ hiện lên vẻ dữ tợn, trên người tuôn ra một đoàn ma quang, mạnh mẽ lăng không dung quá khứ. Ma quang thiểm, ầm ầm, ma diễm ngập trừ oi chấn vỡ tam trảm kiếm, chủ nhân Ngân Linh phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra nghìn thước. Đế Dạ tuy rằng bị ngăn cản một chút, nhưng vẫn như cũ một bước vào hư không, muốn phá không mà đi. Đột nhiên bên trong hư không một giọng nói truyền đến, cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Chính là Lý Vân Tiêu, lôi điện chi khu của hắn trong lúc hỗn loạn muốn thoát đi, lại bất chi bất giác bị một cổ vô hình lực ngăn trở, không chỉ có không thể tiến thêm mảy may, trái lại bị hóa ra chân thân. Đế Dạ cũng là đồng thời sắc mặt đại biến, cổ lực lượng to lớn hắn cũng cảm nhận được, dường như núi cao đè xuống, trực tiếp đưa hắn chân áp khó có thể nhúc nhích mảy may. Lý Vân Tiêu cả người từ bên trong hư không bị rung trở về, thoáng cái dính bên người Đế Dạ, hai người đều là trông thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương. Thời gian nửa lần hô hấp, Nghiễm Hiền và ngũ tộc chi chủ khác đã hợp vây lại, bên ngoài mấy trăm đại quân cũng lăng không xuống, đem hai người vây chật như nêm cối. Chạy trốn nha, hai người ngươi không phải rất muốn chạy trốn sao? Lôi hổ hỏa báo lớn tiếng hung hăng cười rộ lên, trên mặt lộ vẻ hung bạo và châm chọc. Con người của thú ngư đột nhiên co rút, thẳng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Khó trách ta vẫn nhìn không thấu ngươi, những nhân tộc võ giả kia đều bị ngươi thu thập đến, nguyên lai trên người ngươi có siêu phẩm huyền khí a. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đều đưa mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Siêu phẩm huyền khí, mặc dù là hải tộc, vô cùng năm tháng tới nay cũng chỉ nghe qua pháp hoa đài sen như thị ngã văn, ngoài ra lại không còn có vật nào khác. Lý Vân Tiêu gương mặt khổ sáp, cơ hội duy nhất cũng không có thể đào tẩu, sợ là kết cục khó chịu nổi. Chỉ là cổ gông cùng xiềng xiết lực lượng của hắn, tới vô ảnh đi vô tung, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác ra được, điều này làm cho hắn thực tại khiếp sợ không thôi. Đế Dạ cũng là gương mặt giống giận, ánh mắt ở bốn phía quét tới, lạnh giọng nói. Là ai âm thầm xuất thủ, có giỏi đứng ra cho ta. Tử phu nhân che miệng cười khẩy nói. Người xuất thủ tự nhiên là hải tộc cường giả chúng ta, hiện tại đều đứng ở trước mặt ngươi, ngươi định làm như thế nào? Nàng mặc dù trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng là hơi khả nghi, mọi nơi nhìn lại. Cổ lực lượng này cảm giác. Trong mắt Nghiễm Hiền chẳng biết lúc nào lộ ra vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên nhìn xa xa. Tại nơi địa phương bị mọi người sao lãng, Phi Minh vốn là bảo vệ Thủy Tiên. Mà giờ khắc này hắn còn lại là lăng không quỳ ở một bên. Thân thể dường như đang run rẩy vì băng lạnh. Trên mặt của Thủy Tiên một mảnh trang nghiêm túc mục, trên người từng đạo kim sắc phù văn thoáng hiện liên tục, cả người bị băng bó khóa lại trong kim sắc tế vũ, mơ hồ lại có phạm âm đọc lên. Đó là, toàn bộ hải tộc cũng là kinh hãi không ngớt, ngóng nhìn đi. Một đạo kim quang không biết từ đâu mà đến, phảng phất vượt qua vô cùng thời không, từ trên bầu trời hạ xuống, hóa thành một đóa kim sắc liên hoa. Trên hoa sen kia mơ hồ có đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bên trong, lóe ra bất định, hoảng hốt bất minh. Sau đó nhân ảnh bên trong hoa sen tựa hồ khắp ra một ấn quyết cổ quái, đài sen liền bay vào bên trong kim quang xung quanh Thủy Tiên, trực tiếp từ trên linh đài của nàng chậm rãi dung nhập trong cơ thể. Một cổ sức mạnh hạo hãn to lớn nhất thời từ trong thân thể của Thủy Tiên dâng trào ra, dương dương sái sái soi sáng ở trên biển rộng. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn chẳng biết lúc nào hiện lên. Ở trong hải thiên chiếu hình ra ảnh ngược thật lớn, đỉnh thiên lập địa. Khuôn mặt của Thủy Tiên tựa hồ trở nên thanh tú tuấn lãng đứng lên, chậm rãi mở hai mắt ra, đúng là thanh âm của nam tử.
Hắn từ khắp trong bầu trời kim quang chậm rãi đi ra, trên mặt một mảnh pháp tướng trang nghiêm, trong miệng phạm âm thì thầm. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, nhất thiết cú sổ phi cú sổ. Nhất thiết thánh hiền như điện phất, nhất đạo không thân tức pháp thân. Lý Vân Tiêu tâm thần đại chấn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn đã biết người tới là người nào. Trong thiên hạ một trong nam tử có quyền thế nhất, tứ hải duy nhất hoàng giả, vạn tộc cộng tôn. Toàn bộ hải tộc đều là thần sắc nghiêm nghị, cuống quýt vội vàng quỳ bái, ngay cả nam tử trên vương tọa kia cũng mạnh mẽ nhảy dựng lên, không dám ngồi nữa. Gặp qua hải hoàng đại nhân, Nghiễm Hiền và lục tộc chi chủ đều bái xuống hành lễ, toàn bộ trên biển một mảnh an tường yên lặng, mọi người đắm chìm bên trong kim quang kia, tẩy sạch tất cả sát khí, nội tâm một mảnh nhu hòa. Đế giả cũng là nhíu mày lại, trong mắt một mảnh lạnh băng. Hải hoàng cười nhạt một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên một cái, một đạo kim mang ở dưới thân mỗi người nổi lên, đem mọi người toàn bộ nâng lên. Lúc này tuy rằng vẫn là thân thể của Thủy Tiên, lại trong mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một gã nam tử, trang nghiêm túc mục. Trong mắt hắn kim quang lóe ra, hướng phía bên trong hư không hai người nhìn lại. Một lúc lâu, thở dài một tiếng, nói. Nghiễm Hiền, để hai người bọn hắn rời đi. Cái gì? Toàn bộ Đông Hải cường giả đều là chấn động, ngay cả đế giả và Lý Vân Tiêu cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút không hiểu ra sao. Nghiễm Hiền hoảng hốt nói. Không thể hải hoàng đại nhân, con ma này chính là hàng vạn năm trước ma chủ đế phân thân, không chỉ có dung hợp bộ phận bị Đông Hải chấn áp, hơn nữa đã có nghê hồng chi khu, hôm nay không diệt sát hắn, sợ là sẽ khó tiêu diệt hắn được nữa. Hải hoàng than thở. Ma chủ thân nếu là dễ dàng giết chết như vậy, năm xưa tiền bối đại năng cũng sẽ không cần đại phí chu trương đen hắn phân mà trấn áp thôi. Nghiễm Hiền nói. Năm tháng trôi qua đã hàng vạn năm, tồn tại có cường đại đi nữa cũng sẽ ở dưới thời gian trôi qua mai một. Đông Hải ma chi phân thân, không phải ở trong thần thức của cường giả tộc ta giết chết, biến thành một đoàn không chút ý thức nào tồn tại hay sao? Hải hoàng nói. Đó chính là bởi vì ma chủ thân bắt đầu đi vào suy yếu, do đó số trời mới có thể ở thời đại này xuất thế. Nghiễm Hiền nhướng mày, có chút không có thể hiểu được, tinh tế suy tư. Đến tầng thứ này của bọn họ, đối với thiên đạo cảm ngộ xa không phải người thường có thể đạt được, đồng thời đối với thiên đạo kính sợ cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu Hải Hoàng nói như vậy, rồi lại không nói ra, Nghiễm Hiền cũng không cách nào, chỉ có thể thận trọng hỏi nói. Hải hoàng đại nhân có thật quyết định như thế hay không? Hải hoàng gương lộ vẻ từ bi, nghiêm nghị gật đầu một cái. Nghiễm Hiền phất một cái ống tay áo, lạnh nhạt nói. Đã có hải hoàng đại nhân pháp chỉ, chúng ta tự nhiên không thể làm trái. Chỉ là con ma này hôm nay vừa đi, tương lai thiên vũ giới nhấc lên hạo kiếp, vạn linh đồ thán, hải hoàng đại nhân cần phải gánh vác trách nhiệm hôm nay. Tuy rằng hải hoàng pháp chỉ mọi người không dám thay đổi. Nhưng không ai nghe được ra Nghiễm Hiền nội tâm oán khí, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Hải hoàng mỉm cười nói. Tất cả tự có số trời, thiên hành hữu thường, há là ta ngươi vừa đọc có thể thay đổi. Phải ta ngươi vừa đọc, đều ở trên trời nói trong vòng. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Mặc dù không giết hắn, vì sao không giống lúc trước như vậy, lần thứ hai đem hắn trấn áp xuống. Hải hoàng nói. Trước kia ngươi tổ tiên trải qua hồng thạch dẫn ma thân. Tuy rằng phá vỡ như thị ngã văn, nhưng bởi vì canh giờ chưa tới, cũng không phải là cơ hội để con ma này xuất thế. Không nói đến hôm nay mất đi như thị ngã văn, mặc dù thánh khí này vẫn còn, cũng đã vô pháp trấn áp ma chủ. Đế giả hừ lạnh nói. Hừm, coi như tiểu tử ngươi thức thời, có tự mình hiểu lấy còn không buông ra kết giới, để ta rời khỏi. Tất cả mọi người đều giận tím mặt, ai nấy trong đôi mắt giấy lên lửa giận. Hải hoàng cười nói. Ngươi mặc dù ứng vận mà sinh, nhưng ma chủ đế thời đại đã qua, tương lai người có thể áp chế ngươi có khối người. Nói bậy bạ gì đó. Đế giả phẫn nộ quát. Tương lai lúc ta thân lâm thiên hạ, liền ban thưởng ngươi vô thượng vinh quang. Hải hoàng nhàn nhạt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn giơ tay lên lai, lâm khoảng không một chảo. Sắc mặt của đế giả đại biến, trên người hắn nhất thời bay ra một đạo kim quang, chính là đại xảo bất công kiếm. Trực tiếp bay đi. Cùng lúc đó, trên người Nghiễm Hiền đồng dạng là kim quang nổi lên, chính là ngẫu ti bộ vân lý, đang bay trở về trong tay hải hoàng. Hừm, đế giả cảm thụ được trên bầu trời ràng buộc buông lỏng,
không dám lưu lại nữa, vội vàng xoay người liền biến mất ở trên biển rộng mênh mông. Tất cả mọi người nghĩ tâm bỏ vào, lao sư động chúng như vậy đi ra, thương vong cũng không nhỏ, cứ như vậy thoải mái thả hắn đi rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu hồ nghi không ngớt, hải hoàng để cho chạy đế dạ, tựa hồ ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái gì thiên đạo số trời các loại, không thể nghe thấy, mặc dù là thập phương thần cảnh cường giả cũng không dám nói mình nhìn lén được thiên đạo, tiểu tử này rõ ràng cho thấy đang giả thần giả quỷ. Chỉ là ma chủ tàn khu quan hệ quá nhiều, cứ như vậy thả rồng về hải, hậu quả quả thật thiết tưởng không chịu nổi, hắn rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu tin tưởng vững chắc đứng lên, hải hoàng nhất định biết một ít bí mật mọi người không biết có liên quan tới ma chủ. Dù sao 1/5 ma chủ tàn khu là không biết hải hoàng đời thứ mấy vận dụng như thị ngã văn lại thêm 4 món chí bảo trấn áp xuống, tất nhiên sẽ lưu lại kể lại ghi chép. Về phần hắn trước đó trải qua 3 chỗ phong ma chi địa, có trời mới biết là người phương nào lưu lại, mặc dù những cường giả kia có các loại ghi chép, phỏng chừng từ lâu bao phủ ở trong 5 tháng. Hôm nay thiên vũ giới, có lẽ chỉ có hải hoàng điện đối với chuyện ma chủ việc hiểu rõ ràng nhất. Hải hoàng thu hồi 2 kiện chí bảo, sau đó nhàn nhạt nói rằng. Nghiễm hiền, người phải tăng số nhân thủ mau chóng đem như thị ngã văn và tỏa tử hoàng kim giáp tìm về, lấy ứng đối nguy cơ trong tương lai. Dạ. Nghiễm hiền ứng tiếng nói, thái độ khiêm cung. Nếu đế giả đã đi rồi, lại quấn quýt việc này cũng vô ích, hải hoàng vẫn không thể đắc tội. Thủy Tiên hai hàng lông mày hơi nhíu một cái, cả người thần thái bắt đầu biến hóa. Hải không trên khắp bầu trời kim quang thoáng cái tản ra, hóa thành vô hình, thiên hải khôi phục một mảnh yên lặng. Thủy Tiên mở mắt to, thoáng cái thấy rất nhiều người còn đang khom người với nàng, kinh ngạc nói. Mọi người đây là thế nào? Mọi người thế mới biết hải hoàng đã rời khỏi, đều bật người dậy, không nhìn thẳng nàng, đều trầm tư không nói. Thế nào thoáng cái đều không nói? Thủy Tiên ngạc nhiên không thôi, thoáng cái nhớ lại chuyện lúc trước, hét to một tiếng, nói. Lý Vân Tiêu. Nàng thân ảnh lóe lên, liền bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, vội la lên. Ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Không có việc gì, vừa rồi phụ hoàng ngươi đã tới, muốn thả ta rời khỏi. À! Thủy Tiên thân thể chấn động, sau đó đại hỉ nói. Nguyên lai là phụ hoàng phủ xuống mà đến. Thật tốt quá, cái này không cần đánh nhau nữa rồi. Nàng đột nhiên cả kinh nói. Những người khác đâu, lẽ nào? Nàng gương mặt giật mình, tâm tình bi thương thoáng cái dâng lên. Những nhân tộc võ giả đó mặc dù lớn bộ phận nàng cũng không nhận ra, nhưng ít ra cùng nhau từ hãm không đảo trải qua, coi như là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Lý Vân Tiêu thấy nàng viền mắt đỏ lên đã muốn khóc, vội vàng nói. Bọn họ không có việc gì. Ở một địa phương rất an toàn. Thực sự, Thủy Tiên có chút không tin, nhìn bốn bề một chút, không biết nếu nói địa phương an toàn là nơi nào, nhưng nàng lại cảm thấy Lý Vân Tiêu không giống như là lừa gạt nàng. Lý Vân Tiêu hướng phía mọi người nói. Chư vị, không đánh không quen, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, lúc này cáo từ. Nghiễm Hiền sắc mặt trầm xuống, hừ nói. Ngươi cũng muốn đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vừa rồi hải hoàng không phải nói để ta đi sao? Nghiễm Hiền cười lạnh nói. Hải hoàng đại nhân chỉ nói cho ngươi rời đi không có nghĩa là hiện tại cho ngươi rời đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nếu hải hoàng đại nhân đã hạ pháp chỉ, ta ngươi trước đó cũng không cừu không oán, tội gì lại làm khó ta đây? Nghiễm Hiền đứng chắp tay, lãnh đạm nói. Ngươi đã đều nói như vậy rồi, ta đây cũng nói thẳng được rồi. Đem siêu phẩm huyền khí trên người ngươi lưu lại, liền có thể đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt một ngưng, lạnh lùng nói. Đối với việc siêu phẩm huyền khí, ta cũng không phủ nhận. Nhưng mặc cho một kiện siêu phẩm huyền khí đều có ký chủ của nó, Nghiễm Nguyên luyện hóa như thị ngã văn hơn 10 năm mà không một đoạt được, dưới cơ duyên mới vừa vặn luyện hóa. Nghiễm Hiền đại nhân cần gì phải nghịch thiên làm việc đây? Con người của Nghiễm Hiền đột nhiên co rút, cả kinh nói. Nghiễm Nguyên phản bội luyện hóa như thị ngã văn. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Như vậy ta đã càng không thể thả ngươi đi. Nghiễm Hiền ngươi thật lớn mật không chỉ có cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng ta, còn không biết xấu hổ cướp đoạt đồ vật của người. Thủy Tiên buồn bực mắng to lên, đứng ở trước người Lý Vân Tiêu giang hai cánh tay,
đưa hắn ngăn ở phía sau muốn bảo vệ hắn. Nhiễm Hiền trầm giọng nói. Thủy Tiên công chúa, xin không cần tùy hứng. Việc này quan hệ đến Đông Hải an nguy, cùng với Hải Hoàng Điện thánh khí như thị ngã văn tìm về. Lý Vân Tiêu, người vẫn là trước tiên theo ta quay về Đông Hải Vương cung một chuyến đi. Trên người hắn tản mát ra hàn ý lăng liệt, khiến người khó có thể chống cự đạo thượng vị giả uy nghiêm kia. Ngay cả Thủy Tiên đều là cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhịn không được lăng không lui về sau một, kinh hãi nói. Người muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, biết mình còn muốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy, bất quá may mắn chính là Hải Hoàng đã hạ pháp chỉ để hắn đi, chí ít hiện nay là tính mệnh không lo. Hắn đơn giản nói rằng, cũng tốt, ta sẽ theo Nghiễm Hiền đại nhân quay về vương cung một chuyến. Vừa lúc lưỡng tộc chiến sự ta cũng muốn cùng với đại nhân tinh tế thương lượng một chút, hy vọng có thể hóa cam qua thành ngọc điệp. Nghiễm Hiền hừ lạnh nói, hừm. Người có tư cách gì đại biểu nhân tộc cùng với ta đàm chiến sự? Lý Vân Tiêu nói. Chiến sự nguyên nhân gây ra cũng bất quá là bởi vì Hồng Thạch, Nghiễm Hiền đại nhân cũng có thể nhìn thấy, Tiểu Hồng chính là Hồng Thạch từ Đông Hải rời đi, lúc này bị đế giả đoạt được. Nói tới chỗ này, nội tâm hắn không khỏi run lên, cặp mắt trong suốt sáng người kia hiện lên ở trong đầu, để hắn cảm thấy ngực bị cự thạch đè ép, thậm chí có chút hô hấp chật vật. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Ý của ngươi là, Hồng Thạch không có, do đó đã không cần chiến nữa. Lý Vân Tiêu thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói. Chính là lúc này đã không có tái chiến ý nghĩa. Hừm, Nghiễm Hiền nặng nề hừ nói. Tái chiến ý nghĩa, cùng với Hồng Thạch không quan hệ. Ta nói có liền có, ta nói không là không. Lý Vân Tiêu buồn khổ không ngớt, đối phương đây là trực tiếp dùng thân phận cường giả đè áp hắn. Nếu là lúc này nắm giữ lực lượng kiếp trước, đã sớm tức miệng mắng to một kiếm bổ tới. Nhưng bây giờ tình thế so với người yếu hơn, không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Được rồi, đại nhân anh minh, vậy phải như thế nào mới có thể dẹp loạn chiến hỏa? Lưỡng tộc chi chiến nói cho cùng còn là bởi vì hắn giấu đi Tiểu Hồng đưa tới, trong này ngã xuống vô số cường giả, hắn ít nhiều đều có trách nhiệm, nội tâm còn là cực kỳ áy náy. Nghiễm Hiền gương mặt lạnh lùng, hừ nói. Dẹp loạn chiến hỏa ta tự có chủ trương. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Chiến sự đã nói hết lời, lợi và hại đại nhân tự nên phân minh. Nghiễm Hiền làm sao không biết trận chiến này đã lại không cần phải tiến hành, hơn nữa tiếp tục thêm, đem chiến sự thăng cấp, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có thể là Đông Hải. Chỉ là kết quả là công dã tràng, để hắn cực kỳ bất mãn, trong lòng một cổ oán khí vô pháp xả giận. Ngân Linh chi chủ nói. Việc này đã xong. Ngân Linh xin cáo lui. Cũng không đợi Nghiễm Hiền hồi phục, thân ảnh của Ngân Linh chi chủ dần dần hư hóa xuống tới, toàn bộ trên mặt biển ngân quang một mảnh nổi lên, sau đó dần dần thối lui. Nam tử trên vương tọa cũng nói. Cáo từ. Lập tức đã hóa thành một đạo quang mang sông về phía chân trời, trực tiếp tiêu thất ở trên 9 tầng trời. Còn lại lục tộc chi chủ cũng đều cáo từ, lục tộc đại quân đồng thời lui lại, trên trời cao chỉ còn rất ít hơn 10 người. Nghiễm Hiền nói, công chúa điện hạ làm sao đi đâu? Thủy Tiên lạnh lùng nói, tự nhiên là theo ngươi, để tránh khỏi ngươi làm ra chuyện thương tổn bằng hữu của ta đấy. Nghiễm Hiền một trận không nói gì, nói, đã như vậy, vậy hoan nghênh công chúa điện hạ đến Đông Hải hàn xá. Phía sau đi ra 8 gã thị vệ, lăng không đánh ra các loại quyết ấn, rất nhanh kết thành một thanh sắc trận pháp cực lớn, từ từ sinh huy, soi sáng ngoài khơi một mảnh sán lạn. Trong trận pháp không ngừng truyền đến nổ vang, dần dần mở ra một cái lối đi tối thui. Nghiễm Hiền theo tay vung lên, một đạo quang mang từ trong tay bắn ra, trực tiếp lăng không ngưng tụ thành một cái chiến hạm hình rồng, tuy rằng cũng không to lớn đồ sộ, lại cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Thủy Tiên công chúa, mời. Nghiễm Hiền làm một thủ thế, để Thủy Tiên giành trước lên chiến hạm. Sau đó mọi người từng tên đuổi kịp, trên hình rồng chiến hạm không trung vừa chuyển. Liền lái vào thông đạo mở ra, tiêu thất ở trên biển rộng mênh mông. Chỉ còn lại có 6 con biển sâu cự thú, nhìn không gian thông đạo kia, trong mắt một mảnh mờ mịt. Không gian thông đạo kia dần dần bế đóng lại, toàn bộ biển rộng từng bước khôi phục sự yên lặng, biển sâu cự thú ở trên mặt biển du đãng một hồi, bắt đầu ô ô ô kêu giống lên. Lúc thân thể 6 con biển sâu cự thú trở nên dần dần hoảng hốt, từng con nhất tề tiêu thất ở trên biển rộng.
Hải Thiên trong lúc đó túc sát khí tùy theo tiêu tán. Sau một lúc, đã quay về trong hải không yên tĩnh, đột nhiên dần dần hiện lên một đạo nhân ảnh. Ân, quả nhiên không có giết hắn, lẽ nào lời đồn về ma chủ dĩ nhiên là thực sự. Bóng người hiển hiện hóa ngưng thực đứng lên, một thân áo trắng như tuyết, thần thái thanh nhã, chính là Trác Thanh Phàm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, lẳng lặng đợi một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Cũng tốt, tiết kiệm ta xuất thủ phiền phức, như vậy cũng tiện cùng với công dương chính kỳ thông báo. Trên người hắn quang mang lóe lên, cười dài một tiếng vang lên, tiêu thất ở trên hải thiên. Có ở đây không biết bao nhiêu vạn dặm, trên bầu trời hiện ra một đạo hắc động, dần dần mở ra. Hình rồng chiến hạm chậm rãi lái ra, sau đó nhảy vào vô biên vô tận biển rộng. Ngoài khơi hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ chiến hạm chỉnh thể trở nên hư ảo, ở bên trong biển rộng không ngừng toát ra, ngay lập tức ngàn dặm. Bốn phía nước biển bày biện ra trạng thái hầu như tinh thể, tựa hồ bị vây trong kết giới nào đó. Sau đó chiến hạm nhảy mà trốn vào hư vô, khi xuất hiện lần nữa, đã ở bầu trời một tòa cung điện to lớn. Toàn bộ hành trình bất quá mấy canh giờ, nhưng nếu là dựa vào phi hành, phổ thông võ giả cả đời đều không đi được xa như vậy. Chiến hạm chậm rãi đánh xuống, đem nước biển thấu triệt đến cơ hồ trong suốt gạt ra, thoáng cái đứng ở trước vương cung. Sớm có các loại thị vệ hiện ra hàng ngũ gạt ra, nghênh tiếp Long Hạm trở về. Bên trong vương cung bay ra mấy đạo khí tức cường giả, đều là gương mặt tuổi còn trẻ, ở trước chiến hạm trang nghiêm mà đứng, xin đợi Nghiễm Hiền. Gặp qua phụ vương cung nghênh phụ vương chiến thắng trở về. Đứng ở hàng trước nhất năm tên thanh niên nhân cùng kêu lên quát dẹp đường, ai nấy thập phần cung kính. Trên chiến hạm đầu ném xuống một đạo quang mang, đám người Nghiễm Hiền hơn 10 người thân ảnh dần dần hiển hóa đi ra. Nghiễm Hiền trước tiên nói. Thủy Tiên công chúa, mời. Hắn làm một thủ thế, đột nhiên phát hiện trạng thái của mọi người không đúng, chỉ thấy 5 vị vương tử đều là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên, từng tên lộ ra vẻ ngây dại. Nghiễm Hiền trầm giọng quát dẹp đường. Vô lễ các người đây là cái bộ dáng gì? 5 tên vương tử cả người chấn động, vội vàng cúi đầu. Tên nam tử thứ nhất diện mục tuấn tú, thần thái nho nhã, lớn lên có vài phần tương tự Nghiễm Dịch cười hỏi. Phụ vương, vị tiên tử này là. Còn lại 4 gã vương tử cũng là vểnh tai lên nghe. Vương tộc nắm giữ Đông Hải, muốn dạng tuyệt thế mỹ nữ nào không có, dung mạo ở trên Thủy Tiên cũng có khối người. Nhưng Thủy Tiên một khi xuất hiện thì loại lãnh diễm và quý khí này, ngay cả bọn họ thân là vương tử cũng tự thẹn không bằng, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn. Trong mắt Nghiễm Hiền lóe lên tinh mang, nhàn nhạt nói rằng. Mấy người các ngươi thật sự khiến cho Đông Hải ta mất mặt, còn không mau tới gặp qua Hải Hoàng Đại Nhân Chi Nữ, Thủy Tiên Công Chúa Điện Hạ. Cái gì, Hải Chi Xâm Lâm Thủy Tiên Công Chúa Điện Hạ? 5 tên vương tử đều là thất kinh. Dẫn đầu tên nam tử nhìn như lớn tuổi kia chính là trước hết phản ứng kịp, vội vàng tiến lên nói. Tại hạ Nghiễm Khai, may mắn có thể kết bạn công chúa điện hạ. Nghiễm Hiền nói. Còn đây là con trai thứ 3 của bản vương Nghiễm Khai, thực lực tốc hành bát tinh vũ đế, phóng nhãn toàn bộ tứ hải, ở trong cùng tuổi có thể sánh vai với hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết công chúa điện hạ cảm thấy thế nào. Còn lại 4 gã vương tử đều là sắc mặt trầm xuống. Âm thầm tức giận chính mình chậm một nhịp. Thủy Tiên sửng sốt, nói. Làm sao, cái gì làm sao? Khụ, khụ. Nghiễm Hiền ho khan 2 cái, nói. Công chúa điện hạ cảm thấy đứa con trai thứ 3 không ra gì này của ta làm sao? Thủy Tiên nói. Ừ, tốt vô cùng. Ở trong hải tộc hình thù kỳ quái, xem như tuấn tú lịch sự. Bất quá ta nhìn hắn lớn lên không quá giống với Nghiễm Hiền đại nhân a. Nghiễm Hiền. Nghiễm Thuận cũng là vẻ mặt hắc tuyến, cả người tuôn ra mồ hôi lạnh, vội hỏi. Công chúa điện hạ nói đùa, cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều có bất đồng. Tướng mạo chỉ là một trong nhân tố di truyền, đại đa số vương tử cùng với bậc cha chú tướng mạo đều là bất đồng. Nghiễm Hiền cũng cười nói. Hắc hắc, công chúa điện hạ quả nhiên là thiên chân khả ái, nói thẳng không cố kỵ a. Thủy Tiên chợt nói. Thì ra là thế, ta bắt đầu còn buồn bực đây, thế nào thua kém lớn như vậy, còn tưởng rằng. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy có chút nói không thuận tiện, trên mặt hơi đỏ lên. Nghiễm Hiền và Nghiễm Thuận đều là gương mặt khổ sáp,
nếu là những người khác dám đại nghịch bất đạo như vậy, sớm đã bị bổ thành tan xương nát thịt. Còn lại bốn gã nam tử lại là âm thầm cười to không ngớt, một tên nam tử trong đó khoác kim giáp tùy thời ra khỏi hàng, nói. Tại hạ Đông Hải Vương cung đệ ngũ vương tử Nghiễm Nhạc, công chúa điện hạ xem ta cùng với phụ vương có giống nhau. Thủy Tiên giơ lên đôi mắt sáng, quan sát một chút, cười nói. Ngươi vẫn có 4-5 phần giống. Nghiễm Nhạc cười to nói. Bên trong đám vương tử của phụ vương ta, cũng đích thật là ta giống với phụ vương nhất. Khó có được Thủy Tiên công chúa giá lâm Đông Hải, Nghiễm Nhạc nhất định sẽ tận tình địa chủ, để công chúa điện hạ thỏa thích tận hứng. Thủy Tiên cũng cười nói. Tứ Hải Vương cung ta chỉ theo cha vương đi qua Bắc Hải, còn lại Tam Hải chưa từng đi đến, cảm ơn ngươi rồi. Trên mặt Nghiễm Nhạc tỏa ánh sáng, đại hỉ nói. Có thể vì công chúa cống hiến sức lực, tam sinh hữu hạnh. Nghiễm Thuận và ba vị vương tử còn lại đều là trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, một gã vương tử niên kỷ nhỏ hơn bước ra khỏi hàng nói. Công chúa điện hạ, tại hạ Nghiễm An, trong ngày thường thích nhất chính là du sơn ngoạn thủy. Phụ cận hải vực không có địa phương tốt nào mà ta không rõ ràng lắm. Mà chư vị ca ca bình thường đều bế quan tu luyện, đối với một đường này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, hãy để cho ta tới khoản đãi công chúa điện hạ đi. Nghiễm An. Nghiễm Nhạc phẫn nộ quát. Nơi này có người chuyện gì? Cút sang một bên. Nghiễm An gương mặt kiệt ngạo bất tuân hừ nói. Tứ ca, lẽ nào ta nói sai sao? Trong năm người ta tu vi thấp nhất, bình thường đều là vui chơi đi dạo. Công chúa điện hạ đường xa mà đến, nếu là chơi không đủ tận hứng, tội này ngươi có thể đảm đương nổi hay không? Nghiễm Nhạc giễu cợt nói. Ngươi tên phế vật này, chơi đùa cũng thành tư bản rồi. Ngươi thực lực như cặn bã, nếu là mang theo công chúa đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Sợ rằng chính ngươi là người thứ nhất bỏ chạy đi. Nghiễm An hừ nói. Phụ cận hải vực nơi đây, còn có thể gặp phải nguy hiểm. Ta sống nhiều năm như vậy. Thế nào cho tới bây giờ chưa từng gặp qua? Nghiễm Nhạc sắc mặt âm hàn, trên người khí tức thô bạo phát ra, bước thẳng đến, lạnh lùng nói. Ta xem ngươi bây giờ đang rất nguy hiểm. Được rồi hai vị vương đệ không cần tranh cãi. Nghiễm Thuận lạnh nhạt nói. Công chúa điện hạ an toàn tự nhiên là thứ nhất, do đó trong khoảng thời gian này ta đều sẽ như hình với bóng bảo hộ công chúa điện hạ, hai vị đều bế quan tu luyện đi thôi. Ngươi! Hai người đều là không phục, nặng nề hừ một tiếng. Nghiễm Nhạc hừ nói. Ta vừa vặn đột phá bình cảnh, đang cần bốn phía du ngoạn một chút giải sầu một chút. Còn lại ba người cũng rối rít nói. Chúng ta cũng vậy. Nghiễm Hiền quát dẹp đường. Việc này nào phải do các ngươi nói. Tất cả phải tùy theo tâm ý của Thủy Tiên công chúa. Nghiễm Thuận lộ ra dáng tươi cười như ánh dương quang vậy, hòa ái dễ gần hỏi nói. Công chúa điện hạ, không biết đã có sắp xếp hay chưa? Nếu là không có, cứ việc giao cho ta, tất nhiên để Thủy Tiên công chúa thỏa thích tận hứng. Thủy Tiên nói, ta không có gì an bài, ta đến Đông Hải cũng chỉ là sợ Nghiễm Hiền đại nhân thương tổn Lý Vân Tiêu, chỉ cần Lý Vân Tiêu không có việc gì là tốt rồi. Nghiễm Thuận nhướng mày, nói, Lý Vân Tiêu, vài tên vương tử đều là vẻ mặt mờ mịt, hướng phía Nghiễm Hiền nhìn lại. Sắc mặt của Nghiễm Hiền trầm xuống, hừ nói. Nghiễm Thuận, người đem hai gã nhân tộc này giải vào vực sâu địa lao. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình nhất thời bị hai gã hải tộc cường giả đẩy bắt đầu. Cái gì, vực sâu địa lao? Thủy Tiên cả giận nói. Nghiễm Hiền, trong vực sâu cực độ nguy hiểm, như người vậy sẽ hại chết Lý Vân Tiêu. Nghiễm Hiền nhàn nhạt nói rằng. Công chúa điện hạ yên tâm, Lý Vân Tiêu này thực lực không tầm thường. Nào có dễ dàng chết như vậy. Trước hết để cho hắn ở bên trong ở một lát, đợi ta ngẫm lại nên xử trí hắn như thế nào. Thủy Tiên cả giận nói. Xử trí, còn không phải thả ra sao? Ngươi dám cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng ta. Nga nga, đúng đúng, là thả ra, nhất thời nói lỡ lời. Nghiễm Hiền mang sửa lời nói. Đợi ta nghĩ xem nên làm sao thả hắn ra. Nghiễm Thuận tựa hồ đã nhận ra cái gì? Trong mắt hơi toát ra hàn mang, ở trên người Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình quan sát một phen, nói. Hai vị bằng hữu này, không biết vị nào là Lý Vân Tiêu đây. Còn lại bốn gã vương tử cũng là sắc mặt khó coi, mắt lạnh nhìn chằm chằm hai gã nhân loại ti tiện này. Lý Vân Tiêu âm thầm buồn khổ không ngớt, thầm nghĩ cô gái nhỏ này quả nhiên là hồng nhan họa thủy,
bản thân là nàng cũng trúng đạn a. Bạc Phú Kình bị Nghê Thạch phản phệ, tuy rằng đã khống chế không ít, nhưng lúc này vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Lý Vân Tiêu đồng dạng là nguyên lực khôi phục có hạn, hơn nữa vừa bị bắt, hai người liếc nhìn lại đã có vẻ cực kỳ chật vật. Trong mắt năm tên vương tử đều lộ ra vẻ chán ghét. Nghiễm An cười quái dị châm chọc đứng lên, nói. Tam ca, nhân loại ti tiện như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn nhận thức phải không? Nghiễm Thuận không đáp, Thủy Tiên liền giận tím mặt nói. Ngươi ở đây âm dương quái khí nói cái gì? Ai ti tiện chứ? Ngươi mới ti tiện, các ngươi một nhà đều ti tiện. Toàn bộ vương cung ngoại hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến chỉ có một chút thanh âm ừng tực toát ra. Thủy Tiên mắng chửi một câu này, hoàn toàn đem toàn bộ Đông Hải vương cung mắng đi vào a. Tất cả mọi người cả người toát mồ hôi lạnh, nín thở tới mức không dám cả tiếng hô hấp, chuyện như vậy đó là chưa từng có qua. Nếu đối phương không có thân phận còn dễ làm, trực tiếp phân thây là được, nhưng thân phận của đối phương. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hơn nữa dĩ vãng nghe đồn, Nghiễm Hiền coi như là đối với vị công chúa này rõ như lòng bàn tay, biết nàng là loại tính tình ngây thơ ngốc nghếch, nói chuyện thẳng hắn, cũng lười truy cứu. Hơn nữa thân phận của đối phương căn bản là không có cách nào truy cứu, chỉ có thể làm như không có nghe được. Hắn chỉ có thể giận dữ mắng Nghiễm An nói. Không được vô lễ hai vị này, một vị là bằng hữu của công chúa Điện Hạ, một vị là bằng hữu của ta. Nghiễm Thuận, đưa bọn họ giải vào vực sâu địa lao, dùng lưỡng nghi vi trần trận khóa lại. Nghiễm Thuận lấy làm kinh hãi, sợ hãi nói. Phụ vương nói đó là lưỡng nghi vi trần trận. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn cho rằng mình đã nghe lầm. Nghiễm Hiền nói. Đúng thế. Hắn cũng không làm tiếp giải thích, mà là hướng tới bốn người khác nói. Bốn người các ngươi người, trước tiên hảo hảo bắt chuyện công chúa, nếu là công chúa có một chút xíu không hài lòng, ta sẽ lột ra từng tên các ngươi. Dạ thưa phụ vương. Bốn người cũng là đại hỷ, vội vàng đáp. Nghiễm Nhạc cũng là híp mắt cười nói. Nhất định để công chúa Điện Hạ thỏa thích tận hứng. Coi như công chúa Điện Hạ muốn trăng trên bầu trời, Nghiễm Nhạc ta cũng đi hái xuống. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Ngươi trước theo bọn hắn đến địa lao đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Phụ hoàng hạ pháp chỉ để Nghiễm Hiền thả người, hắn nhất định không dám đối với ngươi làm sao. Thủy Tiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Nghiễm Hiền một cái, nặng nề hừ một tiếng, đã hướng bên trong Chiêu Vương cung đi đến. Bốn gã vương tử vội vàng ở phía trước dẫn đường. Thủy Tiên thân thể dừng lại, chỉ vào Nghiễm An nói. Ngươi vừa rồi mắng bằng hữu của ta, ta không cần ngươi tiếp khách, ngươi cút ngay cho ta. Khuôn mặt Nghiễm An thoáng cái trở nên trắng bệch, kinh ngạc đứng ở đó. Ha ha, chính là tiểu tử này ngay cả bằng hữu của công chúa cũng dám mắng chửi, trong mắt hắn còn có công chúa sao? Nghiễm Nhạc cười cười tâu tóe, hét lớn một tiếng nói. Cút ngay! Hắn thuận lợi đẩy. Một cổ vô hình kình khí từ lòng bàn tay đánh ra, trực tiếp đem Nghiễm An đánh văng ra mấy chục thước, sau đó rong chơi cười to dẫn Thủy Tiên tiến nhập vương cung. Nghiễm Nhạc ngươi không chết tử tế được. Nghiễm An sắc mặt một mảnh âm trầm đáng sợ, cực giận gào thét. Thanh âm lạnh nhạt của Nghiễm Hiền từ phía sau truyền đến, nói. Không có thực lực, Thủy Trung chính là phế vật, mặc dù ngươi thân là vương tử, vật yêu thích cũng phải cần tự mình đi qua lực lượng đến tranh lấy. Phụ vương, ta, Nghiễm An tức giận giống, lại bị Nghiễm Hiền phất tay cắt đứt, nói. Ta có 17 đứa con, mỗi lần khi triệu tập các ngươi, đều có hơn 10 người đang bế quan. Mà ngươi mỗi lần đều ở đây, Thủy Tiên công chúa chính là Vạn Kim Chi Khu, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nghiễm Hiền không lưu tình chút nào lạnh lùng nói. Ta còn có việc, không có thời gian cùng với phế vật nói nhiều. Hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại mọi người đang tại chỗ, cũng không dám nói. Nghiễm Thuận mỉm cười, nói. Thập đệ, người vẫn là nhanh lên bế quan đi thôi. Gương mặt của Nghiễm An tức giận hầu như biến hình đứng lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình nói. Hai người các ngươi nhân loại ti tiện, dám làm hại ta bị phụ vương giáo huấn ta giết các ngươi. Hắn ngũ chỉ hé ra, hóa ra long chảo xanh đen, gào thét lớn hướng tới hai người bắt xuống tới. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, đang nằm thật tốt, lại trúng một thương. Bạc Phú Kình nhàn nhạt nói rằng, ngươi tới đi, ta toàn bộ lực lượng đều ở đây trấn áp Nghê Thạch phản phệ. Lý Vân Tiêu gật đầu, giơ ngón tay lên,
một đạo lôi quang ở đầu ngón tay hội tụ thành cầu, không ngừng mà đùng đùng lóe ra, trở nên rất mạnh. Con người của Nghiễm Thuận đột nhiên co rút lại, lộ ra một tia kinh hãi. Phanh! Một đạo lôi điện từ trong đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu phụt ra ra, ầm ầm một tiếng trực tiếp đem Long Chảo Lăng Không hạ xuống đục lỗ. A a! Nghiễm An kêu thảm một tiếng, liều mạng bưng tay của mình, kinh sợ liên tục quát. Nhân tộc ti tiện, dám đả thương ta, giết hắn, giết hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều là đứng yên bất động, không người động thủ. Nghiễm An giận tím mặt, quát. Các ngươi không có nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Ta cho các ngươi giết hai người bọn họ. Nghiễm Thuận nhếch miệng lên, không chút nào che giấu khinh bỉ nói. Thập đệ, vẫn là trở lại bế quan luyện một chút trở ra đi, mặt mũi của Đông Hải Vương Cung cũng làm cho ngươi vứt sạch. Hắn cười một tiếng dài, liền áp tải hai người Lý Vân Tiêu đi về phía biển sâu địa lao. Nghiễm An tức giận cả người run, cả người bao phủ ở trong một bóng ma. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình bị áp giải đến trước một tòa truyền tống đại trận, Nghiễm Thuận và hai tên cửu tinh vũ đế cường giả áp giải bọn họ đi tới. Truyền tống quang mang chớp động, năm người rất nhanh từ trong vực sâu địa lao tiêu thất. Sau một khắc, xuất hiện địa phương còn lại là một mảnh đen kịt, không chỉ có mắt không thể thấy, ngay cả thần thức cũng rất khó mở ra. Hơn nữa một loại giá rét thấu xương cực độ phủ xuống, Lý Vân Tiêu còn tốt, Bạc Vũ Kình lại là không nhịn được run rẩy một chút. Nghiễm Thuận nói, hai vị một đường mệt nhọc, ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Vân Tiêu đem thần thức tản ra, chỉ có thể cảm nhận được cự ly hơn 10 thước, cười khổ nói. Ở đây không có nguy hiểm gì chứ. Nghiễm Thuận khẽ cười nói. Hai vị khiêm nhường, gia phụ cũng làm cho ta bày lưỡng nghi vi trần trận chiêu đãi các ngươi, đủ có thể thấy hai vị thần thông mạnh mẽ. Hắn đánh ra một đạo quyết ấn, trực tiếp ấn vào trong bóng tối. Đảo mắt một đạo ánh sáng nhạt sáng lên, là vì thái cực lưỡng nghi, ở trên khoảng không ngừng diễn hóa ra. Mọi người dưới chân cũng theo đó hiện ra các loại đồ án, thoáng cái ngàn vạn ký hiệu từ trong bóng tối tuôn ra, ở trong thiên địa cấu trúc các loại kết cấu. Lý Vân Tiêu lẳng lặng quan sát đến trận phù biến hóa, từng cái ghi lại trong lòng. Rất nhanh, phù văn này đều diễn dịch một lần, toàn bộ lần thứ hai ẩn vào hắc ám, không còn dấu vết có thể dò xét. Nghiễm Thuận nhìn này trận phù diễn dịch hoàn thành, cười nói. Hai vị tĩnh tâm nghỉ ngơi đi, lưỡng nghi vi trần trận này chính là cổ trận pháp uy năng khó lường, hiện nay thế gian đã không còn ai có thể bày bố, có thể so với thiên la địa võng, hai vị là tuyệt không khả năng chạy đi. Lý Vân Tiêu nói. Nghiễm Thuận điện hạ mới vừa rồi còn nói chúng ta thần thông rất mạnh, hiện tại lại miệt thị thực lực của chúng ta, ăn ở không thể mâu thuẫn như vậy. Ha ha, thú vị. Nghiễm Thuận cười ha hả, nói. Nếu không tin nói, các ngươi đại khái có thể thử một lần. Không nói đến trận này không có khả năng bị phá, lùi một vạn bước, các ngươi cho dù đi ra, phía bên ngoài nguy hiểm cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận. Lý Vân Tiêu cười nói, điện hạ thực sự là phí tâm, đối với hai gã ngoại nhân còn tốt như vậy. Nghiễm Thuận híp mắt cười nói. Không sao cả, bản tọa luôn luôn là trạch tâm nhân hậu. Được rồi. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vị nào là Lý Vân Tiêu? Cùng với Thủy Tiên công chúa điện hạ lại là quan hệ như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Đây không phải là điện hạ nên hỏi, ngươi còn là trở lại bế quan đi. Nghiễm Thuận cười nói. Ha ha, ngươi thật đúng là thèm ăn đòn, xem ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu rồi. Nói thật, nhân loại các ngươi thực sự rất ti tiện đấy. Nga! Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ta đây trước đây thế nào không biết, ngươi tờ này cá trạch dường như kiểm ta xem rất khiếm tấu ni. Ai nha, được rồi, ta nhớ ra rồi. Khó trách ngươi lớn lên không giống Nghiễm Hiền đại nhân, ngươi mặt mũi này cân nhà cách phách vương thúc thúc dài một dạng ma. Ngươi, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi. Ta không biết Hải Hoàng đại nhân có cái pháp chỉ gì, nhưng ngươi đã vào vực sâu địa lao, đời này hơn phân nửa là không ra được, giết ngươi là ai cũng sẽ không biết. Trong mắt Nghiễm Thuận một mảnh băng lãnh, trên người cũng là sát khí nổi lên. Lý Vân Tiêu cười nói. Chớ có khi dễ ta người thành thật không học thức, lưỡng nghi vi trần trận này là song hướng phòng ngự, có thể phòng chúng ta đi ra ngoài, nhưng các ngươi cũng vô pháp tiến đến. Muốn đánh ta, trừ phi ngươi lại đem trận pháp mở ra. Nghiễm Thuận kinh ngạc nói. Nga, ngươi còn là một trận pháp sư. Lý Vân Tiêu đứng chắp tay,
lạnh nhạt nói. Học qua một điểm. Trong lòng Nghiễm Thuận có chút kinh nghi, trước mắt tên nhân tộc nam tử tuổi tác cực nhỏ, thực lực không tầm thường, hơn nữa khí độ này cũng không phải phổ thông võ giả có thể có. Hắn kiềm chế xuống lòng hiếu kỳ, khẽ gật đầu nói. Không sai, trong bốn biển trận pháp sư rất thiếu, vẫn là tương lai ta còn có thể đem ngươi thu nhập dưới trướng cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Tuyệt không khả năng có ngày này, nhưng ta rất thưởng thức phần tự tin này của ngươi. Nghiễm Thuận hừ lạnh một tiếng, nói. Mọi việc không có tuyệt đối. Các ngươi hiện tại đã an tâm nghỉ ngơi đi. Hắn cùng với hai gã cửu tinh vũ đế cường giả lóe lên một cái đã tiêu thất ở trong bóng tối vô tận. Bạc Vũ Kình đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy Nghiễm Thuận này làm sao? Lý Vân Tiêu thu liếm cười nhạt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nói. Người này không đơn giản. Bạc Vũ Kình cũng là gật đầu nói. Cùng với phán đoán của ta như nhau, chịu nhục mà không giận, giận dữ mà không xung động, trái lại còn muốn chiêu nạp ngươi, tuy rằng buồn cười, nhưng phần tâm tư này, đã có khí độ của một đời bá chủ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Ngươi lúc này tự thân khó bảo toàn, còn quản người khác. Hừm. Bạc Vũ Kình hừ nói. Ta cực có biện pháp thoát thân, nhưng thật ra ngươi, không chỉ có tự thân khó bảo toàn, sợ là nữ hữu kia của ngươi cũng không giữ được rồi. Cái này, nói cũng không thể nói lung tung, Thủy Thiên từ khi nào trở thành bạn gái của ta rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu là bị Hải Hoàng biết được, ngươi cũng chịu không nổi. Bạc Phú Kình chậm chọc trêu đùa cười, nói. Nhớ năm đó, Vân Tiêu đại nhân đó là ngay cả đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đều tử tâm đòi đi theo. Thu phục một nữ nhân ngốc nghếch này tự nhiên không nói chơi. Nếu là ngày khác thành Hải Hoàng dễ hiền, cũng đừng quên huynh đệ ta a. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, quên không được ngươi. Nếu là ta thành tứ hải cộng chủ con rể, trước tiên sẽ khắp thiên hạ phát lệnh truy nã giết ngươi. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Chúng ta anh không ra anh, em không ra em, không cần thiết làm ra thâm cửu đại hận như thế đi. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn nữa, mà là bốn phía nhìn xuống, nói. Người sư môn nhất mạch bác học sâu xa, lưỡng nghi vi trần trận này ngươi có thể có nghiên cứu. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Lẽ nào ngươi còn muốn chạy trốn ra được, coi như là phá khai trận này rồi, ngươi nghĩ có thể rời khỏi Đông Hải Vương Cung. Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây cũng không phải là vương cung, mà là vực sâu địa lao. Ta biết. Bạc Phú Kình miễn cưỡng nói rằng. Người nghĩ bọn họ sẽ không có cường đại phòng thủ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Người đại khái còn không biết vực sâu địa lao là địa phương nào đi. Nga, nguyện nghe kỹ lưỡng. Bạc Phú Kình nói. Ta đúng thật đã quên, người đối với Đông Hải Vương Cung chắc là vô cùng hiểu mới đúng. Được rồi, ta rất hiếu kỳ việc của ngươi năm đó. Rốt cuộc là vì sao phải vào Đông Hải, đồng thời lọt vào toàn bộ tứ hải truy sát. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu co quắp một chút, hừ nói. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, vẫn là trước giải quyết nguy cơ trước mắt đi. Hắn giải thích, nói. Biển sâu cự thú ngươi hẳn là biết đi, mấy loại quái đó là yên lặng ở vô tận hải vực sâu. Hải vực sâu rốt cuộc là địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở đây nối tiếp thông với tứ hải. Tựa hồ là không gian ngầm dưới tứ hải, nhưng lại có thật nhiều chỗ kỳ dị không giải thích được. Bạc Phú Kình động dung nói. Ngươi lại ý nói, chỉ cần phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận này, chúng ta có thể trực tiếp đi đến tam hải khác. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng thế. Bạc Phú Kình nhìn bốn bề một trận, cười khổ nói. Không nói đến lưỡng nghi vi trần trận này hầu như không cách nào phá được, coi như là thực sự phá được. Hải vực sâu này có trời mới biết có nguy hiểm gì. Không nói đến bên trong tụ tập biển sâu cự thú, cho dù chúng ta cái gì cũng không gặp được, cũng chưa chắc có thể đi ra khỏi mảnh không gian này. Lý Vân Tiêu nói, đích xác, mất đi mục đích mới là chuyện bết bát nhất, hay là vĩnh viễn luân hãm vào bên trong vực sâu này. Lúc vừa tiến đến ta đã chú ý tới, ngoại giới ta tận lực lưu lại mấy cái không gian tọa độ đều không cảm ứng được. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Ngươi quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, cư nhiên tâm cơ coi là xa như vậy. Không có không gian tọa độ, chạy ra khỏi trận pháp này, so với ở trong trận pháp càng làm cho không người nào trợ giúp. Chưa chắc, Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi quên một món đồ vật, Nặc Á Chi Thuyền. Bạc Phú Kình biến sắc,
rơi vào trầm tư, nói. Nặc Á chi thuyền còn gọi là Bỉ Ngạn chi thuyền, có thể độ người đi thông Bỉ Ngạn, tiểu tử kia được không? Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu hiện ra giới thần bí ấn ký, sau đó quang mang lóe lên, Diệp Phàm đã xuất hiện ở trong lưỡng nghi vi trần trận. Lý Vân Tiêu đem tình huống cặn kẽ giảng giải một chút. Diệp Phàm quan sát bốn phía một phen, cả kinh nói. Ở đây đó là tứ hải chỗ sâu vô tận vực sâu sao? Trước đây trong tổ ghi chú cũng có ghi chép, tựa hồ là thời viễn cổ đã tồn tại không gian thần kỳ, nhưng tư liệu quá ít, cũng không có viết quá tường tận. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Nếu là phá vỡ trận này, nhưng có nắm chắc bình yên rời khỏi. Diệp Phàm cười khổ nói. Chưa thử qua, nhưng lấy năng lực của Nặc Á chi thuyền hẳn là có thể, 80% nắm chặt đi. 80%. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều là con người đột nhiên co rút, có nắm chặt cao như vậy, hoàn toàn có thể thử một lần. Ở trong võ đạo tu luyện, rất lâu dù cho chỉ có một đường cơ hội đều sẽ không chút do dự xông vào. Diệp Phàm vội hỏi. Nhưng ta lúc này thương thế chưa lành, phải sau khi khỏi hẳn mới được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ừ, ngươi đến trong giới thần bi của ta an tâm tĩnh dưỡng, tất cả tài nguyên ưu tiên ngươi dùng. Hắn chỉ điểm một chút đến, liền đem Diệp Phàm lần thứ hai thu vào bên trong giới thần bi. Bạc Phú Kình lộ ra vẻ đố kỵ cực độ, tức giận nói. Cũng trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện bốn món siêu phẩm huyền khí, mà ngươi một người đã thân mang hai kiện, hôm nay nói khó tránh khỏi quá bất công, ngươi Sơn Hà Đỉnh có thể báo ra điều kiện nhường cho ta hay không? Báo ra điều kiện tặng cho ngươi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Cho dù lấy đầu của ngươi, cũng không giá trị bằng một cái chân của Sơn Hà Đỉnh. Bạc Phú Kình cũng tự biết không có khả năng, hít vài tiếng sau đó không hề bàn tới việc này, mà là hỏi nói. Trước đó Nghiễm Thuận mở ra trận pháp, ta xem ngươi chú ý phi thường tỉ mỉ, có thể có phương pháp phá giải. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi suy nghĩ gì đều dựa vào ta. Nếu như ta một người phá giải trận này nói, vậy nhất định đem ngươi ném vào trong vực sâu, ta một thân một mình đi. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Cần gì chứ, mọi người trên cùng một chiến tuyến. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, nói thẳng đi, ngươi đối với trận pháp này hiểu được bao nhiêu, có tình huống gì đều cống hiến ra. Nếu là ta phát hiện ngươi vô dụng nói, thật xin lỗi, chờ đến vực sâu làm đầy bụng cho cự thú đi. Bạc Phú Kình vội hỏi. Đợi ta ngẫm lại, trận này ta đích xác ở trong cổ tịch gặp qua, chỉ là cũng không hiểu được bao nhiêu. Lúc này thực lực của hai ta hơi yếu, mặc dù muốn phá trận cũng phải sau khi khỏi hẳn mới có lực lượng đi. Hắn ánh mắt lộ ra sầu khổ, nói. Vân Tiêu đại nhân cũng biết. Được rồi. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Ngươi là muốn cho ta dùng thần dịch lực thay ngươi trấn áp thương thế. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Cùng với người thông minh nói chính là giản đơn, nhưng điều này khó tránh khỏi cũng quá đơn giản đi. Lý Vân Tiêu nói, nếu là giải trừ nghê thạch chi hoạn của ngươi, sợ là trong khoảnh khắc ngươi đã nắm giữ cửu tinh trung kỳ chi lực, lại thêm cực âm thân thể, đến lúc đó một mình ngươi không vui, tiện tay đập chết ta làm sao bây giờ? Bạc Phú Kình nói, Vân Tiêu đại nhân nói đùa, ta có thể lập tâm thề. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trầm tư, sau đó cười nói. Xem ra Vũ Kình huynh đối với mình thoát khốn rất không tự tin a, phải biết rằng tâm thể vừa lập, trừ phi ngươi cuộc đời này không muốn lại tiến bộ thêm, bằng không tuyệt không khả năng vi phạm. Bạc Vũ Kình cười khổ nói. Vẫn bị Vân Tiêu đại nhân đã nhìn ra, ta tuy rằng lấy nơi Nghiễm Nguyên Hạ Lạc làm điều kiện bảo mệnh, nhưng một ngày đã không có giới trị lợi dụng, tất nhiên là một con đường chết, coi như bọn họ có thể buông tha tính mạng của ta, cũng tuyệt đối sẽ đem nghê thạch lấy đi. Ta đây đồng dạng sống không bằng chết. Hắn để dung hợp nghê thạch, nhịn nhiều năm như vậy, nếu là một ngày thất bại, thực lực trong khoảnh khắc rơi dụng quay về cửu giai sơ cấp, sau này sợ là khó tiến thêm nữa. Lý Vân Tiêu nói. Được, chỉ cần ngươi lập được tâm thề, ta hiện tại có thể trợ giúp ngươi. Ngoài ra, ngươi còn phải thiếu nợ ta một cái nhân tình, tương lai phải trả lại, cái này cũng cùng nhau lập vào trong thệ ngôn đi thôi. Bạc Phú Kình cả giận nói. Ít nhất phải nói cho ta biết ra sao chứ. Bằng không như vậy quá ép buộc rồi, ta nếu là lập được tâm thể sẽ tất nhiên phải làm, tương lai nếu là ngươi để ta tự sát hoặc giả khi sư diệt tổ, nên như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, tuyệt
tuyệt sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Còn nữa, ngươi bây giờ có lựa chọn nào khác sao? Bạc Phú Kình năng lực rất mạnh, Lý Vân Tiêu tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy khống chế được hắn, người này chính là cửa đột phá thế cục của Hóa Thần Hải. Bạc Phú Kình sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng cắn răng nói. Được, hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, không thể làm khó ta. Sau đó hai tay hắn chỉ thiên, thận trọng lập được thệ ngôn. Một ký hiệu màu vàng ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành, phanh một tiếng tiêu tán ở đêm tối. Chính là một đạo thiên địa quy tắc, ngụ là thiên địa làm chứng, một ngày vi phạm ắt gặp thiên địa quy tắc phản phệ, trừ phi ngươi triệt để buông tha võ đạo, bằng không không người dám vi phạm. Bạc Phú Kình sắc mặt âm trầm dị thường xấu xí, hắn sinh thời vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cắn răng nói. Cái này ngươi hài lòng chưa? Lý Vân Tiêu vẻ mặt nụ cười thỏa mãn, vô cùng nhiệt tình nói. Phú Kình huynh, chúng ta cũng là anh không ra anh, em không ra em, hà tất một bộ dáng sầu mi khổ kiểm, hình như huynh đệ còn có thể hại ngươi, đừng như vậy nha, thật là. Hắn lắc đầu liên tục, tựa hồ vì đối phương cảm giác không tín nhiệm đến ôm đầu đau lòng. Bạc Phú Kình sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên cho ta giải trừ nghê thạch đau khổ. Lý Vân Tiêu giơ tay lên lai, thần dịch lực từ trong cơ thể tuôn ra, ở lòng bàn tay biến ảo bất định. Bạc Phú Kình vội vàng lăng không ngồi xếp bằng xuống, nói. Dùng nghịch châm phương pháp, trước tiên thông cửu khiếu bách hài của ta, sau đó dùng thần dịch lực đi 7 vòng, cuối cùng đi bát tề hội tụ nhập tâm luân, hóa giải nỗi khổ của ta. Hai người đều là do thế đứng đầu thuật luyện sư, dưới một lời liền đều sáng tỏ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Tay phải thước ra một cái, tả trưởng lòng bàn tay thần dịch lực hóa thành từng đạo lợi châm, phác 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 đâm vào trong cơ thể Bạc Phú Kình. Ở trên cửu khiếu kia, bắt đầu phát sinh kim quang hơi yếu, bốn phía kim quang hiện ra âm hàn lực đen tối, dạng hình tròn khắc ở trên khiếu huyệt. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Phú Kình huynh, ngươi thật là biết gạt người, nghê thạch chi lực đã xâm nhập bên trong cửu khiếu bách hài của ngươi. Cho dù Nghiễm Hiền không giết ngươi, sợ là ngươi cũng chống đỡ không nổi nữa. Bạc Phú Kình ở kim mang vào cơ thể thì run nhẹ nhẹ một chút, rất nhanh liền yên tĩnh lại, đồng thời hai hàng lông mày trói chặt dần dần giãn bớt ra, phun ra một ngụm chọc khí, nói. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi, thần dịch lực quả nhiên cường đại, nghĩ không ra thế gian lại có người có thể đạt được lực lượng này. Lý Vân Tiêu nói, kế tiếp muốn tới 7 đạo mạch luân của ngươi rồi. Nguy hiểm trong đó ngươi hẳn là rất rõ ràng, tận khả năng phối hợp với ta đi. Bạc Phú Kình thận trọng gật đầu. Phanh! Lý Vân Tiêu trực tiếp lấn người mà lên, một ngón tay trực tiếp điểm một cái ở mi tâm của hắn, thần dịch lực dường như chảy nhỏ giọt tinh thế trực tiếp rót vào bên trong. Trên trán Bạc Phú Kình một mảnh kim quang chiếu ra, hắn thống khổ nhe răng trợn mắt, nhưng thủy chung chưa cổ họng một tiếng đi ra. Sau đó bào chế đúng cách các mạch luân khác. Mỗi đạo mạch luân đều mở ra ra bản sắc ánh sáng, ở trên người Bạc Phú Kình lóe ra bất định, cả người ở vào bên trong một mảnh thất sắc quang. Bang bang! Đột nhiên chỗ tâm luân của hắn truyền đến tiếng trái tim kịch liệt nhảy lên, thoáng cái đem thần dịch lực của Lý Vân Tiêu đánh văng ra. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh hãi, chỉ thấy cỗ tâm luân của hắn hiện ra nghê thạch chi lực cường đại, còn có dị vật chuyển động liên tục, đem lục luân còn lại của hắn tụ đến lực lượng đánh sơ xác. Điên rồi ngươi lại đem nghê thạch chi thực nhập buồng tim của mình. Hắn hoảng sợ thất thanh kêu lên, trong mắt khiếp sợ không thôi. Bạc Phú Kình cười khổ nói. Tâm luân chính là mạch luân chi nguyên, lực lượng chi tuyền, nghê thạch chỉ có thực nhập nơi này mới có thể thành tựu lưỡng cực thần thể, bằng không ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Lý Vân Tiêu động dung nói. Quả nhiên là người điên. Hắn lần thứ hai hội tụ lên thần dịch lực. Một trưởng hướng phía bộ ngực hắn vỗ tới. Kim mang cường đại chậm rãi đối kháng nghê thạch chi lực, ở bên trong tâm luân của hắn giao chiến không thôi. Bạc Phú Kình đau cả người co quắp, khuôn mặt vặn vẹo đã hoàn toàn biến hình, cả người màu da một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh lã chã xuống. Lý Vân Tiêu đồng dạng là thần sắc ngưng trọng, lúc này bên trong tâm luân của Bạc Phú Kình lộ vẻ lưỡng chủng lực lượng gợn sóng đan vào. Nếu là một ngày trở nên thô bạo hoặc giả nổ lên, Bạc Phú Kình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể của Bạc Phú Kình ở dưới lưỡng chủng lực lượng trùng kích co giật cực kỳ lợi hại, tuy rằng hắn một tiếng vị cổ họng,
nhưng bên trong thất khổng không ngừng chảy ra máu, tựa hồ đã khó có thể chống đỡ. Thần sắc trên mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng ngưng trọng, thần dịch lực của hắn dù sao cũng có hạn, mà nghê thạch chi lực tựa hồ vô cùng vô tận, hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng. Nếu là một ngày áp chế lực sụp đổ, nghê thạch cực âm chi lực tản vào bảy đạo mạch luân, Bạc Phú Kình đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dưới sự kinh hãi, Thái Cổ Thiên Mục chợt mở ra, một đạo thần hỏa phun ra, hóa thành một đạo ấn ký hình tròn trực tiếp đánh xuống phía dưới. Trước ngực của Bạc Vũ Kình truyền đến thanh âm nướng thịt, một mảnh tiêu yên toát ra, sau đó lộ ra một vòng hỏa chi ấn ký. Sau đó càng là phong, thủy, địa tam hệ lực hiện lên, ở trong tay Lý Vân Tiêu toát ra liên tục, đều tự hiện ra hình thái bất đồng, ấn quyết bất đồng, từng cái đánh xuống. Bang bang phanh, ba đạo nguyên tố chi ấn đánh rơi xuống, Bạc Vũ Kình rốt cục phun ra một ngụm máu đen, khí tức toàn thân thoáng cái rơi xuống tới thung lũng. Lúc này trước ngực hắn hiện ra bốn màu nguyên tố phong ấn ký hiệu, đem toàn bộ nghê thạch chi lực toàn bộ phong ấn bên trong tâm luân, vô pháp tràn ra chút nào. Thanh âm hư nhược của Bạc Vũ Kình truyền đến, nói. Thất bại sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thất bại, thần dịch lực của ta quá ít, không đủ để áp chế nghê thạch. Tạm thời dùng địa, thủy, hỏa, phong bốn hệ nguyên tố thay ngươi ngăn chặn nghê thạch, ngươi chỉ có thể khôi phục lại trạng thái như trước. Vô pháp vận dụng tâm luân và nghê thạch lực lượng. Bạc Vũ Kình cười khổ nói. Bốn hệ nguyên tố này mặc dù là khai thiên tích địa, luyện hóa thế giới không thể thiếu lực, nhưng không thể dung hợp ở chung với nhau nói, đối với nghê thạch trấn áp sẽ không quá lâu. Lý Vân Tiêu nói. Nói như vậy, ta lại thêm một đạo phong ấn. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, một đạo bạch quang ở trong tay dần dần nổi lên, hiện ra một mảnh sinh cơ giạt rào. Bạc Vũ Kình cả kinh nói. Sơn Hà Đỉnh. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lý Vân Tiêu tay trái bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng một ấn đánh ra. Một đạo ấn pháp cổ quái nổi lên, đúng là hắn học được duy nhất một thức minh vương ấn, trên thân đỉnh phát sinh một tiếng ầm ầm động tĩnh, liền một đạo bạch quang chiếu hình xuống, trực tiếp chiếu vào trước ngực Bạc Vũ Kình. Phốc. Bạc Vũ Kình lần thứ hai phun ra một búng máu, cả người hầu như trở nên trong suốt đứng lên. Hắn dùng rằng giống thấp, nói. Lại hành hạ như thế một chút ta hẳn phải chết. Lý Vân Tiêu thu hồi Sơn Hà Đỉnh, lau lau một chút đầy đầu mồ hôi, đạm nhiên cười nói. Chớ được tiện nghi vẫn còn khoe mã, nghê thạch chi hoạn dù chưa có thể giải trừ cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không dùng tới tâm luân chi lực, trấn áp 10 năm 8 năm là không thành vấn đề. Đợi thực lực của ta tiến thêm một bước, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi. Bạc Vũ Kình thoáng cảm thụ một chút tâm luân chi lực, quả nhiên hoàn toàn không cách nào phát hiện, nếu là như vậy nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực bát tinh đỉnh phong vũ đế. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi, lúc trước vận dụng nghê thạch, hoàn toàn là đánh cuộc một lần tâm thái, đổ thua không chết cũng phải phế, hiện tại cũng xem như kết quả tốt nhất. Hai người ở sau đó bắt đầu điều tức khôi phục, Bạc Vũ Kình cũng rất hào phóng lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo chia sẻ. Hắn ở hãm không đảo đợi vài thập niên, vật cất giấu phong phú để Lý Vân Tiêu theo không kịp. Hai người cứ như vậy lẳng lặng tu luyện mấy ngày, ngoại giới cũng không có động tĩnh chút nào, tựa hồ đem hai người bọn họ quên đi. Ngày này, ngoại giới đột nhiên truyền đến thanh âm. Dần dần một đạo chùm tia sáng xuất hiện ở bên trong vô tận hắc ám, chùm tia sáng chậm rãi mở ra, mấy đạo nhân ảnh nổi lên. Một người trong đó chính là Nghiễm An, trong mắt lóe lên hàn mang. Sắc mặt dữ tợn nói. Hai tên nhân tộc ti tiện, bản vương tới thăm các ngươi đây. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình không hề động đậy, vẫn là nhắm mắt tính tu. Nghiễm An giận tím mặt, một loại cảm giác xấu hổ và giận dữ bị không để ý tới và khinh miệt xông lên đầu, toàn bộ đầu đều tức giận bốc lên khói xanh. Hắn cắn hàm răng run rẩy, gầm nhẹ nói. Đem trận pháp mở ra, ta muốn tự tay đưa bọn họ lột ra rút gân. Phía sau một gã thống lĩnh cau mày nói. Nghiễm An điện hạ, việc Nghiễm Hiền đại nhân phân phó chậm trễ không được. Nghiễm An bỗng nhiên xoay người, lộ ra ánh mắt giết người nhìn chằm chằm người nọ, lạnh giọng nói. Nơi này là ngươi làm chủ hay ta làm chủ? Trong mắt thống lĩnh Lam Mang nhàn nhạt chớp động, bình tĩnh nói rằng. Nghiễm Hiền đại nhân pháp chỉ lớn nhất. Ngươi tốt nhất, cầu nô tài, đem pháp chỉ của phụ vương ta đến áp ta. Nghiễm An gương mặt dữ tợn, sau đó trở nên âm trầm, nói. Vậy thì mời nói người đi.
Thống lĩnh thần sắc khẽ động, nói. Hy vọng Nghiễm An Điện Hạ lượng giải. Thống lĩnh vung tay lên, bốn người sau lưng liền đi lên trước, bắt đầu đánh ra các loại pháp quyết, mở ra lưỡng nghi vi trần trận. Nghiễm An cười lạnh nói. Lượng giải, bản vương độ lượng như biển sâu, há là ngươi có thể phỏng đoán. Quỷ Linh, nhìn cho thật kỹ mấy vị đại nhân làm việc ra sao. Một gã nam tử vóc người nhỏ bé và yếu ớt phát sinh thanh âm như của quỷ mị, trầm giọng nói. Dạ. Trong mắt hắn phóng xuất ánh sáng nhạt, ngưng mắt nhìn bốn người kia mở ra trận pháp. Thống lĩnh nhìn chằm chằm Quỷ Linh nhìn ra ngoài một hồi, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có phát hiện dị dạng gì, cũng liền không để ý tới nữa. Dù sao Nghiễm An cả ngày cùng với một ít hạng người gà gáy cẩu đạo cùng một chỗ, cũng là việc công khai. Lúc này Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, hai người đồng thời mở mắt ra, ngưng mắt nhìn bốn người kia thi triển pháp quyết. Toàn bộ không gian một mảnh yên tĩnh, chỉ có các loại quang mang, trăm nghìn loại ký hiệu trên không trung không ngừng thay thế lóng lánh. Ngàn vạn các loại biến hóa đồng thời bày ra, để tất cả mọi người đều con mắt nhận không rảnh, trong đầu bay nhanh trí nhớ. Thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ quang mang tan hết, một đạo chùm tia sáng nối thẳng mà đến, chiếu tới Bạc Vũ Kình. Thống lĩnh lạnh nhạt nói. Bạc Vũ Kình, Nghiễm Hiền đại nhân pháp chỉ truyền cho ngươi, đến đây đi. Sắc mặt Bạc Vũ Kình trầm xuống, biết rốt cục sẽ đối với Nghiễm Nguyên xuất thủ. Hắn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, hai người trao đổi một cái ánh mắt, liền đứng dậy, đạp đạo chùm tia sáng kia đi. Thống lĩnh lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi nên thông minh một chút, không cần có cử động bất thường gì, bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghiễm An kỳ quái nói. Đi thôi, đã nói ra người, cút nhanh lên đến phụ vương ta điêu đầu khớp xương đi. Trên mặt thống lĩnh bao phủ xương lạnh trầm xuống, nổ bắn ra lệ mang đến, lạnh lùng đe dọa nhìn Nghiễm An. Nghiễm An cả người run lên, bị ánh mắt của hắn sợ đến liên tiếp lui về phía sau, cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Tên nam tử gọi là Quỷ Linh kia giống như quỷ mị, thân ảnh chớp động một cái đã rơi vào trước người Nghiễm An, đem Nghiễm An hộ ở sau người. Thống lĩnh lạnh lùng nhìn Quỷ Linh một cái, thu hồi toàn thân hàn ý, không rên một tiếng đã đánh ra mấy đạo pháp quyết. Toàn bộ chùm tia sáng trong nháy mắt thu nạp đứng lên, dường như khói lửa vậy bắn hướng thiên không, sau đó tiêu tán không thấy đâu. Trong bóng tối, chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu hai tròng mắt tản mát ra huyết sắc yêu dị. Đang không ngừng chớp động. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười hội ý. Vừa rồi ngàn vạn quyết ấn biến hóa, hắn dù chưa thể hoàn toàn ghi tạc trong óc, lại đều ghi tạc trong nguyệt đồng, chỉ cần mình tinh tế tham tường, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tốc độ khôi phục xa ở trên Bạc Vũ Kình, lúc này đã không sai biệt lắm đều phục hồi như cũ, hơn nữa thực lực mơ hồ đã vào tới tứ tinh trạm kiểm soát. Lý Vân Tiêu tính hạ tâm thần. Tạm thời đem toàn bộ chuyện dứt bỏ, hoàn toàn mới trùng cấp đứng lên. Tam tinh đến tứ tinh trong lúc đó, cũng không phải là chỉ là đơn giản cự ly một tinh, từ sơ cấp vũ đế vượt qua đáo trung giai vũ đế, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ là một biến hóa về chất. Không biết qua bao lâu, từng đạo quy tắc từ bốn phương tám hướng tụ đến, cấu thành đám tất cả lớn nhỏ ký hiệu, đều hối nhập trong cơ thể hắn. Cả người một mảnh kim quang lóe ra, lúc này phảng phất như thiên đạo phủ xuống. Lý Vân Tiêu yên lặng ở trong vô tận quy tắc cảm ngộ. Bất luận một gã võ giả nào đều chỉ có một lần cơ hội thăng cấp, mà hắn cũng lần thứ hai bước vào trong cùng một con sông, ở hiểu được nếu so với những người khác tới mãnh liệt hơn nhiều. Thời gian quy tắc lực xuất hiện cũng là thật dài, cơ hồ là cảnh giới ngang nhau mấy lần lâu. Rốt cục các loại quy tắc đều thu nhập trong cơ thể, khí tức trên người Lý Vân Tiêu trở nên dị thường cường đại, như là một con thượng cổ mãnh thú vậy. Ở bên trong lưỡng nghi vi trần trận đấu đá lung tung, cuối cùng toàn bộ trở về đến trong cơ thể. Hô! Hắn nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, cả người cảm giác thiên địa thanh minh, ngũ giác giác quan thứ sáu đều tăng cường không ít. Trong lòng tuy có vui sướng, nhưng càng nhiều hơn cũng đạm nhiên, còn có một đạo suy ngẫm. Nơi đây quy tắc cảm ứng cùng với ngoại giới giống nhau như đúc, hải vực sâu này xem ra cùng với thiên vũ giới còn là nhất thể tồn tại, chỉ là đặc biệt một ít mà thôi. Đi qua chính mình tấn cấp thì quy tắc cảm ngộ, Lý Vân Tiêu đoán được nơi đây vẫn là một bộ phận của thiên vũ giới, nội tâm liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cần còn ở trong một giới này, hắn đã có biện pháp đi ra ngoài,
trước đó lo lắng là sợ nơi đây là một chỗ thời không vứt bỏ nào đó, vậy khả năng chọn đời không thể nào rời khỏi. Sở dĩ vô pháp cảm ứng được ngoại giới không gian tọa độ, sợ là nơi đây giới lực tồn tại dị biến. Lý Vân Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên, đặc biệt biển sâu cự thú tồn tại, đích xác cùng với hải tộc thông thường có khác nhau cực lớn, chắc cũng là loại biến dị giới lực này ảnh hưởng sinh ra sinh vật. Trong lúc bất chợt một đạo chùm tia sáng phủ xuống, ở bên ngoài trận pháp chậm rãi mở ra. Nghiễm An và tên quỷ linh kia xuất hiện ở trong chùm tia sáng, chậm rãi đã đi tới. Ừ. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, khóe miệng vung lên một tia khó có thể phát giác tiêu ý, tựa hồ đoán được hai người này thử tới mục đích. Trong tròng mắt của Nghiễm An sát khí càng ngày càng mạnh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Kẻ ti tiện, có còn nhớ rõ bản vương? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, liền nhắm hai mắt, tĩnh khí đứng lên. Chết tiệt, Nghiễm An bị thần thái khinh miệt của hắn triệt để làm tức giận, quát. Giết hắn quỷ linh ngươi bây giờ liền đi vào giết hắn cho ta. Dạ, thân ảnh hơi gầy của quỷ linh đi về phía trước ra một bước, trong mắt tản mát ra ngân sắc quang mang, hướng ra bốn phía nhìn lại, tựa hồ đang tỉ mỉ quan sát. Lý Vân Tiêu rốt cục mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh dị, nói. Trận này chính là song hướng chi trận, chẳng lẽ ngươi có thể phá trận giết ta? Hừm, ngươi cho là song hướng chi trận bản vương không thể giết được ngươi. Nghiễm An cười lạnh nói. Quỷ linh chính là ngân linh chi tộc thiên tài, đối với trận đạo có lý giải trời sinh rất mạnh, hơn nữa lấy ngân linh chi tộc thiên phú thần thông của bọn hắn, chỉ cần đem trận này phá vỡ bộ phận, là có thể xuyên toa mà vào, lấy thủ cấp của ngươi. Hắn càng nói càng đắc ý, nhịn không được cười to nói. Ha ha, bây giờ là không phải sợ rồi sao? Hối hận cũng đã chậm, ta sẽ cho ngươi biết kết cục vì một lời bất kính với bản vương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn quỷ linh kia, ngân linh chi tộc hắn cũng biết, là một trong chủng tộc cực kỳ thần bí tại Đông Hải, bản thân thiên phú thần thông liền có thể tùy ý xuyên toa hư không, mặc dù không bằng đại hư không thuật của Trác Thanh Phàm thần kỳ như vậy, nhưng là cực kỳ lợi hại. Nghiễm An lạnh lùng nói, hiện tại ăn năn cũng không phải không kịp, ngươi thành thật thật cùng với ta ăn nói, ngươi và Thủy Tiên công chúa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói, một nam một nữ lại thêm liệt hỏa, còn có thể là quan hệ như thế nào? Lẽ nào ta là nam khuê mật của nàng? Ngươi tin không? Hoa hoa hoa! Nghiễm An tức giận cả người phun lửa, giận dữ hét. Chết tiệt A Thủy Tiên công chúa làm sao có thể nhìn chúng ngươi tên nhân loại ti tiện này? Lý Vân Tiêu nói. Ha ha, ngươi đã không tin, ta đây đã nói là nam khuê mật của nàng được rồi. Kỳ thực mọi người đều là cao thủ đạo này. Nếu nói nam khuê mật không phải là, hắc hắc, ngươi hiểu được. Chết tiệt a! Trên người Nghiễm An lửa giận hầu như muốn đem chính mình thiêu đốt, ngửa mặt lên trời giống giận không ngớt. Lý Vân Tiêu, ta muốn ngươi trợ giúp ta cưới được Thủy Tiên, ngươi có biện pháp không? Nghiễm An ở sau khi gầm thét một lúc, mới dần dần khôi phục lại, trong mắt vẫn là hung mang lóe ra, cắn răng nói. Chỉ cần có thể thành công, ta có thể bảo chứng ngươi không chết. Gì? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Trước đó Nghiễm An điện hạ nói mình lòng dạ rộng rãi, bắt đầu ta còn không tin, hiện tại thật là tin, thì ra Nguyễn An đại nhân còn là nhận mâm hiệp trong truyền thuyết. Phốc! Nghiễm An trực tiếp tức giận phun ra một búng máu tươi, trong cơ thể khí cơ hỗn loạn, thân thể run rẩy quát. Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự không sợ chết sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Sinh có gì buồn, chết có gì tội? Đại nhân vẫn là về nhà bế quan tu luyện đi thôi. Oa 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 giết hắn a. Nghiễm An tức giận toàn bộ đầu một mảnh đỏ bừng, thiếu chút nữa sẽ hướng trên trận pháp đánh tới. Quỷ linh bắt đầu từng đạo pháp quyết đánh ra, thử phá trận. Hắn mỗi một lần hạ quyết ấn đều thi triển thập phần thong thả, thận trọng, hiển nhiên là vừa phá vừa quan sát. Toàn bộ bên trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của Nghiễm An. Đã ở thời gian trôi qua dần dần dẹp loạn đứng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm động tác của quỷ linh kia, lộ ra vẻ giật mình, nếu người này trước đó lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp mở ra nói, hoàn toàn xứng đáng có thể coi là thiên tài. Đều trận phù phức tạp giống như một mỗi cái tuyến đoàn, hắn có thể rõ ràng từng bước gỡ thuật, tuy rằng thong thả, nhưng liên tiếp mở ra mấy cái ngoại trận cũng không có xuất hiện sai lầm. Coi như là Lý Vân Tiêu,
ở dưới tình huống không dùng tới Nguyệt Đồng, cũng không có khả năng làm được so với hắn tốt hơn. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, đã nhận ra quỷ linh thủ một người trong cực kỳ lệch lạc hơi nhỏ, khóe mắt hơi vừa nhảy một cái. Ấn quyết sai lầm kia đánh vào trong toàn bộ trận, nổi lên một đạo sóng gợn nhỏ nhẹ. Sau đó toàn bộ trận pháp phát sinh một tiếng nổ vang, như là vô số hạt mưa rơi vào hồ nước, khuấy động ra các loại rung động. Không tốt, quỷ linh cũng phát hiện sai lầm, nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên. Nghiễm An càng giận dữ mắng một tiếng, quát dẹp đường. Phế vật làm sao bây giờ? Quỷ linh trầm giọng nói. Điện hạ chớ hoảng sợ, trận pháp này lực ta có điểm tính ra, hiện tại hẳn là có thể xuyên toa đi vào. Trên người của hắn toát ra từng đạo ngân mang, cả người thoáng cái trở nên hư hóa, bắt đầu hướng phía trong trận đi đến, dĩ nhiên thuận lợi xuyên qua mấy tầng. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lên, hóa thành ánh trăng, ngưng mắt nhìn qua đó. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu thân thể của quỷ linh, nhìn thấy kinh mạch xương cốt của hắn, chỉ thấy toàn bộ khối xương đúng là một mảnh ngân sắc, đồng thời tản mát ra ngân quang, tựa hồ có thể đem thân thể vô hạn hư hóa đứng lên. Quỷ linh đi mấy bước, tựa hồ đã bị trở ngại cực lớn. Trên lưỡng nghi vi trần trận vô số ký hiệu vọt lên, ở bay múa đầy trời, đem bước tiến của hắn ngăn trở. Lúc này hắn hơi khom xuống thân thể, quyển khúc đứng lên. Sau đó Lý Vân Tiêu liền thấy trong cơ thể hắn trên xương cốt ngân mang đang không ngừng tụ tập, đồng thời trong cơ thể hiện ra trận phù, từng vòng hàm nhận. Uống! Quỷ linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đang khom đột nhiên banh thẳng lên, trực tiếp đạn bắn ra. Lưỡng nghi vi trần trận phù bị đánh bay không ít, càng có vô số ký hiệu trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, cũng nhập vào cơ thể ra. Quỷ linh ở dưới trùng kích to lớn thuận lợi xuyên thấu trận thế, trực tiếp xuất hiện ở bên trong trận pháp. Hay! Nghiễm An kêu to lên, hưng phấn nói. Giết hắn, mau giết hắn cho ta. Phốc! Quỷ linh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương. Hắn chùi đi tiên huyết bên miệng. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói. Xin lỗi, tánh mạng của ngươi đã đi tới cuối cùng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi lúc này bị thương, vẫn là trước tiên dưỡng thương đi đã lại giết ta. Quỷ linh nói. Không cần, một gã tứ tinh vũ đế cặn bã mà thôi. Cả người hắn ảnh lóe lên, một đạo ngân mang chớp động, trực tiếp cắt vỡ yết hầu Lý Vân Tiêu, tiên huyết phun ra, trực tiếp bắn lên mặt hắn. Quỷ linh cảm thụ được tiên huyết nóng ấm, thu hồi đao đến liếm một cái đao phong, nhìn Lý Vân Tiêu ở trong tuyệt vọng ngã xuống, trên mặt một có bất kỳ biểu lộ gì. Phảng phất đây chỉ là một chuyện quen thuộc hắn đã làm vô số lần. A, sẽ giết. Nghiễm An kinh hô một chút, tựa hồ cực kỳ không đã nghiền, cả giận nói. Ngươi tên heo ngu ngốc này, thế nào một đao đã đem hắn giết chết? Ta muốn la ép sậm rãi đem hắn lột ra rút gân. Quỷ linh nói. Xin lỗi điện hạ, người đã chết. Tay phải hắn lóe lên, đao phong tiêu thất ở trong tay, hít một hơi liền chuẩn bị lần thứ hai đi qua trận pháp rời khỏi. Đột nhiên thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn còn thật tốt ngồi xếp bằng ở tại chỗ, mà tiên huyết trên mặt mình cũng hoàn toàn không thấy. Huyễn thuật, quỷ linh cả kinh nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói ngươi vẫn là dưỡng thương cho tốt lại tới giết ta đi. Trong mắt hắn lãnh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Ngươi vừa rồi một đao giết ta, đã đứt mình sinh lộ. Nhưng ta có thể cho ngươi một công bình cơ hội. Cong lòng quỷ linh không khỏi run lên, từ trong tròng mắt Lý Vân Tiêu cảm nhận được hàn ý và sợ hãi không giải thích được. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi, tu vi của đối phương rõ ràng chỉ có tứ tinh vũ đế, mà mình có thể thất tinh cao giai vũ đế A, mặc dù có thương trong người. Giết hắn cũng có thể chỉ là chuyện chưa tới một phút mà thôi. Hắn lạnh lùng nói. Cảm tạ, ta không cần nghỉ ngơi. Lập tức lần thứ hai ngân mang lóe lên, cả người hắn lấn người mà lên, đồng dạng một đao, đồng dạng chia cắt cổ của đối phương, đồng dạng tiên huyết văng lên mặt chính mình. Ngươi! Trong lòng của quỷ linh cả kinh, ngưng trọng nói. Lại là một chiêu này. Thân thể hắn trong nháy mắt hư ảo, thoáng cái ẩn vào hư vô trong. Để tránh khỏi bị đối phương đánh lén. Ha ha, trốn đi đối với ta vô dụng. Tiếng cười của Lý Vân Tiêu truyền đến, sau đó đó là một đạo cực kỳ thanh thúy rung động trung tiếng vang lên, ở bên trong toàn bộ trận pháp quanh quẩn. Đương đương.
trong tay Lý Vân Tiêu nâng hoàng chiêu chung lên, không ngừng đánh đứng lên. Tiếng chuông xuyên thấu thời không, ở trước mắt và vô cùng xa xa qua lại chấn động, toàn bộ không gian đều tùy theo vặn vẹo. Gì, như thế có thể chịu được? Lý Vân Tiêu nở nụ cười, chiêu này ban đầu ở Tống Nguyệt Dương Thành đối phó Lương Ngọc Y thì thập phần dùng được, nhưng quỷ linh này tu vi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đã như vậy, ta sẽ thử xem một chiêu này. Trong mắt hắn tinh mang lóe lên, giơ lên cây búa lên, bỗng nhiên đánh xuống phía dưới, quát dẹp đường. Thiên lôi bát âm. Đương. Đại chùy mang theo vô tận sấm sét nện ở trên hoàng chiêu chung. Một đạo lôi long mang theo âm ba vô tận hướng ra bốn phương tám hướng phóng đi, ùng ùng lái qua trời cao. Ầm ầm. Quỷ linh rốt cục không ẩn giấu được nữa, vị trí không gian trong nháy mắt nổ lên, cả người nổi lên, hóa thành một đạo ngân quang đã chạy nước rút mà lên. Ngân mang ở trước người Lý Vân Tiêu lóe lên, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn, lại dường như đâm vào không khí. Quỷ linh kinh sợ không ngớt, sợ hãi nói. Vẫn là huyễn thuật sao? Có bản lĩnh chân thân đi ra đánh một trận. Hắn đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên phát hiện không đúng, trước mắt Lý Vân Tiêu tuy rằng trở nên phiêu hốt bất định, phảng phất như không có thực lực, lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh bá đạo, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Trước mắt người đó là chân thân A. Một đại chùy từ trên trời mà rơi, hướng phía đầu lâu của hắn bỗng nhiên oanh đến. Quỷ linh cả người hoảng hốt, mạnh mẽ muốn trốn chạy, lại phát hiện một đại thủ sấm sét của Lý Vân Tiêu chộp tới, trực tiếp đưa hắn chân áp tại chỗ. Ung ung, vô tận sấm sét từng đạo hạ xuống, đều dưới vào quỷ linh đỉnh đầu, đưa hắn chấn đắc thất điên bát đảo, nguyên bản tự bị thương thân thể giờ khắc này văng tung tóe ra. Bên ngoài trận pháp Nghiễm An đã nhìn tới trợn mắt hốc mồm, vô tận lôi uy ở trên đầu quỷ linh chán phóng, thật giống như xem pháo hoa vậy, huyến lệ sán lạn, cả người trong trời đêm có vẻ dị thường chói mắt mỹ lệ. Không, không có khả năng. Hắn kinh ngạc nhìn quỷ linh chậm rãi ngã vào dưới chân Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ hoảng sợ xoay người đã muốn chạy trốn. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong chùm tia sáng, cũng nghiễm thuận dẫn theo vài tên cường giả mà đến. Thập đệ, ngươi tại sao lại ở đây? Nghiễm Thuận liếc nhìn Nghiễm An nghèo túng mà chạy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát hỏi. Nghiễm An cả người chấn động, sợ hãi nói. Ta. Đầu hắn toát ra đầy mồ hôi lạnh, nếu là biết được mình một mình dẫn người truyền trận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nga, không có việc gì. Nghiễm An điện hạ là thấy một mình ta tịch mịch, do đó cố ý đến cùng với ta trò chuyện nói chuyện trời đất. Lý Vân Tiêu đã đem thi thể quỷ linh thu vào trong giới thần bi, bên trong trận pháp ngoại trừ chiến đấu qua khí tức ở ba động, tìm không được bất kỳ vết tích của người nào khác. Đúng đúng, chính là nói chuyện phiếm. Nghiễm An vội hỏi. Ta nghĩ đến Lý Vân Tiêu một người tại đây, hắn nói như thế nào cũng là bằng hữu của công chúa điện hạ, không thể lãnh đạm được. Con người của Nghiễm Thuận co rút, nhẹ giọng nói. Nga, nghĩ không ra thập đệ dĩ nhiên là lòng từ bi. Thật để cho ta trông nhầm a. Nghiễm An lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Ta cũng không có thể mỗi ngày chơi bời lêu lổng, làm một ít chuyện không ý nghĩa chọc chư vị huynh trưởng và phụ vương không hài lòng, nhất định phải học được tiến tới mới phải. Nghiễm Thuận thoáng cái hết chỗ nói rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù biết trong đó có vấn đề, nhưng bốn phía một mảnh đen kịt, cũng nhìn không ra manh mối gì, chỉ đành phải nói. Thập đệ vất vả rồi. Ta phụng mệnh của phụ vương, dẫn Lý Vân Tiêu tới. Nghiễm An cả kinh, nói. Nói Lý Vân Tiêu, vì sao phải nói hắn? Nghiễm Thuận lạnh nhạt nói. Đây là việc của phụ vương, ta làm sao biết được? Hắn vung tay lên, sau lưng vài tên cường giả lập tức tiến lên, bắt đầu mở ra trận pháp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hồ nghi, thầm nghĩ lẽ nào Nghiễm Hiền sẽ đối phó mình. Hắn việc cấp bách chắc là tiêu diệt Nghiễm Nguyên mới đúng a. Lý Vân Tiêu, theo ta đi thôi. Nghiễm Thuận nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền vung tay lên. Toàn bộ trong bóng tối quang mang lóe lên, sau một khắc mọi người đã trực tiếp xuất hiện trong truyền tống trận ở đáy biển. Một đoàn người rất nhanh đi tới bên trong vương cung. Bên trong xanh vàng rực rỡ, các loại ánh sáng màu hạt châu đem cung điện trang trí sán lạn sinh huy, mấy cái đại trụ chọc trời chạm chỗ long phượng, bên dưới miêu tả nước cờ thiên loại bất đồng hình thái hải dương chủng tộc. Đạp vào trong cung, lập tức cảm thụ được khắp bầu trời linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể,
sau đó hô hấp một hơi đều cảm thấy cảnh giới muốn cao lên. Trong cung nước biển lộ vẻ hóa dịch linh khí. Lý Vân Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, biết phụ cận nơi đây bố trí mấy cái đại trận tuyệt cường, một trong số đó là đại hình tụ linh trận. Không nói đến nơi đây linh mạch rất mạnh, chỉ là hàng năm các đại chủng tộc cống hiến lên tài nguyên cũng đã đủ duy trì toàn bộ vương cung hóa dịch sử dụng. Lý Vân Tiêu than thở. Cường liệt yêu cầu đem ta giam giữ ở bên trong vương cung, ta bảo chứng trước khi đạt được vũ đế đỉnh phong tuyệt sẽ không chạy trốn. Vũ đế đỉnh phong. Nghiễm Thuận cười nhạo nói. Ngươi thật đúng là dám nói, quả nhiên là người không biết không sợ. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù không thể kịp, lòng ta hướng tới chi. Nghiễm Thuận ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Vân Tiêu. Thần sắc của Lý Vân Tiêu đạm nhiên, trực tiếp đạp vào trong cung, theo mọi người hướng tới đại điện đi. Trong điện từ lâu đứng thẳng rất nhiều cường giả, chỉ có trên trí cao vương tọa Nghiễm Hiền An Tường ngồi ngay ngắn, đang nhắm mắt suy ngẫm, những người còn lại cũng không dám hé răng đánh vỡ hoàn cảnh yên tĩnh này. Thủy Tiên đã thay đổi một thân trang phục đạm lam sắc, an tọa ở bên trái phía dưới Nghiễm Hiền, như là một đóa trong trẻo nhưng lạnh lùng oanh hình vẽ trang trí, không thể tả. Theo tiếng bước chân truyền đến, nàng thần sắc động dung, vội vàng đứng lên, thoáng cái đã thấy rõ người tới, đại hỉ nói. Lý Vân Tiêu. Nên trong toàn bộ vương cung sự yên lặng đều bị một tiếng này đánh vỡ, mỗi người đều là nhíu chân mày lại, hướng phía tiếng bước chân kia nhìn lại. Nghiễm Hiền cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe lên rồi biến mất. Phụ vương, Lý Vân Tiêu mang đến. Nghiễm Thuận tiến lên khom mình hành lễ, sau đó liền hướng phía Thủy Tiên khẽ gật đầu cười, liền thối lui ở một bên. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, vui vẻ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt vô cùng, Nghiễm Hiền đại nhân đối với ta khoản đãi có thừa. Ở hoàn cảnh thập phần thanh nhã an tĩnh, thích hợp tu luyện. Thỉnh thoảng còn sẽ phái người tới cùng với ta nói chuyện phiếm giải buồn, cảm tạ vương tộc, cảm tạ Đông Hải, còn để ta tăng lên một tinh. Một bên Nghiễm An nghe được kinh hồn táng đảm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghiễm Hiền còn lại là con người đột nhiên co rút, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, quả nhiên là tấn chức một tinh. Thực sự nha! Thủy Tiên đắc ý nói. Ta chỉ biết bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. Hừm, nếu là bọn họ dám sằng bậy, ta liền đem vương cung này đập bỏ. Tất cả mọi người đều nhíu chặt mày, lại không nói cái gì. Nghiễm Thuận cười nói. Bằng hữu của công chúa Điện Hạ, chúng ta làm sao dám chậm trễ đây, những thứ này là phải làm. Lý Vân Tiêu nói. Nghiễm Hiền đại nhân thực sự là quá khách khí, để ta ở ngượng ngùng. Nghiễm Thuận cười nói. Khách khí là Vân Tiêu lão đệ, yên tâm ở lại đi thôi, thẳng đến vũ đế đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói. Thiên hạ không có tiệc không tan, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi, không bằng bây giờ liền cùng chư vị cáo từ. Hai người lời nói lạnh nhạt, trong thanh âm không có bất kỳ màu sắc tình cảm nào, làm cho cả đại điện đều trở nên thanh lạnh lên. Nghiễm Hiền hừ một tiếng, đem hai người tranh phong cắt đứt, nói. Lý Vân Tiêu, lần này cho ngươi đến, đó là thương lượng việc thả ngươi rời khỏi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Không thể nào đâu, ta có nghe lầm hay không? Nghiễm Hiền hừ nói. Dĩ nhiên không phải không công cho ngươi rời khỏi. Việc Hồng Thạch, để lưỡng tộc tử thương vô số, đồng thời mang đến cho Đông Hải nguy cơ cực lớn. Những cái này ngươi đều là chủ yếu trách nhiệm còn có, nghe Hồng Song Thạch. Lý Vân Tiêu không nhịn được phất tay nói. Được rồi, có điều kiện gì, nói thẳng đi. Mọi người đều là người thông minh, Lý Vân Tiêu vừa nghe nhiều lời tâng bốc như vậy đè xuống, chỉ biết đối phương muốn đưa ra điều kiện rồi. Thái độ này của hắn nhất thời dẫn tới người trong cả điện cực kỳ bất mãn, đặc biệt bộ dáng lúc trước Thủy Tiên và hắn thân mật, càng làm cho mấy vương tử trong lòng hỏa sơn phun trào. Chính mình trăm phương nghìn kế, sử ra các loại đa dạng lấy lòng, đều khó khăn làm cho Thủy Tiên cười. Mà thằng nhãi này bất quá vừa mới xuất hiện, để Thủy Tiên dường như nụ hoa mới nở tươi cười rạng rỡ, cái loại tâm lý chênh lệch như của lòng sông so với mặt biển để bọn họ trời sinh chính là cấp trên cực độ căm tức. Lý Vân Tiêu, người đây là cái thái độ gì? Một gã vương tử bạo phẫn nộ quát. Ở trước mặt phụ vương, cúi đầu tôn trọng chút cho ta. Nga, vị vương tử đại nhân này nói cái gì? Lỗ tai ta không tốt lắm, mời nói lớn rõ chút.
Lý Vân Tiêu cười quay đầu qua, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ta nói ngươi đây là thái độ gì, cho ngươi ở trước mặt phụ vương nói chuyện tôn trọng chút cho ta à. Thanh âm của tên vương tử kia thoáng cái đề cao hơn 10 decibel, trợn chừng hai mắt quát dẹp đường. Cái gì, vẫn là nghe không rõ lắm, lặp lại lần nữa. Người người điếc à, lão tử cho ngươi hãy tôn trọng một chút, phóng tôn trọng chút, có nghe thấy hay không? Khuôn mặt của tên vương tử đều giống đỏ bừng, cuối cùng mấy chữ càng từng chữ một nói ra hầu như đã dùng hết toàn lực. Gì, bất quá nói mấy câu mà thôi, vị vương tử đại nhân này thế nào cái cổ đều đỏ lên rồi. Lý Vân Tiêu không hiểu nói. Bất quá ta vẫn là nghe không rõ, làm phiền nói lớn hơn chút nữa. Ngươi, ngươi. Trong mắt của tên vương tử đều tức giận lồi đi ra, cả người nửa thân trên thoáng cái long hóa đứng lên, vận đủ nguyên lực, thi triển ra âm ba công cực mạnh, hét lớn. Lão tử cho ngươi hãy tôn trọng một chút a a. Ung ung. Toàn bộ đại điện ở dưới một tiếng hô giống của hắn, chấn động mãnh liệt đứng lên, một trận đất rung núi chuyển. Hai bên trái phải vài tên lính tôm tướng cua càng bị đánh chết tại chỗ, kêu thảm thiết một chút liền trực tiếp nổ lên. Trên người Lý Vân Tiêu nổi lên một trận kim mang, ở âm ba tập trung oanh kích sừng sững bất động. Tên vương tử kia ở một lần hô hấp, tựa hồ đối với hiệu quả uy năng của chính mình phi thường hài lòng, đắc ý nói. Người điếc, lần này nghe rõ ràng chứ? Lý Vân Tiêu vểnh tai lên, kinh ngạc nói. Gì, vương tử đại nhân ngươi vừa mới nói gì? Ngươi, tên vương tử kia nhất thời nghĩ một hơi thở máu giấu ở ngực, dường như cự thạch đem khí quản đều ngăn chặn, khó có thể hô hấp. Sắc mặt dần dần chợt đỏ bừng, sau đó tím bầm, lại chuyển thành tái nhợt, rốt cục phun ra một búng máu tươi. Phốc, một hơi thở máu phun ra, cả người hắn ngửa mặt lên trời liền hướng phía sau ngã xuống, trên người khí cơ đại yếu. Thủy Tiên cười nói, Lý Vân Tiêu ngươi thật là xấu a, đem hắn chọc tức giận hộc máu. Lý Vân Tiêu nhún vai, cười nói. Không có biện pháp, đối phó đậu ép phải như vậy, để chính hắn đem mình đậu tử thì tốt rồi. Ha 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 ha. Thủy Tiên che miệng thản nhiên mà cười, mái tóc ở trong nước biển phiêu đãng dựng lên, dáng vẻ vô cùng cao minh, thấy mọi người tâm viên ý mã, hầu một trận vu táo. Tên vương tử kia vốn là tâm thần bị hao tổn, hô hấp trở nên yếu, lại vừa nghe được mỹ nhân châm biếm. Càng xấu hổ và giận dữ lần thứ hai phun ra một búng máu tươi, ngất đi. Nghiễm Hiền vùng xung quanh lông mày run lên không thể phát giác rất nhỏ, âm thầm lắc đầu. Một thần tình rất nhỏ này bị Nghiễm Thuận nhạy bén đã nhận ra, nội tâm không khỏi mừng rỡ cười. Hắn biết người này đã bị phụ vương ở trong lòng bỏ qua, tâm tính như vậy tuyệt không thể gánh nổi trọng dụng. Chính mình trong lúc vô hình đã mất đi một địch thủ. Nghiễm Thuận cười nói. Vân Tiêu lão đệ quá điều bì, vẫn là ngoan ngoãn nghe phụ vương nói như vậy, để tránh khỏi để lỡ tránh sự. Hắn đối với Lý Vân Tiêu biểu lộ ra hảo cảm, trong mắt hắn, Lý Vân Tiêu tự có chỗ bất phàm, có thể bị hắn sử dụng. Về phần Thủy Tiên, hắn cũng là cực lực tranh thủ, nhưng vẫn chưa đem Lý Vân Tiêu coi là tình địch, bởi vì Thủy Tiên thân phận tôn sư, là tuyệt không thể nào cùng với nhân tộc thông hôn. Nếu thật phát triển đến một bước kia, hắn chỉ cần đem tình cảm lưu luyến ngữ hai người truyền đi, tự có Hải Hoàng Điện cường giả thay hắn đem Lý Vân Tiêu gạt bỏ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không phải ta không nghe, mà là lệnh đệ trống rỗng cắt đứt ta nha. Nghiễm Thuận cười khẽ không nói, còn lại vương tử còn lại là ai nấy đều trợn mắt nhìn. Nghiễm Thuận để ở trong mắt, mừng thầm không ngớt, thầm nghĩ đã biết bọn đệ đệ tốt nhất cùng với Lý Vân Tiêu xung đột nhiều chút, Lý Vân Tiêu cũng không chịu thua kém thêm điểm. Giúp hắn diệt trừ thêm một ít đối thủ cạnh tranh. Nghiễm Hiền hừ lạnh nói. Lý Vân Tiêu, người cũng là người thông minh, ta sẽ không với người quanh co lòng vòng. Muốn rời đi, không thành vấn đề, nhưng phải thay ta đến một chỗ, lấy ra hai kiện đồ vật. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đồ vật gì? Nghiễm Thuận đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Phụ vương, chẳng lẽ là, hắn bất quá là ngoại nhân a sao có thể đi vào vũ địa? Cái gì, vũ địa? Toàn bộ người trong đại điện tất cả đều là toàn thân đại chấn, ai nấy lộ ra vẻ khó tin. Vũ địa, Lý Vân Tiêu khẽ nói một tiếng, hiển nhiên cái chỗ này thập phần xa lạ. Hắn nhìn Thủy Tiên một cái, trong mắt đối phương cũng là mờ mịt không giải thích được. Nghiễm Thuận nói, phụ vương là muốn cho hắn đi lấy tổ long huyết tinh và hám long trùy,
không nói đến thực lực của hắn thấp, hơn nữa thân phận này. Đám hải tộc còn lại cũng là đều nói rằng, xin hải vương đại nhân hãy nghĩ lại. Nghiễm Hiền nói, việc này ta đã suy tính hồi lâu, vũ địa chúng ta cũng không nghĩ tiến nhập, Lý Vân Tiêu có lẽ là thí sinh tốt nhất. Nghiễm Nhạc cũng là trầm giọng nói, người này bất quá là tứ tinh vũ đế cặn bã mà thôi, ở trong hải tộc tìm một điều kiện phù hợp tứ tinh vũ đế dễ như trở bàn tay. Hắn thủy chung là ngoại nhân, nếu là đem vũ địa phá hư, hậu quả quá nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu nói, tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm giác có vẻ như rất lợi hại. Nghiễm Hiền đại nhân để mắt ta như vậy, ngược lại thật là làm cho ta cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiễm Hiền phức tạp nhìn hắn, nói, chỉ vì một người đề cử ngươi, mà ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Lý Vân Tiêu nói, ai? Nghiễm Hiền ngưng thanh nói, Bạc Vũ Kình. Trong điện đại đa số mọi người thì sửng sốt, hiển nhiên không biết người này là ai. Chỉ có vương tử cùng số ít người minh bạch, đều là sắc mặt hoảng sợ đứng lên, khiếp sợ không thôi. Nghiễm Thuận cả kinh nói, phụ vương, ngài tại sao lại như vậy tin tưởng một gã nhân loại, hơn nữa còn là tù nhân? Nghiễm Hiền nói, Bạc Vũ Kình tuy là tù nhân, nhưng thân phận của hắn cực kỳ đặc biệt, hơn nữa năng lực không giống bình thường. Ở trong chuyện này ta tin tưởng người do hắn tiến cử. Nghiễm Hiền ánh mắt nhìn phía Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn hắn xem thấu, cũng có lẽ muốn từ trên người hắn cầu được nghiệm chứng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Bạc Vũ Kình người đâu, gọi hắn đi ra, ta bảo chứng không đánh chết hắn. Nghiễm Hiền nói, Bạc Vũ Kình đang bế quan tu luyện, khôi phục thực lực. Lý Vân Tiêu, ngươi là sẽ không làm ta thất vọng chứ? Lý Vân Tiêu nói, Nghiễm Hiền đại nhân tại sao đối với ta tin tưởng như vậy? Nghiễm Hiền khó có được lộ ra tiểu ý, nói, bởi vì ngươi không thể thành công, cũng chỉ có đường chết. Thủy Tiên cả kinh nói, ngươi dám giết hắn, ngươi thật muốn vi phạm pháp chỉ của phụ hoàng ta. Nghiễm Hiền nói, không phải ta giết hắn, mà là đi vũ địa thất bại, sẽ vĩnh viễn không ra được. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, nói, đừng đi, muốn đi để chính bọn chúng đi. Nghiễm Nhạc cực kỳ bất mãn hừ lạnh nói, hừm, công chúa điện hạ, chúng ta mới không vui để tiểu tử này đi vào, vũ địa là nơi chỉ có lịch đại vương tộc cường giả mới có thể đi vào. Có thể đi vào bản thân đó đã là một loại vinh quang lớn lao, mặc dù chúng ta mấy vị vương tử, cũng không có tư cách đó. Hắn cao giọng nói, phụ vương, để người này đi vào, ta không phục a. Trong mắt Nghiễm Hiền lóe lên tinh mang, nói, không phục, có thể dựa theo quy củ của hải tộc chúng ta, không phục liền chiến rồi nói, đối với Bạc Vũ Kình tôn sùng, ta cũng thật tò mò đấy. Nghiễm Nhạc đại hỉ nói, dạ, phụ vương. Hắn mạnh mẽ vùng áo choàng, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Đi ra. Lý Vân Tiêu sờ một cái mũi, cười khổ nói. Vẫn là vương tử điện hạ ngươi đi đi, vũ địa gì đó ta thật không có tư cách, sẽ không cùng điện hạ tranh đoạt. Nghiễm Nhạc cười lạnh nói. Tranh hay không, không phải do ngươi. Hắn nhìn một bên Thủy Tiên một cái, châm chọc nói. Hơn nữa, trận chiến này không chỉ có là tranh tư cách vào vũ địa, càng là ta ngươi tranh đoạt. Người thua đời này không bao giờ có thể gặp Thủy Tiên công chúa nữa. Thủy Tiên sắc mặt đại biến, cả giận nói. Nghiễm Nhạc, ta vốn tưởng rằng ngươi là người tốt, thế nào cũng xấu như vậy. Nghiễm Nhạc nói. Thủy Tiên công chúa, tên nhân loại này căn bản không xứng làm bằng hữu của ngươi, ngươi đó là Tứ Hải Cộng Tôn Ba Gia công chúa, nhất định phải có thân phận tương ứng mới có thể xứng với. Ngươi nghìn vạn lần chớ bị tên mặt trắng nhỏ này lừa gạt. Ta đời này hận nhất chính là Tiểu Bạch Kiểm. Lý Vân Tiêu quăng phía dưới phát, nói. Dáng dấp đẹp trai chính là chuốc lấy cửu hận. Thủy Tiên lạnh lùng nói. Ta cùng với người nào kết giao bằng hữu ai cần ngươi lo. Chỉ bất quá từ giờ trở đi, ta cũng không muốn thấy ngươi rồi. Ngươi! Nghiễm Nhạc giận dữ, mấy ngày khổ cực nỗ lực, thoáng cái đã như nước chảy, hắn giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, hôm nay phải giết ngươi. Lý Vân Tiêu đã triệt để hết chỗ nói rồi, vô tội nói. Đây thật là lục nguyệt phi hoa a, có quan hệ gì với ta? Nghiễm Nhạc lạnh giọng nói. Mặc kệ có quan hệ với ngươi hay không, nói chung ngươi phải chết. Trên người hắn một đạo hắc ảnh lòe ra, lăng không bổ xuống tới. Lý Vân Tiêu định nhãn nhìn lại, chính là một cái hắc sắc trường tiên, mang theo lực lượng cực mạnh,
roi quất sơn hà. Hắn nhẹ nhàng thoáng cái đem Thủy Tiên đẩy ra, chính mình hai chân vừa đạp một cái, liền hóa thành lôi điện tiêu thất ở trên cung điện. Ầm ầm, trường tiên màu đen kia một chút đem mặt đất đập ra một cái hố to, toàn bộ cung điện hơi bị rung động. Vô số lôi điện mảnh nhỏ thoáng cái ở bầu trời cung điện hội tụ, hóa ra chân thân của Lý Vân Tiêu, dán ở trên một cây điêu long ngọc trụ to lớn, cười nói. Đến đến, vãng ở đây lại đến một roi. Cây điêu long ngọc trụ to lớn chính là một trong đại điện chủ lương, nếu là thừa thụ một tiên của Nghiễm Nhạc tất nhiên đổ nát. Nghiễm Nhạc giận dữ hét. Nhân tộc đều là ti tiện, nhát gan, sợ chết vậy sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu như ta nói phải, người có thể buông tha ta sao? Nghiễm Nhạc hung hăng nói. Đương nhiên không thể. Lý Vân Tiêu nói. Vậy người còn hỏi làm gì? A, chết tiệt. Nghiễm Nhạc mạnh mẽ xông tới, trong tay trái lộ ra một thanh chủy thủ đen kịt ngắn, chỉ là cửu giai huyền khí thông thường, nhưng ở trong hải tộc đây đã là chân phẩm không tầm thường rồi. Suy, đang đến gần vị trí chủ lương trụ hắn không dám dùng chiêu thức quá mãnh liệt, trực tiếp dùng chủy thủ đem nước biển chém ra. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, hóa thành ra một đạo hư ảnh, lần nữa biến mất ở trên chủ lương trụ. Chớ có chạy, thân ảnh của Nghiễm Nhạc lóe lên, lần thứ hai đuổi chém đi tới. Hai người như là đang chơi trò chơi ở trên đại điện truy đuổi, nhìn mọi người đều nhíu mày. Nghiễm Hiền nhìn ra ngoài một hồi, cũng là lộ ra bất mãn không sắc, giơ tay lên quát dẹp đường. Thiên địa thủy nguyên. Một đoàn thủy nguyên tố cực mạnh trên không trung đẩy ra, trong nháy mắt đem hai người ràng buộc trong đó. Nghiễm Nhạc liều mạng giãy giụa vài cái, phát hiện mặc kệ hắn làm sao nhúc nhích, thân thể đều không thể tiến lên lui về phía sau một bước, thật giống như dừng hình ảnh ở trên không đang lúc nơi nào đó. Lý Vân Tiêu còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, thiên địa thủy nguyên này hắn kiếp trước đã lĩnh giáo qua, không có kiếm chiêu siêu tuyệt căn bản không khả năng phá vỡ, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Đến, Nghiễm Hiền hét lớn một tiếng, hai người nhất thời ầm ầm hướng phía bên ngoài vương cung bay đi. Tràng cảnh xung quanh hai người thoáng cái biến ảo, trong khoảnh khắc đã đến trên một chỗ bình đài trống trải. Thanh âm của Nghiễm Hiền lạnh lùng truyền đến, trực tiếp truyền âm nhập mật, nói. Nếu là ngươi không thể để cho ta hài lòng nói, cho dù có hải hoàng pháp chỉ, ta cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi, trừ phi ngươi dùng siêu phẩm huyền khí thay mình chuộc mạng. Do đó, ngoan ngoãn thay ta bán mạng, là lựa chọn duy nhất của ngươi, nhưng trước lúc này, ngươi phải chứng minh ngươi có tư cách này. Bên trong cung điện nhân ảnh cũng từng đạo xuất hiện, phân biệt đứng ở bốn phía, lạnh lùng nhìn bọn họ. Chỉ có Thủy Tiên vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết bị Nghiễm Hiền đưa đi nơi nào. Ha ha, lần này nhìn xem ngươi còn làm sao chạy trốn. Nghiễm Nhạc lạnh giọng nói. Cuộc chiến hôm nay, không chỉ có là tranh tư cách tiến nhập vũ địa, càng là tranh đoạt tư cách truy cầu Thủy Tiên công chúa, người thua sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách. Lý Vân Tiêu buồn khổ nói. Ngươi nói hai loại tư cách này ta đều không muốn, ngươi muốn nói ngươi đều cầm. Ít nói nhảm, người muốn vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn trốn tránh sao? Nghiễm Nhạc hét lớn một tiếng, trong tay tiên ảnh khắp bầu trời dựng lên, vì sợ Lý Vân Tiêu lại chạy, hắn thi triển ra thần thông công kích phạm vi lớn, khắp nơi đều là bóng roi hạ xuống, như rồng đằng xà vũ, không phân rõ thật giả. Trong lòng Lý Vân Tiêu một trận buồn bực, chiến hay không đã không do hắn lựa chọn. Hơn nữa không thể vận dụng tuyệt học của mình, nếu bị Nghiễm Hiền nhận ra thân phận, đã là thần tiên cũng cứu không được hắn. Ở dưới khắp bầu trời bóng roi, phong thiên tỏa địa. Trong tay Lý Vân Tiêu quang mang lóe lên, lãnh kiếm băng xương hiện lên, toàn bộ bốn phía hiện ra một mảnh kết tinh, sau đó một đạo kiếm chi kết giới tạo ra, đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Bang bang phanh, khắp bầu trời bóng roi đánh vào trên kết giới, đều nổ lên. Một mảnh bông tuyết kia cũng hóa thành nát bấy. Nhưng kiếm khí rất mạnh cấu trúc kết giới chi lực cũng không nhúc nhích chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người đều là cả kinh, dưới một chiêu của Nghiễm Nhạc ngay cả không thể đem Lý Vân Tiêu đánh giết, chỉ ít cũng nên trọng thương đánh bay mới đúng, kết quả lại là không bị thương chút nào. Ngoại trừ Nghiễm Hiền và Nghiễm An ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vốn cho là quyết đấu một phút, tựa hồ sinh ra vài phần ý tứ. Ánh mắt của Nghiễm An lộ ra cổ quái vẻ hài hước, âm thầm cười nhạt không ngớt, hắn đã nhìn đến Lý Vân Tiêu không cần tốn nhiều sức liền diệt sát thất tinh vũ đế Quỷ Linh. Tuy rằng Quỷ Linh lúc ấy có thương trong người,
nhưng giữa cao giai vũ đế và trung giai vũ đế hồng câu lá chắn đã không cách nào vượt qua, nhưng tên nhân loại ti tiện này không chỉ có vượt qua, hơn nữa còn là dễ dàng vượt qua. Trong lòng hắn dâng lên liễu mãnh liệt đố kỵ, nếu chính mình có thực lực như vậy chính là thật là tốt biết bao a. Lúc này hắn kỳ vọng nhất hai người có đồng quy vu tận, đó mới thống khoái. Lấy tứ tinh vũ đế có thể thừa thụ một kích của, coi như là dị số rồi. Nghiễm Nhạc phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi tranh đấu không thú vị đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Vốn là không thú vị đến cực điểm. Tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Nghiễm Nhạc hét lớn một tiếng, trong tay trường tiên lâm không chụp được, ba một tiếng, toàn bộ không gian tùy theo khẽ động, một đạo cự áp như núi lâm không mà đến, toàn bộ đáy biển đại địa nứt nẻ mở ra, đất rung núi chuyển. Hai tay của Lý Vân Tiêu giơ kiếm về phía trước, nhân kiếm hợp nhất, từng đạo kim sắc ký hiệu bay ra, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, chém rách vô cùng uy áp, phóng lên cao. Sau đó một chiêu kiếm quyết thiên trinh hạo nhiên liền chém xuống, liệt địa thiên lý. Hắn lúc này chỉ có bằng vào kiếm chi quy tắc cùng với Nghiễm Nhạc đánh nhau, kiếm chiêu căn bản không dám thi triển ra. Nghiễm Nhạc thầm giật mình, đối phương phát huy được lực lượng đã đạt được tầng thứ của cao giai vũ đế, hơn nữa nhìn còn thành thạo như vậy. Vân Long Trảm, tay trái của hắn trên chủy thủ đen kịt lòe ra hắc mang, lăng không chém đi ra ngoài. Ầm ầm, lưỡng đạo trảm kích oanh cùng một chỗ, trực tiếp chấn nước biển Trương Khô, không ngừng mà sôi trào. Bốn phía tất cả đều là ô ô ô nổi lên, tựa như khói trắng bốc lên. Tại sao có thể như vậy? Thế lực ngang nhau. Một đám hải tộc đều là hoảng sợ mà nhìn, một kiếm kia của Lý Vân Tiêu kiếm uy, bọn họ cũng là cảm nhận được thật sự rõ ràng, đích thật là không thua kém Nghiễm Nhạc. Hừm, nhân loại giảo hoạt, bất quá là ỷ vào huyền khí chi lợi mà thôi. Thanh kiếm kia đích xác nổi danh, liếc nhìn lại đã cảm thấy toàn thân rét run. Nhân loại ở trên huyền khí đích xác chiếm ưu thế a. Loại quyết đấu này nên vứt bỏ binh khí, dùng tay không chiến đấu mới đúng. Chúng hải tộc bắt đầu bất mãn lên tiếng, đều thay Nghiễm Nhạc bênh vực kẻ yếu. Không hiểu liền toàn bộ câm miệng cho ta. Nghiễm An âm thanh quát dẹp đường. Các ngươi biết cái gì? Lý Vân Tiêu coi như là không cần lợi kiếm, đồng dạng sẽ không thua. Mọi người đều là nhíu mày lai, lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta không hiểu, lẽ nào ngươi cái phế vật này mới hiểu? Nghiễm Thuận còn lại là đáp nhẹ một tiếng, nói. Ân, thập đệ tựa hồ rất xem trọng Lý Vân Tiêu Nga. Trên mặt Nghiễm An hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ bị nhìn ra cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ ngạo khí đứng thẳng lưng, nói. Không sai, ta xem Lý Vân Tiêu tuyệt không đơn giản, chiến thắng Nghiễm Nhạc có khả năng rất lớn. Ta bất quá là tỉnh táo quan sát, thay Lý Vân Tiêu tổn thương bởi bất công mà thôi. Nghiễm Thuận gương mặt hồ nghi, nhẹ giọng nói. Lý Vân Tiêu không đơn giản ta cũng tin tưởng, nhưng nếu nói hắn có thể thắng tứ đệ, ta vẫn thật sự không tin lắm. Trong mắt hắn hơi hiện lên tinh mang, tiếng rên nói. Phải biết rằng, tứ đệ này của ta cũng đồng dạng không đơn giản đấy. Nghiễm Nhạc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nhìn ra ngoài một hồi, nói. Thực lực của ngươi đích xác ngoài dự đoán mọi người. Bất quá vẫn không đủ tư cách đến vũ địa và truy cầu Thủy Tiên công chúa. Phía dưới, ta sẽ đem ngươi cho rằng đối thủ chính thức đánh một trận, ngươi cuộc đời này đủ để vì thế mà kiêu ngạo. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng dần dần đánh ra lửa giận, lạnh lùng nói. Có thể sử dụng thực lực mà nói sao, chứ không phải sử dụng cái mồm. Ha ha, ngươi thật là đáng chết a. Nghiễm Nhạc nhanh cười rộ lên, không có hảo ý nói. Ngươi đại khái còn không biết trình độ đáng sợ của cao giai vũ đế đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đích xác không biết, chờ Nghiễm Nhạc đại nhân để ta kiến thức một chút đây. Thành toàn ngươi. Nghiễm Nhạc hét lớn một tiếng, khí tức trên người mạnh mẽ bạo phát, long tức mạnh mẽ liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đã để thăng tới thất tinh vũ đế đỉnh phong. Tử. Trong tay hắn trường tiên run lên, trên thân tiên 333 vang lên, dần dần hóa thành long ảnh. Lăng không giống to hơn lao xuống. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn trường tiên, con người dần dần phóng lớn, trường tiên dĩ nhiên thật là một cái thi thể loại Á Long luyện chế mà thành, bảo lưu lại 90% thân thể trở lên. Đây cũng là hải tộc khuyết thiếu thuật luyện sư, lại nắm giữ quá nhiều thiên tài địa bảo, bằng không loại bảo vật này đem cho hóa thần hải đến luyện chế, phẩm chất chỉ ít để thăng mấy cái trình tự.
Hừm. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lãnh kiếm băng xương dương lên dựng lên, từng cái ma ha cổ văn phát ra. Cả người như núi bất động, một đạo kiếm ảnh thật lớn hiện lên, hàn khí màu xanh nhạt một chút lan tràn ra, thông thấu trên thân kiếm càng xuất hiện một khối bóng ma đen tối. Nhất kiếm chảm thiên. Lãnh kiếm băng xương phát sinh một tiếng tranh nhiên, một đạo kiếm minh chói tai ở toàn bộ đáy biển đẩy ra. Suy lạp. Kiếm khí cắt vỡ nước biển, nghênh đón long ảnh đi tới. Ầm ầm. Kiếm ảnh thật lớn dị thường phong duệ, trực tiếp đâm vào chỗ yết hầu của long, xỏ xuyên qua mà qua. Tử. Trong mắt Nghiễm Nhạc tuôn ra một đoàn lửa giận, hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, mau chóng bắt ra một ấn quyết. Trên bầu trời trường tiên bị kiếm khí đánh văng ra trong nháy mắt giải phong ra, thoáng cái lớn hơn gấp 10 lần, lộ ra bản thể trạng thái của kiện huyền khí này, nhất thời khí thế hung ác tăng nhiều, trong tròng mắt lóe ra quang mang u xanh biếc. Nghiễm Nhạc đắc ý nói, Á Long chi khu này bị ta tìm người luyện chế thành khôi lỗi, cường độ thân thể của nó tăng 10 lần so với lúc trước, vạn khí khó thể đả thương, ta bây giờ nhìn xem ngươi làm sao ứng đối. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, quát dẹp đường. Giết! Trường tiên hóa thành hình rồng khôi lỗi, trên người lân phiến từng cái 333 mở ra, càng hóa thành vô số tam giác cảnh thiết phong duệ, mạnh mẽ vọt xuống tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đem kiếm ôm ở trước người, quát dẹp đường. Nhất kiếm chảm địa. Cả người cầm kiếm xông tới, chỉ thấy kiếm khí băng lãnh lóe lên. Phanh! Cái khôi lỗi hình rồng kia trong nháy mắt nổ lên, vẫn là bộ vị yết hầu bị lãnh kiếm băng xương xỏ xuyên qua, Lý Vân Tiêu cả người đều xuyên thấu qua. Khôi lỗi hét lớn một tiếng, tựa hồ bị đả thương nguyên khí, phanh một tiếng rung mạnh, bổ trên mặt đất. Nghiễm Nhạc trực tiếp con mắt choáng váng, phòng ngự của Á Long khôi lỗi coi như là hắn cũng khó mà phá vỡ, thế nào ở trong tay đối phương liền giống như cắt đậu hũ bình thường như vậy. Chết tiệt! Hắn hét lớn một tiếng. Quyết ấn biến đổi, trời cao lần thứ hai bay vọt đứng lên, đồng thời ngẩng đầu huýt sáo dài. Nghiễm Nhạc chính mình nhảy lên một cái, trực tiếp giẫm nát trên đầu rồng kia, trong tay chủy thủ đen kịt cũng trong nháy mắt giải phong, hóa thành một thanh trường kiếm, phát sinh quang mang lạnh u, lạnh giọng nói. Chơi đủ rồi. Nga. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói. Đã như vậy. Ta cũng không có hứng thú đùa giỡn với con khỉ như ngươi nữa. Hai tay hắn mau chóng bấm tay niệm thần chú, thoáng chút hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời phía sau một đạo hắc sắc pháp thân thật lớn hiện ra, đến biển sâu. Cái gì? Trong lòng Nghiễm Hiền bỗng nhiên chấn động, còn có hải tộc cường giả tham gia hàng ma cũng đều là tâm thần đại chấn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghiễm Nhạc cũng thoáng cái ngây ngẩn cả người, đạo ma ảnh phía sau lưng Lý Vân Tiêu. Ngưỡng vọng hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là cho hắn một loại tâm hồn cực độ chấn động. Hắc ma ảnh một tay bấm tay niệm thần chú, một trường đã lăng không chụp được, ngũ chỉ tựa như núi cao, chấn vào đáy biển. Toàn bộ nước biển sôi trào, thủy áp to lớn tầng tầng nổ tan, đặt ở trên khôi lỗi hình rồng, toàn thân phát sinh tiếng xương cốt nổ, lại bị kiềm chế vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể thoáng dãy giụa. Nghiễm Nhạc kinh hãi. Tay trái trên hắc kiếm tản mát ra tà lực yêu dị, chém ra một đạo kiếm phù, lăng không đâm ra. Suy! Vô cùng thủy áp bị chém rách một lỗ hổng, lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phía tan mất. Đột nhiên Nghiễm Nhạc cả người thoáng cái chấn động, chỉ thấy trên nước biển sôi trào một đạo quang mang cực mạnh cấp tốc hạ xuống. Trong mơ hồ có thể thấy được là một thanh kiếm hình thật lớn, bốn phía bay múa đầy trời các loại kim sắc ký hiệu. Ở ngoài kiếm hình, bao phủ nhất phương là 15 chuôi lợi khí sáng loáng, lấy phương vị kỳ dị sắp hàng, cấu thành một khối kiếm đồ. Trong sát na, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, cả người cũng đã đặt mình bên trong kiếm trận, một kiếm khí chém thiên diệt địa kinh khủng trước mặt bổ đến. Chết tiệt! Nghiễm Nhạc kinh sợ hét lớn một tiếng, trong tay trên hắc sắc trường kiếm tuôn ra đại lượng tà khí, hắc sắc hoa văn cuồn cuộn ra, một chút đánh ra 10 đạo hắc mang, hướng ra bốn phương tám hướng chém tới. Rầm rầm ầm, hắc sắc kiếm khí này ở trong vạn kiếm đồ đấu đá lung tung, nhiễu loạn khí cơ, nhưng thủy chung không thể lay động kiếm đồ. Vương tử điện hạ, đây là lực lượng của cao giai vũ đế sao? Ta đã kiến thức qua, có thể kết thúc. Thanh âm của Lý Vân Tiêu lạnh lùng vang lên, trong tay quyết ấn bấm một cái. Kiếm đồ kia bắt đầu xoay tròn, kiếm thế bỗng tăng cường, kiếm khí sắc bén trong sát na hóa thành sát khí vô biên,
ở bên dưới lan tràn ra. Mặc dù là xa xa chư vị cường giả, đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha! Nghiễm An cười ha hả, đắc ý phi phàm nói. Ta nói rồi mà, Lý Vân Tiêu dễ dàng là có thể gạt bỏ Nghiễm Nhạc, hừm. Trong mắt Nghiễm Hiền lóe ra giật mình, khá có thâm ý nhìn Nghiễm An một cái, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng câm miệng, không dám nói nữa. Đừng vội khinh thường ta. Nghiễm Nhạc kinh sợ liên tục, vô biên sát khí trực tiếp xâm nhập ra thịt của hắn, để hắn cả người run rẩy. Một cảm giác nhục nhã ở trong người lan tràn khai, hắn tĩnh đỏ hai mắt, cũng không dám giấu giếm bất kỳ lực lượng nào nữa. Ung ung. Trong cơ thể Nghiễm Nhạc tuôn ra bức rèm che nổ vang, từng đạo long tức giải khai, thất tinh vũ đế cảnh giới trực tiếp vượt qua đến, đặt chân tới bát tinh chi cảnh. Nghiễm Thuận sắc mặt đại biến, cả người đều âm trầm xuống, trong tròng mắt hàn tinh không thể phát giác lóe lên. Các loại thanh âm khiếp sợ cũng là theo nhau mà đến, cũng là cực kỳ chấn động. Nghiễm Nhạc điện hạ dĩ nhiên cũng đặt chân bát tinh vũ đế, quá kinh người nha. Nghiễm Nhạc điện hạ vẫn luôn là thiên phú rất mạnh, lại chăm chỉ khắc khổ, cuối cùng là thiên đạo thù cần. Ha ha, kể từ đó, bát tinh vũ đế vương tử đã có 4 người, thực sự là may mắn của Đông Hải ta a. Trên mặt của Nghiễm Hiền còn lại là không có chút biểu tình nào, chỉ là lẳng lặng nhìn thế cục biến hóa trên tràng, càng nhiều hơn ánh mắt còn lại là tụ tập ở trên người Lý Vân Tiêu, không buông tha hắn bất kỳ một cái động tác nào. Nhân loại ti tiện, là ngươi ép ta đem toàn bộ lực lượng đều bày ra. Nghiễm Nhạc giận dữ hét. Ngươi sẽ vì điều này phải trả giá thật lớn. Tứ hải bên trong bất kỳ một cái đại tộc nào tranh đấu đều là dị thường kịch liệt, đặc biệt thân là vương tử, không nghĩ qua là sẽ có khả năng ngã xuống, do đó mỗi một vị vương tử thiên phú dị bẩm đều là liều mạng tu luyện, mỗi lần đề cao một phần thực lực là có thể có thêm một tia cơ hội sống sót. Mà Nghiễm Nhạc một ngày bộc lộ ra chính mình bát tinh vũ đế chi lực, như vậy tất nhiên cuốn vào tranh đấu của mấy vị vương tử cao đoan nhất, mà ở trong 4 vị bát tinh vương tử, thực lực của hắn yếu nhất, có thể là trước hết đào thải. Trận chiến này nếu không có Nghiễm Hiền và chư vị cường giả quan chiến, nếu hắn chịu thua chưa cũng không nguyện bại lộ lá bài tẩy của mình. Hiện tại tràn ngập tức giận hóa thành vô biên sắc bén, toàn bộ sổ sách đều phải tính ở trên đầu của Lý Vân Tiêu. Nghiễm Nhạc một quyết ấn đánh vào dưới chân khôi lỗi, đồng dạng long tức phụt ra đứng lên, trên không trung hình thành một đám vòng xoáy kích thước không đồng nhất. Trên người của hắn hình rồng và khôi lỗi lực chợt dung hợp cùng một chỗ, ninh thành một thằng. Ở kiếm đồ trong vòng lan tràn ra, đem sơ sắc tiêu điều kiếm ý đẩy ra. Long chiến vu dã. Một tiếng giống to hơn kinh thiên truyền ra, trên người Nghiễm Nhạc đạo hỗn hợp long tức chi lực kia trực tiếp phá tan kiếm đồ ràng buộc. Bang 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 bang. 15 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từ trên trận vị không ngừng đánh vang ra, phát sinh tiếng tranh nhiên. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, trong mắt không có bất kỳ tâm tình ba động gì, mà là trong tay pháp quyết biến đổi. Phía sau bóng đen thật lớn đồng dạng cũng hóa ra 3 đầu 6 tay, cánh tay tư thế không đồng nhất, trong đó trên một cánh tay lần thứ 2 sinh ra một kiện binh khí hư ảnh, nhìn lại như là một thanh đao. Phá kiếm trận thì như thế nào? Giọng nói của Lý Vân Tiêu băng lãnh, không mang theo bất luận tình cảm gì. Hai tay của chân ma pháp tương kết xuất một đạo ấn ký, một biển lực đẩy ra. Trong thủ ấn kia hiện ra ma ha cổ tự màu vàng, mà 4 phía còn lại là ma khí ngập trời. Loại ánh sáng màu vàng thánh khiết này, và ma nguyên lực đen tối tương hỗ đan vào một chỗ, hình thành tiên minh đối lập. Trong mắt Nghiễm Hiền một mảnh hoảng hốt, phảng phất như thấy được một chuyện không thể tin nổi. Tiểu Minh Vương ấn. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, một đạo kim sắc ấn quyết từ trong tay chân ma cự ảnh hạ xuống, hướng tới đột phá kiếm đồ trên người Nghiễm Nhạc áp đến. Minh Vương ấn chính là pháp quyết ghi chép trên Sơn Hà Đỉnh, cần có thần dịch lực mới có thể thi triển ra. Nhưng khi sơ hải tộc cường giả bao vây tiểu trừ đế dạ dùng ma nguyên lực thôi động đại xảo bất công kiếm, đồng dạng có thể dẫn động ra ma ha cổ tự, để hắn đại thụ dẫn dắt. Sau lại cho bạc vũ kình phong ấn nghê thạch dị lực, Lý Vân Tiêu bắt đầu thử dùng ma nguyên thi triển, lúc ban đầu vài lần đều lấy thất bại kết thúc, vậy do mượn hắn đúng ấn quyết kinh người sức hiểu biết, thoáng làm cải biến, sáng chế ra một chiêu tiểu minh vương ấn này. Tuy rằng uy lực so với thần dịch lực thi triển ra Minh Vương ấn có chỗ không bằng, nhưng trải qua chân ma cự linh đánh ra, vẫn như cũ phát ra uy thế kinh thiên, chấn áp tất cả. Ầm ầm. Tiểu Minh Vương ấn kết xuất ấn ký thật lớn đánh vào trên long khí của Nghiễm Nhạc,
dường như vòm trời đắp đính, trực tiếp nghiền đè xuống. Nghiễm Nhạc cùng với Khôi Lỗi hợp nhất long tức trực tiếp vỡ nát ra. Nghiễm Nhạc tức giận rít gào không ngớt, dường như ngoan cố chống cự, thân thể không ngừng biến hóa, lộ ra bản thể chân thân, gào thét muốn phá tan tất cả gông cùm xiềng xiếc. Không làm tử sẽ không phải chết, bị ta trấn áp sẽ là số mệnh của ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ hai tròng mắt như nước, không có một tia tình cảm ba động. Hắn giơ tay lên, lãnh kiếm băng xương lăng không giơ lên, từng đạo hàn khí phụt ra ra, rất có khí minh thanh vui vang lên. Chân ma pháp chọn chúng ác hư đao tay đồng dạng giơ lên, hai người độc nhất vô nhị động tác, nhắm thẳng vào Nghiễm Nhạc. Nhất kiếm chảm nhân. Theo lãnh kiếm băng xương đâm ra, vô số kiếm chi quy tắc hiện lên ở bốn phía, đều hội tụ ở trên một kiếm. Tam chảm kiếm chính là một loại kiếm ý cực cao, không bàn mà hợp ý nhau kiếm chi đạo. Trên chân ma cự linh đao chi hư ảnh cũng theo đó chém xuống, trực tiếp đem bốn phía nước biển bổ ra, hắc sắc đao mang kinh khủng lăng không hạ xuống. Hư đao lãnh kiếm hợp nhất, hắc bạch song sắc đao mang kiếm khí, trong nháy mắt chém ở trên người Nghiễm Nhạc, đem vô cùng long tức đều nghiền ép. Hắc bạch song sắc quang mang, trực tiếp chém ở trên người Nghiễm Nhạc, ầm ầm một tiếng đem hắn chấn vào bên trong đáy biển đại địa. Toàn bộ đất rung núi chuyển, nứt ra ngàn dặm, lật lên vô số nước bùn, đem phương viên mấy ngàn thước bên trong đều nhuộm thành một mảnh đục ngầu. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Nghiễm Nhạc Khôi Lỗi binh khí đã bị chém thành ba đoạn, tán rơi trên mặt đất, mà Nghiễm Nhạc đã không thấy bóng dáng. Gương mặt của Nghiễm Thuận lộ vẻ kinh hãi, nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời. Lý Vân Tiêu một đao một kiếm thức kia đã không ở dưới thực lực của hắn. Một gã tứ tình vũ đế chính mình có thể chống lại lực lượng của hắn, một loại cảm giác hoang đường ở bên trong tâm lan tràn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ hải tộc cường giả đều là thần sắc nghiêm nghị, trở nên vô cùng ngưng trọng. Lý Vân Tiêu ở trong vô tận ánh sáng thu hồi pháp thân, lãnh kiếm băng xương cũng tiêu thất ở trong tay, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Nghiễm An chật vật nuốt nước miếng, nói. Đã chết rồi sao, đã chết rồi sao? Lý Vân Tiêu nói. Còn tốt, may mắn nhờ Nghiễm Nhạc đại nhân thủ hạ lưu tình, ta không sao. Bất quá Nghiễm Nhạc đại nhân chết hay chưa ta cũng không biết. Tất cả mọi người đều là sắc mặt tái xanh, đều nhìn ra được người này phong khinh vân đạm, hai chiêu đã đem một gã bát tinh vũ đế oanh một ảnh, hơn nữa hắn từ đầu tới cuối đều chỉ biểu hiện ra tu vi tứ tinh vũ đế, giá thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Ba 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 ba, Nghiễm Hiền vỗ tay khen. Không sai, Bạc Phú Kình đề cử người, quả nhiên có chút năng lực, lần này ta càng yên tâm hơn. Một gã hải tộc cường giả tức giận nói. Nghiễm Hiền đại nhân. Tên nhân loại này tùy ý làm bậy, đáng chết a, xin hãy để ta xuất thủ có thể bắt được. Hắn tức giận trên người nguyên lực cổ động, lực lượng cường đại để bốn phía nước biển không ngừng bốc hơi, thậm chí trực tiếp gạt ra nước biển, cách ra một khối chân không. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Nghiễm Nhạc không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, có thể oán trách được ai. Thân là vương tử, không thể xem xét thời thế, không thể tính toán có bao nhiêu phần thắng, hôm nay thất bại. Là thu hoạch lớn nhất của hắn. Tất cả mọi người phải không dám lên tiếng, ai nấy thần sắc không đồng nhất, đều có chút suy nghĩ. Đặc biệt Nghiễm Thuận, trong tròng mắt tinh mang chớp động liên tục, khá có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, người đi theo ta. Nghiễm Hiền phất một cái ống tay áo, liền hướng phía bên trong cung điện đi. Mọi người không dám theo tới, chỉ có Lý Vân Tiêu chậm rãi bước theo vào. Toàn bộ vương cung lớn như vậy vắng vẻ chỉ có hai người, một trước một sau, thân ảnh có vẻ có chút hiu quạnh. Lý Vân Tiêu, người cũng biết Phủ Địa là nơi nào sao? Nghiễm Hiền chậm rãi nói rằng. Lý Vân Tiêu nói. Không biết, nhưng ta càng chẳng biết tại sao muốn ta một tên ngoại nhân này đi vào. Bên ngoài những cường giả kia tùy tiện chọn mấy người cũng so với ta mạnh mẽ hơn. Nghiễm Hiền nhìn tên nhân loại này, kinh dị trong lòng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên hỏi nói. Chúng ta gặp qua chưa? Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, nói. Đương nhiên không có, vì sao lại nói ra lời này? Ánh mắt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Bởi vì ngươi cho ta cảm giác rất giống một người. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói. Cảm giác phần nhiều là không đáng tin cậy. Phải không? Nghiễm Hiền mạn bất kinh tâm nói rằng.
Cái loại phong thái kiệt ngạo bất tuân, phong khinh vân đạm này, hầu như không có sai biệt. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Không biết Nghiễm Hiền đại nhân vị bằng hữu kia hiện ở nơi nào. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên một đạo sảng giọng vẻ, lạnh giọng nói. Người nọ không là bằng hữu của ta, người nọ ở nhân tộc trong rất có uy danh, nói vậy ngươi cũng nghe qua. Thiên tái Phong Vân Tấn cười bỏ qua, muôn đời phi dương soi sáng cổ kim. Lý Vân Tiêu. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, đến loại cảnh giới trình độ này của Nghiễm Hiền rồi, đối với vạn vật nhận biết là rất mạnh mẽ, hơn nữa thập phần tinh chuẩn. Hắn tuy rằng triệt để thay hình đổi dạng, nhưng loại tính cách tư thái này, cũng vô luận như thế nào cũng thay đổi không được. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói là phá quân vũ đế cổ phi dương. Trên mặt Nghiễm Hiền bao bọc một tầng sương lạnh, nói. Chính là người này hắn cùng với hải tộc ân oán nói vậy ngươi cũng biết một ít. Hay là, thiên tài giống như các ngươi vậy đều là nói chung tử đi. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói. Nghiễm Hiền đại nhân quá khen. Nghiễm Hiền nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, từng chữ nói ra. Ngươi không chỉ có chút ít biết, không ngu xuẩn, trái lại cực độ thông minh, cực độ bác học. Do đó ta thực sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là một người thế nào. Lý Vân Tiêu trực tiếp nghênh đón ánh mắt chất vấn của hắn, lạnh nhạt nói. Thấy được tức là biết được, trong lòng Nghiễm Hiền đại nhân có suy nghĩ gì, đó là thấy như thế. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Nói như thế, ngược lại thành ta làm kiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng thế. Hai người một trận không nói gì, toàn bộ đại điện liền yên tĩnh lại. Một lúc lâu, Nghiễm Hiền mới thở dài nói. Tâm tính của ngươi so với ta dự đoán cao hơn, nguyên bản ta cho rằng Bạc Vũ Kình đã là thiên tài nổi bật trong nhân tộc các ngươi, ngươi càng ở trên hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vũ địa gì đó, vẫn là để hắn đi so với ta thích hợp hơn. Nghiễm Hiền nói. Ta ngay từ đầu đó là suy tính hắn, hiện tại phát hiện thực lực của ngươi cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, phương diện khác thậm chí càng mạnh hơn. Hắn tiếp tục nói. Nếu nói vũ địa. Đó là nơi vạn vũ hội tụ, cũng là Đông Hải Long tộc thánh địa, lịch đại vương giả mộ địa. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, kinh hãi tột đỉnh, phần mộ của hải tộc lịch đại Long tộc vương giả, đây tuyệt đối là tồn tại chí cao vô thượng, rất khó tưởng tượng sẽ cho phép ngoại nhân tiến vào. Nghiễm Hiền nói, hiện tại ngươi biết tại sao lại lọt vào mọi người phản đối rồi chứ? Lý Vân Tiêu cả kinh nói, vì sao phải chọn một ngoại nhân như ta? Nghiễm Hiền nói. Bởi vì vũ địa chỉ có lịch đại Đông Hải Chi Vương hoặc giả chấn thủ vũ địa Long Vệ mới có thể đi vào, còn lại cường giả, mặc dù là cửu tinh đỉnh phong, cũng chỉ có sau khi chết mới có tư cách táng nhập bên trong. Vũ địa đối với bất luận một gã tộc nhân nào mà nói, đều là nơi thần thánh không thể xâm phạm. Lý Vân Tiêu không hiểu nói. Ta đây ngoại nhân có thể xâm phạm. Nghiễm Hiền lắc đầu nói. Đương nhiên không thể thế nhưng trong vũ địa có cấm chế đặc biệt nhằm vào hậu duệ của Long. Phàm là hậu duệ chảy trong người huyết mạch thủy long đi vào, đều sẽ phải chịu cực đại áp chế. Còn có một điểm then chốt, ngươi là cửu giai thuật luyện sư, đây cũng là địa phương để ngươi và Bạc Vũ Kình hoàn toàn bất đồng với người khác. Toàn bộ Đông Hải, ngoài vương tộc ra, có thể thuật võ song đạo kiêm tu, đồng thời đạt được tầng thứ này như các ngươi, căn bản không tìm ra được. Lý Vân Tiêu nói, lẽ nào nhất định phải thuật luyện sư mới được? Nghiễm Hiền gật đầu, nói. Đúng thế, bởi vì ta muốn người đi vũ địa lấy ra hai món đồ vật, trước đó cũng có nói tới. Đó là thủy long huyết tinh và hám long chùy đó là trong vũ địa áp chế long tộc vật. Hai vật này đều là Đông Hải chí bảo, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không cho ngươi mạo muội tiến vào nơi yên nghỉ của tổ tiên. Lý Vân Tiêu nói, hai vật này sợ là liên quan đến Đông Hải đại sự đi. Thủy long huyết tinh ta minh bạch, chắc là máu của long tử. Trên đời thực sự còn có loại thần vật này tồn tại sao? Nghiễm Hiền nói. Ta cũng không gạt ngươi. Thủy long tinh huyết có tồn tại hay không, ta cũng không xác định. Nhưng ngươi cũng biết vì sao long tổ mộ địa muốn chọn ở nơi vạn vũ hội tụ không? Lý Vân Tiêu vốn là thuật luyện sư, kiến thức cực lớn, dưới một điểm liền hiểu được, kinh hãi vạn phần nói. Vạn vũ hội tụ, để bảo tồn thi thể bất hủ. Trong mắt Nghiễm Hiền loang loáng một đạo lệ mang. Ngưng Thanh nói. Đây cũng là ta cho tới nay nghi hoặc, người thân là thuật luyện sư phải hiểu so với ta nhiều hơn, nơi vạn vũ hội tụ,
thật có thể đủ để thi thể vạn năm bất hủ sao? Ánh mắt của hắn thẳng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, tựa hồ cũng bức thiết muốn biết đáp án. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đây cũng chỉ là ghi chép, có thật có hiệu quả này không, ai cũng không biết. Nhưng nếu như là sự thực, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, hai người nhìn nhau một cái. Trong mắt Lý Vân Tiêu là một mảnh kinh hãi, mà Nghiễm Hiền cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Lý Vân Tiêu liếm bờ môi khô một cái, khó nhọc nói. Nếu như là sự thực, chẳng lẽ không phải có một cổ, thậm chí một cổ thi thể hoàn chỉnh đã ngoài chân linh cấp bậc. Cái suy luận này đem hắn dọa một cái, nếu là sự thật mà nói, đây tuyệt đối là tài phú trọng đại nhất trong toàn bộ thiên vũ giới, giá trị thậm chí không ở dưới siêu phẩm huyền khí. Nghiễm Hiền ngưng thanh nói. Việc này phải đợi ngươi đến xác nhận. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra mồ hôi lạnh, nói. Lẽ nào ngươi thân là Đông Hải chi chủ, cũng không thể vào vũ địa. Nghiễm Hiền chậm rãi nói. Đông Hải chi chủ trong cuộc đời chỉ có một lần cơ hội đi vào, đó chính là trước khi chết. Không chỉ có là ta, bên trong Long tộc phàm là cường giả từ cửu tinh vũ đế trở lên, trước khi chết cũng phải đi vũ địa ngủ yên, đó là chúng ta vận mạng quy túc. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là trọng thương không chữa trị được, cũng có thể khẩn cầu mở ra vũ địa. Lý Vân Tiêu nhướng mày, tựa hồ nghe ra vấn đề, nói. Khẩn cầu mở ra. Nghiễm Hiền gật đầu nói. Đúng, vũ địa mặc dù là thánh địa của tộc ta, cũng không thuộc về tộc ta quản lý, có thể nói không thuộc về bất luận kẻ nào quản lý. Vũ địa có long vệ chuyên môn thủ hộ, mỗi vị long tộc cường giả cửu tinh vũ đế trở lên, nếu là trọng thương không chữa trị được, có thể khẩn cầu long vệ mở ra vũ địa, trong cuộc đời cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy, ta cũng không ngoại lệ. Ở bên trong vũ địa có long tức chi lực cực mạnh, chỉ cần không chết đi vào, hầu như có thể chữa cho tốt bất luận thương thế nào. Hắn theo tay vung lên, một đạo quang mang bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giơ tay lên nhẹ nhàng bắt lấy một cái, đạo ánh sáng kia lập tức ở trong tay tản ra, hóa thành một bộ quang đồ, đều hiện ra ở trước mắt. Nghiễm Hiền nói, đây là ta năm xưa khi tiến nhập vũ địa một điểm ký ức, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, ngươi đã tiến nhập vũ địa, vậy ngươi? Nghiễm Hiền nói, năm xưa ta đích xác bị thương rất nặng, ở bên trong tĩnh dưỡng 2 năm. Khi thương thế của ta hoàn toàn được rồi, vốn định tìm tòi bí mật vũ địa, lại bị long vệ trực tiếp đuổi ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Ngay cả ngươi đều không thể đi vào, ta bằng vào cái gì tiến nhập? Nghiễm Hiền nhìn hắn, nói. Năm đó lúc ta đi ra để lại một không gian ấn ký, đã nhiều năm như vậy vẫn còn. Chỗ kia ta sau này thử qua rất nhiều lần đều không thể tiến nhập, nhưng ngươi có thể. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi thực sự là quá coi trọng ta. Nghiễm Hiền khẽ mỉm cười nói. Cũng không phải xem trọng ngươi, mà là nhân tộc siêu phẩm huyền khí Nặc Á chi thuyền. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, lạnh giọng nói. Đây cũng là Bạc Vũ Kình nói cho ngươi biết. Nghiễm Hiền hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng tấn trưởng càn khôn, lạnh nhạt nói. Ta làm sao biết được, ngươi cũng không cần hiểu rồi. Phải biết rằng đây là cơ hội để ngươi rời đi. Huống hồ thủy long huyết tinh cũng là vì bù đắp thiếu hụt do hồng thạch bị mất. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Hồng thạch rốt cuộc có gì trọng yếu? Có thể quan hệ đến Đông Hải sinh tử tồn vong. Nghiễm Hiền nói. Nơi đây linh khí ngươi cảm thấy thế nào? Cường đại, cũng không phải cường đại bình thường. Lý Vân Tiêu hâm mộ nói. Nơi đây bản thân linh mạch đã không giống bình thường, hơn nữa tụ linh loại đại hình trận pháp, có thể so với thiên hạ bất luận một chỗ thánh địa tu luyện nào. Nghiễm Hiền nói, ngươi sẽ không có cảm thụ được có chỗ nào không đúng sao? Chỗ không đúng. Lý Vân Tiêu nheo mắt, bắt đầu nhắm hai mắt cảm thụ. Qua mấy lần hô hấp, hắn mở mắt ra, lộ ra một tia vẻ kinh dị, nói. Trong linh khí này ẩn chứa một ít âm khí. Không sai. Nghiễm Hiền khen. Không hổ là cửu giai thuật luyện sư. Linh khí biến hóa nhỏ bé như vậy cũng có thể cảm thụ đi ra. Nơi đây linh mạch chính là âm hàn chi mạch, nếu là lâu dài, đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn khó có thể lường được. Mà chúng ta cũng không phải là thuật luyện sư, lúc trước đời thứ nhất di chuyển ở đây các đời trước, đều là chúng phải âm hàn chi độc, khó có thể hóa giải. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, sau này nhất định là có cao nhân chỉ điểm, cho các ngươi dùng hồng thạch ngăn chặn linh mạch chi nhãn.
hồng thạch chính là cực dương chi thạch, có thể đem khí âm hàn hóa giải đi. Nghiễm Hiền nói, tài trí của ngươi thật sự là làm cho người ta không an lòng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tài trí cao có ích lợi gì, cũng thành tù nhân của ngươi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu hồng vì sao có thể biến hóa ra rồi, bởi vì nhiều năm ngăn ở trên linh mạch chi nhãn, lấy được tư nhuận, coi như là khối đá bình thường cũng có thể thành tinh. Nghiễm Hiền nói, ta suy nghĩ hồi lâu, hiện nay trên đời, chỉ có thủy long huyết tinh chính là cực dương chi vật, có thể tiêu trừ hàn khí nơi đây. Về phần hám long chùy, cũng là vật trong truyền thuyết, ta dám khẳng định bảo vật này nhất định ở trong vũ địa. Bởi vì hám long chùy đó là thánh vật ở bên trong vũ địa cấm chế của tộc ta lực. Lý Vân Tiêu nói, Nghiễm Hiền ý của đại nhân là muốn cho ta đi lấy hám long chùy, do đó long tộc các ngươi liền có thể đơn giản tiến nhập vũ địa, không bị cấm chế gông cùng xiềng xích. Nghiễm Hiền nói, việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi mang tới cho ta là được. Còn lại không nên hỏi nhiều, hám long chùy một ngày tới tay, tất nhiên sẽ kinh động long vệ. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Vân Tiêu nói, long vệ thực lực ra sao? Nghiễm Hiền nói, ta không tiếp xúc qua lần nào, lúc ấy có hám long chùy cấm chế, vô pháp nhận biết lực lượng của bọn họ. Nhưng ít ra đã ở trên cửu tinh vũ đế, mỗi lần đều có 4 gã long vệ thủ hộ, tổng cộng có bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu trầm mặt nói, người nghĩ ta có thể từ trong tay 4 gã cửu tinh vũ đế chạy thoát sao? Nghiễm Hiền nói, chiến mà nói nhất định là một con đường chết, do đó chỉ có thể lấy sử dụng nặc á chi thuyền đào tẩu. Lý Vân Tiêu nói, ngươi xác định ta có thể đào tẩu? Đương nhiên là không. Nghiễm Hiền thản nhiên nói, coi như là ta cũng không nắm chặt, tất cả phải xem chính ngươi. Bất quá ngươi thông minh như vậy, ta đối với ngươi còn là có lòng tin. Lý Vân Tiêu mắng, em gái ngươi. Nghiễm Hiền cười. Tựa hồ khó có được tâm tình tốt, nói. Để vị chủ nhân nặc á chi thuyền kia ra đi. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại đã đi. Nghiễm Hiền nói. Đương nhiên, thực lực của ngươi đều không phải đã toàn bộ khôi phục sao, chẳng lẽ còn muốn uống chén trà. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đi, đưa đến mấy chén tinh không cổ trà đi. Nghiễm Hiền nói. Nếu là ngươi có thể còn sống trở về, ta nhất định mời ngươi uống. Hắn lăng không đánh ra một đạo ký hiệu, trên không trung không ngừng phóng đại, trở nên hoảng hốt bất định đứng lên. Đây cũng là một đạo tọa độ, chính ngươi cảm thụ đi. Nghiễm Hiền không nhanh không chậm nói rằng. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu bạch quang lóe lên, Diệp Phàm liền xuất hiện ở trước người hai người. Lý Vân Tiêu thoáng giảng giải, sau đó nói. Ngươi cảm thụ không gian tọa độ này, có nắm chắc đi qua đó được hay không? Diệp Phàm gật đầu. Hai tay đánh ra một đạo quyết ấn, trên người nổi lên từng đạo kim quang, thần thức của hắn hình như có Tích Khả Tuần giống nhau, đem kim mang đẩy ra, hướng phía không gian tọa độ kia tìm kiếm. Trên mặt Diệp Phàm hiện ra thần sắc nghi hoặc, sau đó hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt. Đạo kim quang kia ở trên không trung tọa độ kia hoảng hốt một chút, lập tức bay trở về trong cơ thể của Diệp Phàm, hắn mở hai mắt ra. Địa phương thật kỳ quái, cũng không phải là di thất không gian. Nhưng cũng ở bên trong thiên vũ giới. Diệp Phàm nói. Ta thử xem sao. Nghiễm Hiền nhướng mày, nói. Thử xem, nếu là không nắm chắc xuyên qua được, dẫn động long vệ xuất thủ, kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Diệp Phàm tự tin cười nói. Mặc dù không thể qua đó, ta cũng có thể toàn thân trở ra, tuyệt sẽ không bị phát giác. Nga, nặc á chi thuyền như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn thấy uy lực của nó. Trên mặt Nghiễm Hiền hiện lên vẻ kinh dị, đạm nhiên nói rằng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, Diệp Phàm vẫn là tuổi còn quá trẻ, thoáng cái đã đem nặc á chi thuyền thần kỳ bạo lộ ra. Bọn họ bày ra lực lượng càng mạnh, sợ là càng nguy hiểm. Diệp Phàm cũng không có ý thức được những điểm này, một tay bóp một ấn quyết, chiến hạm từ trong cơ thể chậm rãi lái ra, từ hư hóa thực, cả vật thể kim sắc, quang mang sán lạn. Kim sắc chiến hạm ở trước không gian tọa độ kia không ngừng xoay tròn, tản mát ra ngàn vạn ký hiệu ở bay múa đầy trời, cấu thành đám to lớn trận phù, tựa hồ đang nối tiếp với lối đi kia. Lý Vân Tiêu và Nghiễm Hiền đều là không nháy một cái nhìn kỹ mỗi một cái động tác của Diệp Phàm và mỗi một lần biến hóa của nặc á chi thuyền. Căn cứ tư liệu ghi chép, năm xưa sau khi chiến hạm luyện chế thành công,
Diệp Nam Thiên từng lòng tin 10 phần muốn mang theo một đám cường giả xuyên toa đi vào Tu Di Sơn, kết quả vẫn là lấy thất bại tuyên cáo. Sở dĩ Nặc Á Chi Thuyền mặc dù có uy năng lớn lao xuyên toa không gian, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn luôn không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa khả năng của Diệp Phàm so với Diệp Nam Thiên là khác nhau trời vực, khi ở vực sâu lao tù cũng không dám mạo muội nếm thử. Khắp bầu trời ký hiệu rất nhanh hội tụ ở trên không trung tọa độ bốn phía, ngưng tụ thành một pháp trận phức tạp, trở nên an tĩnh lại, do đó quang ảnh chợt dừng lại. Diệp Phàm trên mặt lộ vẻ đại hỉ, cười nói. Đã nối tiếp với nhau rồi. Con người của Nghiễm Hiền trợn to, ngưng thanh nói. Không thành vấn đề. Diệp Phàm dựng thẳng lên một ngón tay cái, đắc ý tự tin nói. Không thành vấn đề. Trên mặt của Lý Vân Tiêu vui lo bất định, khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là than thở. Đi thôi. Diệp Phàm gật đầu một cái, trong tay quyết ấn biến đổi, hai người lúc này hóa thành một đạo quang mang bay vào bên trong chiến hạm, hướng phía thông đạo liên thông chạy tới. Vô số kim sắc ký hiệu lần thứ hai bay múa, đều thu vào trong chiến hạm. Ở dưới vô số kim quang, Nặc Á Chi Thuyền chở hai người chậm rãi tiêu thất ở trong đại điện, một đạo không gian ấn ký cũng theo đó thoáng cái tản ra. Nghiễm Hiền một người đứng ở trong đại điện lạnh lẽo, đợi tiêu sáng kia tiêu tán hết, trên mặt như bao phủ hàn băng, trở nên âm trầm. Ba ba ba. Ở trước người Nghiễm Hiền đột nhiên hiện ra vô số bọt nước, hướng tới một chỗ hội tụ đi. Dần dần trong bọt nước xuất hiện một chiếc tử ngọc điêu xa, lẳng lặng đứng ở trong đại điện, bầu không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Nghiễm Hiền đột nhiên khẽ cười nói. Tử phu nhân, ta chỉ biết ngươi ngồi không yên, sẽ tìm đến ta. Hừm. Bên trong tử ngọc điêu xa truyền đến tử phu nhân hừ lạnh, nói. Bớt ở đây giả bộ bình tĩnh đi, Nghiễm Nguyên chưa chết, ngươi nếu là ngồi ở đây, làm sao cần để tên nhân loại kia đến lấy hám long chùy? Đó chỉ là vật kia thật tồn tại sao? Sợ rằng chính ngươi cũng không dám khẳng định đi. Nghiễm Hiền nói. Hám long chùy là khẳng định tồn tại, toàn bộ vũ địa chấn long kết giới chính là tác dụng của vật ấy. Ta hiện đang lo lắng chính là thủy long huyết tinh, nếu là tìm không được vật ấy, làm sao áp chế nơi đây cực hàn linh mạch? Tử phu nhân nói. Cực dương đích xác khó tìm, đặc biệt chúng ta trong tứ hải, bảo vật dương thuộc tính vốn là thập phần khan hiếm. Sợ là phải đi một chuyến đại lục. Nghiễm Hiền nói. Đây cũng là nguyên nhân ta tiếp tục tăng binh thiên vũ đại lục. Nếu như không có thủy long huyết tinh, nhất định cần phải nhân tộc kính dâng ra một kiện cực dương chí bảo. Tử phu nhân nói. Nhân tộc thuật luyện sư cường đại đáng sợ, ngay cả siêu phẩm huyền khí có thể luyện chế ra được, luyện chế một kiện cực dương chi vật không thành vấn đề. Chỉ là, Nghiễm Nguyên cho dù không chết, một thân tu vi cũng có thể phế bỏ hơn phân nửa. Thối lui một vạn bước, coi như tu vi của hắn không bị phế, những năm gần đây tiến bộ cũng có hạn, ta ngươi liên thủ đủ để, dùng được với hám long trùy thần vật bực này sao? Trong mắt Nghiễm Hiền tuôn ra hàn mang đáng sợ, khí thế trên người mạnh mẽ hướng bốn phía đánh tới, chấn đến trên tử ngọc điêu xa từng đạo phòng ngự ánh sáng sáng lên. Ha 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 ha, bên trong tử ngọc điêu xa truyền đến một trận tiếng cười duyên càn rỡ, trong thanh âm mang theo vô tận mỹ ý. Cùng với hình thái đoan trang quý phái lúc trước tựa hồ không hợp nhau. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là tự tin như thế à? Nghiễm Hiền tóc mai ở dưới nguyên khí ba động bay lên, có vẻ dị thường phẫn nộ, gào to nói. Câm miệng ngươi một phụ nhân biết cái gì? Nghiễm Nguyên dùng hơn 10 năm công phu luyện hóa như thị ngã văn, căn cứ tình báo của Bạc Vũ Kình, hắn rất nhanh đã có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực như trước, thậm chí ở đi phía trước đột phá. Tiếng cười của tử phu nhân bị Nghiễm Hiền cắt đứt, cũng không có tức giận, chỉ là lo lắng nói rằng. Như thị ngã văn mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Cho dù hắn thực sự bước vào vũ đế đỉnh phong, đừng quên ngươi lúc này mới là Đông Hải chi chủ, triệu tập toàn bộ cường giả bao vây tiểu trừ, lẽ nào hắn còn có thể mạnh hơn ma chủ. Nghiễm Hiền hừ nói. Bên trong Đông Hải nhìn như bình tĩnh, lại sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đừng nói siêu cấp cường tộc hẻo lánh không hỏi thế sự, coi như là lục tộc các ngươi, rốt cuộc có mấy người là thật tâm chung với ta đây. Tử phu nhân thở dài một tiếng, tựa hồ có chút u oán, ôn nhu nói. Những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng lòng ngươi vẫn không rõ sao. Năm đó nếu không có để ngươi, ta sao lại phản bội và ám toán Nghiễm Nguyên? Hiện khi biết Nghiễm Nguyên còn sống, lại trước tiên xuất hiện cho ngươi phân ưu giải nạn. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói.
nếu ngươi không phản bội, Nghiễm Nguyên nhìn về phía ta, tại sao hôm nay tôn sư quang vinh địa vị và thực lực? Nghiễm Nguyên chưa chết, ngươi làm sao an tâm ngủ được? Chớ ở trước mặt ta già mồm cãi láo. Nghiễm Hiền hoàn toàn không ăn bộ này, chắp tay phía sau ở trong vương cung đạc bộ đứng lên, nói. Ngươi làm tốt chuẩn bị vạn toàn, ta cần thời gian tùy thời xuất phát. Hiện tại sao? Ha ha ha, ngươi thật là một người xấu mười phần. Bên trong Tử Ngọc Điêu xa truyền đến tiếng cười khiêu khích, phóng đãng không gì sánh được, ở trên không khoáng trong đại điện truyền ra, khiến kẻ khác một trận miệng lưỡi khô. Cỏ Sa Tiền bức rèm che bên trong vươn ra một cánh tay trắng nõn, đem bức rèm vén mở ra, một cái chân bó tinh tú cũng đưa ra ngoài, giày thêu màu vàng sẽ dẫm lên trên mặt đất. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Hiện tại sao, lập tức cút cho ta. Thanh âm rất nhẹ, nghe vào trong tai Tử phu nhân dường như sấm sét đánh xuống, toàn bộ thân thể mềm mại chấn động, chân gần chạm xuống đất ở bên ngoài. Ngươi nói cái gì? Tử phu nhân phát sinh tiếng kêu chói tai, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Nơi này là Đông Hải Vương Cung, hãy tôn trọng một chút, Tử phu nhân. Trong giọng nói của hắn mang theo khinh miệt và khinh thường, còn có một tia nghiêm khắc ở bên trong. Tử phu nhân cảm nhận được cổ khí tức sắc bén, trong lòng phát lạnh, cổ phẫn nộ nhất thời thoáng cái quét sạch. Trên mặt thần tình tái nhợt biến hóa, cuối thu hồi chân bó, buông bức rèm che. Ừng ực, bên ngoài Tử Ngọc Điêu xa toát ra đại lượng bong bóng, bốn phía trở nên hoa dâm một mảnh, thanh âm băng lãnh như không mang theo bất kỳ tình cảm nào của tử phu nhân truyền đến, nói. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đánh chết Nghiễm Nguyên, nhưng hôm nay ngươi đối với ta tuyệt tình, ta cũng nhớ kỹ. Đại lượng bong bóng dần dần tiêu thất, trong đại điện đã mất đi chiến xa thân ảnh. Hừm, Nghiễm Hiền khinh thường hừ một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài, rất nhanh trong điện liền không có một bóng người. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm tiến nhập không gian thông đạo, sau đó bốn phía một mảnh tất cả đều là hư vô, chỉ có Nặc Á Chi Thuyền tản mát ra ánh sáng màu vàng, ở trên hư không bay nhanh xuyên toa. Trên người Diệp Phàm một mảnh kim quang, tựa hồ cả người cùng với chiến hạm hợp làm một thể. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ quan sát Diệp Phàm, hắn có thể cảm thụ được nguyên lực bay nhanh ở trên người hắn trôi qua, nhưng trạng thái của Diệp Phàm quả thực hết sức kỳ quái. Quái dị nhất một điểm chính là, hắn dĩ nhiên vô pháp nhìn thấy tu vi của hắn. Thậm chí ngay khi Lý Vân Tiêu vận chuyển Nguyệt Đồng chi lực, cũng vô pháp xem thấu thực lực của Diệp Phàm, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Đến rồi. Diệp Phàm đột nhiên nói nhỏ một tiếng, hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Phía trước Nặc Á Chi Thuyền một mảnh bạch quang lóng lánh, Lý Vân Tiêu còn chưa phản ứng kịp đã nhanh chóng vọt tới. Rầm, toàn bộ hắc ám và bạch quang đều tiêu thất, một mảnh thiên địa như thơ như họa hiện ra ở trước mắt. Thanh sơn lục thủy, lo lắng cổ thụ, tiếng nước chảy róc rách. Bốn phía quang mang bị bạch mông mông mặt kiếng phát bắn tới, soi sáng có chút chói mắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, xa xa mặt kính to lớn màu trắng, đúng là một màn thác nước nhận thiên liên địa. Phảng phất từ cửu thiên hạ xuống, đập ra tiếng nước róc rách, vang vọng ở mỗi khắp ngõ ngách. Hai người đều là bị cảnh tượng trước mắt triệt để dọa sợ ngây người. Bên trong toàn bộ không gian hơi nước mê man, phía dưới núi xanh cổ thụ, toàn bộ đều ngâm ở trong nước, như là từng cái đảo nhỏ. Những thảo mộc đó hình thù kỳ quái, đại thể đều là chủng loại chưa từng thấy qua, bất quá có một chút tương đồng, đó là thập phần to lớn. Diệp Phàm ngây dại ra nói. Đây là vũ địa đó sao? Tổ tiên đối với các loại cổ quái không gian đều có nghiên cứu sâu đậm, ở trong ghi chú vẫn chưa đề cập qua nơi này. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía một chút, nói. Nơi đây không gian cực lớn, lại không biết hai kiện đồ vật kia rốt cuộc ở đâu. Diệp Phàm cũng là cười khổ nói. Không có một tia manh mối nào, vậy làm sao tìm kiếm? Lý Vân Tiêu nói. Tình hình nơi này tương đối cổ quái. Ngươi trước tiên trở về bên trong giới thần bi của ta đi, ta tự có biện pháp tìm kiếm. Lý Vân Tiêu đem giới thần bi tế xuất, Diệp Phàm thoáng cái đã bay vào, sau đó lại là một đạo quang mang bay ra, ở trước người hắn biến hóa ra, dĩ nhiên là cùng với bộ dáng của hắn giống nhau như đúc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Có thể không biến thành bộ dáng của ta sao? Nhìn người giống mình, quá cổ quái. Người nọ chính là Yêu Long, thoáng biến hóa một chút, nói. Ta hiện tại căn bản là làm đệ nhị hồn của ngươi tồn tại, không biến thành dáng vẻ của ngươi thì biến thành gì? Lý Vân Tiêu nói.
Tùy tiện. Yêu Long nâng cằm suy nghĩ một trận, bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát, hình thể của hắn bắt đầu trở nên tinh tế đứng lên, lớp da dần dần trắng nõn, khuôn mặt cũng chậm rãi thanh tú xinh đẹp. Thân thể còn chưa toàn bộ biến hóa ra, liền mơ hồ có thể thấy được phong tư tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, cả giận nói. Ngươi lại loạn biến cho ta nữa, ngươi muốn chết à? Yêu Long đắc ý trợn mắt với hắn một cái, nói. Cái gì cũng không được, còn nói để ta tùy tiện. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thực sự không được, liền duy trì bản thể hình thái của ngươi được rồi. Yêu Long rầm rì bất mãn nói. Nhân loại các ngươi tướng mạo đều quá mức quái dị, thực tại là ủy khuất ta. Hắn trên không trung dạo qua một vòng, biến thành bộ dáng Lý Vân Tiêu yêu hóa, nói. Đem cứ như vậy đi. Yêu Long cẩn thận hướng bốn phía quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành kinh hỉ, nói. Long nguyên lực thật mạnh, Nhiễm Hiền quả nhiên không có lừa ngươi, nơi này quả nhiên là Long tộc thánh địa. Cái loại Long nguyên trải qua nghìn vạn năm lắng xuống, người thân là ngoại nhân khó có thể phát giác được. Hắn tham lam hô hấp ngụm lớn, chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến cảm giác thống khoái vô cùng nhuần nhuyễn, có loại cảm giác có thể trực tiếp hóa hư là thật, ngưng luyện ra thân thể. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, tựa hồ nghĩ một chuyện khác, nói. Nhanh lên tra một chút bên trong không gian này nơi nào có dị thường, trước tiên đem Thủy Long huyết tinh và Hám Long chùy tìm ra. Chí bảo chi địa như vậy, tuyệt không thể lãng phí. Yêu Long nhìn bộ dáng của Lý Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu, trong lòng cả kinh, nói. Ngươi ngàn vạn lần chớ có làm loạn, ở đây mai táng vô số Long tộc cường giả, không được càn rỡ. Hắn cũng là Long tộc hậu duệ, tuy rằng cùng Tứ Hải Vương tộc sai biệt hơi lớn, nhưng dù sao trong cơ thể chảy xuôi, là có chứa chân Long tức huyết dịch. Đối với ở đây ngủ yên vô số tiền bối, đều là ôm lòng kính trọng. Lý Vân Tiêu nói, chân về chân, đất về đất, mặc dù là thượng cổ chân Long, cũng bị người luyện hóa thành vô số Long chi bí bảo, giải thiên hạ. Yêu Long chân mày cao lại, lời tuy như vậy, nhưng muốn hắn nhìn Lý Vân Tiêu phá hư thần thánh chi địa như vậy, hắn vẫn trong lòng có chút khó chịu, bất mãn hừ một tiếng. Nhưng hắn vẫn một tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu đem hồn lực tản ra, đến cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh. Bất quá thời gian mấy lần hô hấp, Yêu Long liền trợn to hai mắt, cả kinh nói. Lực lượng của ta bị áp chế quả nhiên có cấm chế đặc biệt nhằm vào Long tộc. Lý Vân Tiêu nói. Có thể cảm thụ được nơi phát ra của lực lượng kia hay không? Yêu Long lắc đầu nói. Hồn lực của ta vừa mới rời khỏi thân thể, đã bị biển lực đến từ bốn phương tám hướng ngăn chặn, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn có chút kinh hãi nói rằng. Loại cấm chế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như người nào bày, trận này nếu là luyện hóa thành dụng cụ, dùng đi đối phó Long huyết mạch cường giả, chẳng lẽ không phải gạt bỏ tất cả? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Ngươi trở lại trong cơ thể ta, ta mượn dùng hồn lực của ngươi đến cảm thụ một chút. Yêu Long lúc này trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, song hồn hợp nhất, thân thể của Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa đứng lên, bày biện ra hình rồng nhất định. Một cổ Long tức mang theo yêu lực phóng xuất bên ngoài. Bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động, một đạo biển lực to lớn không biết từ đâu mà đến, như là bước chậm ở trong không khí, thoáng cái đã đem Lý Vân Tiêu kiềm chế. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra huyết nguyệt, tản mát ra hồng mang yêu dị, hướng phía mọi nơi nhìn lại. Bên trong con người ánh trăng không ngừng mà hiện ra các loại cảnh tượng, đem nơi nhìn thấy từng cái loại bỏ đứng lên. Các loại năng lượng ở trong song đồng của Lý Vân Tiêu bắt đầu bày biện ra màu sắc bất đồng. Trong đó cường đại nhất liền là một loại kim sắc chi lực, nhụ oa cái giống nhau, đem toàn bộ vòm trời bao trùm. Mà kiềm chế lực lượng của chính mình chính là vốn cổ phần sắc lực này. Nơi cổ lực lượng này phát ra, con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, trực tiếp đem trạng thái yêu hóa thối lui, bên trong nguyệt đồng loại bỏ đi ra ngoài kim sắc chi lực trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Toàn bộ không gian đều bao phủ ở dưới cổ lực lượng này, mà long lực chính là cấm chế này dẫn dắt. Chỉ cần một ngày xuất hiện đã tự nhiên mà vậy đã bị áp chế. Lý Vân Tiêu toàn thân hóa thành một đạo lôi quang, siêu một tiếng đã phá không đi, mục đích chính là trong vô cùng thác nước. Ầm ầm, điện mang trực tiếp bắn vào nhận thiên thủy mạc, phát sinh nổ vang thật lớn, càng bị một cổ lực lượng ngăn trở, trực tiếp để Lý Vân Tiêu biến hóa ra, đồng thời dung trở lại.
trên không trung liên tiếp lật hơn 10 vòng mới dừng lại thân hình, Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn Thủy Mạc. Cổ lực lượng này của hắn ngăn cản cũng không xa lạ gì, chính là tuyệt kỹ sở trường của Nghiễm Hiền, Thiên Địa Thủy Nguyên. Lý Vân Tiêu nhìn thác nước nối tiếp thiên địa, sắc mặt âm trầm bất định đứng lên. Nghiễm Hiền quả nhiên đã tới nơi đây, đồng thời chiếm được Thiên Địa Thủy Nguyên loại thủy nguyên tố biến dị cực mạnh này. Chỉ là nơi đây nếu cầm giữ long lực, hắn là làm sao đạt được Thiên Địa Thủy Nguyên này đây? Nơi vạn vũ hội tụ, có thể sinh ra thủy hệ lực lượng cường tuyệt như vậy, tuyệt không kỳ quái. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, trong thác nước một đạo hơi nước lập tức bị nắm ở trong tay, ngưng tụ thành đoàn, tử tế suy nghĩ. Thủy đoàn nhìn như cùng thủy không thông thường cũng không khác biệt gì, chỉ là linh khí càng đậm mà thôi, nhưng ở dưới nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu, lại phát hiện bên trong thủy đoàn này có chút lực lượng bất đồng nào. 3. Lý Vân Tiêu trực tiếp đem thủy đoàn bóp nổ, lạnh lùng lẩm bẩm. Thiên địa thủy nguyên chi lực phân tán ở trong mỗi một giọt nước, khó có thể tụ tập. Nhưng ở dưới thiên mạc này lại nối thành một mảnh, tự thành phòng ngự, đích thật là địa phương kỳ quái đấy. Hắn giơ tay lên, lãnh kiếm băng xương trong sát na xuất hiện ở trong tay, một đạo hàn quang chiếu ảnh, ma ha cổ tự màu vàng từng cái nổi lên. Kiếm quyết, kiếm ý cường đại từ trên lãnh kiếm băng xương phá xuất, phát sinh cường đại đua tiếng, một đạo kiếm quang hướng phía thác nước kia vỗ thẳng xuống. Rầm, trên thác nước như là bị mở ra một vết thương. Kiếm quang thuấn thiểm bị hút thu vào, hướng phía toàn bộ màn trời tản ra. Đạo lỗ hổng kia bất quá xuất hiện giây lát đã tự hành khép lại, phảng phất như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Yêu Long cả kinh nói. Ngươi thật đúng là dám ra tay, sẽ không sợ Nghiễm Hiền nói Long Vệ xuất hiện. Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây chắc là an toàn, Thiên Địa Thủy Nguyên có thể đem tất cả lực lượng đều hấp thu đi vào, không tiết ra ngoài mảy may. Mà kiếm quyết của ta ở dưới thiên địa này sức mạnh to lớn này, căn bản là muối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc trầm tư. Yêu Long nói, như thế nào cho phải, không đột phá nổi đạo lá chắn này, đã vô pháp tìm được hạch tâm cấm chế. Lý Vân Tiêu nhíu chặt vùng xung quanh lông mày dần giãn ra, cười nói. Chuyện này vị tất đã không phải một lần cơ hội, nếu là ta có thể thu và luyện hóa Thiên Địa Thủy Nguyên này. Không những được tìm được phương pháp đột phá, lần thứ hai chống lại Nghiễm Hiền, càng nổi ra một tia cơ hội chạy trốn. Yêu Long hừ nói, thủy nguyên này không phải dễ dàng thu lấy như vậy, quá phân tán, trừ phi ngươi đem thác nước này đều thu vào bên trong giới thần bi, nhưng chuyện này tựa hồ không thể nào đâu. Nghiễm Hiền không biết là dùng cách gì. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, Nghiễm Hiền hắn có thể làm được, ta đồng dạng có thể. Phiến thác nước này nếu là thu vào giới thần bi, cũng là một mảnh đại dương mênh mông, khó có thể tinh luyện. Yêu Long cảm nhận được tâm tình tự tin và buông lỏng của hắn, có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, thủ đoạn của Lý Vân Tiêu hắn là rõ ràng nhất, cũng nghĩ không ra hắn có biện pháp gì. Lý Vân Tiêu tay trái vừa lột, một vật trắng tinh xuất hiện ở trong tay. Tay phải hắn bấm tay niệm thần chú, liên tục đánh ra mấy đạo ấn ký, trực tiếp điểm vào bên trong. Vật màu trắng chính là một đồ sứ oản, từ trong hãm không đảo mua được cơm trắng. Lý Vân Tiêu đánh vào quyết ấn bên trong, trên cơm trắng từng đạo quang vựng bay lên, tản mát ra thất thải quang mang, trên thân hiện ra các loại đồ án. Cơm trắng bay thẳng lên trên cao, trở nên cùng với dấu điểm chỉ lớn bằng miệng chén nhỏ bay thẳng đến thác nước kia. Linh khí bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần hóa thành nồng đậm, hội tụ thành từng đạo nước chảy, hướng phía trong chén kia vọt tới. Vô cùng vô tận trước thác nước, hơi nước cũng tựa hồ chịu ảnh hưởng, thật giống như bị lực lượng hấp dẫn, thủy mạc bằng phẳng hướng phía cơm trắng nhô ra một khối. Cơm trắng bốn phía quang mang càng ngày càng mạnh, bốn phương tám hướng linh khí nồng đậm từ cỡ sợi tóc biến thành nhánh sông, như là bách xuyên như biển. Trong nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu, trông thấy trong hóa dịch linh khí này, lẻ tẻ trải rộng thiên địa thủy nguyên như hạt cát, đã ở thoáng cái bị cơm trắng thôn phệ. Yêu Long cả kinh nói. Cái gì, thứ này dĩ nhiên có thể hấp thu nguyên tố chi lực. Cơm trắng có thể cảm ứng và thu lấy thiên tài địa bảo, linh mạch huyền khí, những điểm này hắn là biết được, nhưng nguyên tố chi lực này trải rộng bên trong tam giới, trong ngũ hành, không có gì vô hình, coi như là yếu phát hiện cũng không dễ dàng, huống hồ là lăng không thu lấy như vậy. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu ngửa đầu trường cười rộ lên, đại hỉ nói.
Quả nhiên là tuyệt phẩm chi vật thần hiệu này sợ là Bạc Vũ Kình cũng không rõ ràng lắm, bằng không kiên quyết sẽ không bán đi. Hắn năm xưa lật xem đại lượng tư liệu, đối với món huyền khí rõ như lòng bàn tay, thậm chí đã nếm thử muốn luyện chế một kiện đi ra, cuối cùng lấy thất bại tuyên cáo. Lúc đó ở trên hãm không đảo càng không thể tin được chính mình có vận khí tốt như vậy, trực tiếp lấy phách thiên luyện thể quyết đổi đến đây. Phách thiên luyện thể quyết giá trị đương nhiên cũng không ở dưới cơm trắng, chỉ bất quá Lý Vân Tiêu rốt cuộc tay không bắt Bạch Lang. Tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh, thế nhưng đối với thiên địa thủy nguyên này hấp thu rất chậm a. Lý Vân Tiêu sau khi cười xong, bình tĩnh lại. Yêu Long hừ nói, tiện nhân chính là già mồm cãi láo, ta xem tốc độ như vậy, chỉ cần 3-5 năm trở lên là có thể đem nơi đây thiên địa thủy nguyên toàn bộ hút sạch mà linh khí nơi đây, sợ là chỉ cần 3 năm tháng đã triệt để xong đời. Hắn tuy rằng nhìn không thấy tốc độ thiên địa thủy nguyên hội tụ, nhưng Lý Vân Tiêu trải qua nguyệt đồng thấy được, cũng có thể bị hắn cảm giác được. Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ có chút bất mãn, tiếng rên nói. 3-5 năm, ngươi cho rằng Nghiễm Hiền và Long Vệ đều là người ngu à? Nơi đây đích thật là bảo địa hiếm có, nhưng hắn quả thật không có nhiều thời gian như vậy. 3 ngày, để cơm trắng này hấp thu 3 ngày, nhìn xem có thể có được bao nhiêu thiên địa thủy nguyên. Lý Vân Tiêu sau khi suy nghĩ, liền ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời đem giới thần bi tế xuất, như là một tấm bia vĩ ngạn, trực tiếp từ trên bầu trời chấn vào phía dưới đại địa. Trên bia từng đám kim sắc cổ tự bay lên, không gian trực tiếp mở ra, trắng trợn cắn nuốt hóa dịch linh khí phía dưới. Lý Vân Tiêu tựa hồ cảm giác vẫn còn chưa đủ, lăng không bày một đạo trận pháp, trực tiếp vỗ xuống, giải ở bốn phía của giới thần bi. Trên trận pháp kia các loại xuất hiện một đạo thú ảnh, mở miệng rộng hướng ra tứ phương mãnh liệt hút lấy, linh lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào bên trong giới thần bi, tốc độ cực nhanh gấp mấy lần lúc trước. Giới thần bi có thể đem vạn vật thu đi vào, lại không thể từ trong vạn vật để luyện ra linh khí, chính là đơn giản một ngụm nuốt vào. Mà cơm trắng chính là có thể kéo tơ bóc kén, trực tiếp đem vật hữu dụng hấp thu. Nếu là một tòa mạch khoáng, bị cơm trắng rút lấy linh khí, sau đó liền trực tiếp bỏ thành phế tích. Yêu Long cũng từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu biến hóa ra, ngưng mắt nhìn cơm trắng, cả kinh nói. Vật ấy thần kỳ, nếu là bị người biết được, tất sẽ chân trời góc biển truy sát ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nắm giữ vật ấy, liền đem thiên hạ tài nguyên đều khống chế ở trong tay, đủ để khai tông lập phái. Cơm trắng thật có chút nghịch thiên, nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, đó là sẽ có lúc đầy. Cũng không phải là giống như ngươi nghĩ vậy, có thể vô cùng vô tận thôn nạp. Lấy tốc độ hấp thu linh khí lúc này của nó, sợ là 3 ngày sẽ đầy. Đây cũng là Lý Vân Tiêu cho ra 3 ngày, nếu là cơm trắng bị linh khí rót đầy, cũng liền không chứa nổi thiên địa thủy nguyên. Lúc này khắp bầu trời dày vô cùng trạng thái dịch linh khí, trái lại thành trói buộc. Yêu Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Như vậy coi như công bình, bằng không chỉ cần một vật này, là có thể đem toàn bộ thiên vũ giới linh khí rút sạch. Hắn ngẫm lại đều sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, thiên địa có tự, vạn vật có độ, làm sao có thể sẽ có tình huống nghịch thiên như vậy tồn tại, đây là trái với thiên địa quy tắc. Yêu Long lắc đầu nói. Không hẳn vậy, bên trong giới thần bi của ngươi tự thành thiên địa, đây không phải tương đương với bên trong huyền khí mang theo một giới tài nguyên sao. Nói không chừng ngày nào đó ngươi não động mở rộng ra, đem toàn bộ thiên vũ giới tài nguyên đều giấu cả trong đó cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu sửng sốt, có chút ngây dại ra. Yêu Long bị vẻ mặt của hắn lại càng hoảng sợ, vội hỏi. Ta bất quá là tùy tiện nói một chút, ngươi nghìn vạn lần chớ lại sản sinh ý niệm kỳ dị gì trong đầu, nhanh lên nghĩ biện pháp đạt được hai vật rời khỏi nơi đây mới là chính đạo. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười, nhìn như không thèm để ý biểu tình, trong mắt lại lóe ra quang mang, tựa hồ càng nghĩ càng xa. Hai người cứ như vậy tâm không tập trung bắt đầu tu luyện. Yêu Long hồn phách ở bên trong không gian vũ. Hình như trở về đến trong cơ thể mẹ vậy, mình mông long nguyên vào tới, để nó đạt được khôi phục kinh người. 3 ngày nháy mắt liền trôi qua, Lý Vân Tiêu trước tiên mở hai mắt ra. Đột phá đến tứ tình vũ đế, cần linh khí lại là một hồng câu, bên trong thời gian ngắn hạn căn bản khó có thể nhồi đầy. Nhưng hắn nhìn không trung dần đầy cơm trắng, trong mắt phóng xuất quang mang hưng phấn,
có vật ấy nơi tay, coi như là cần linh khí có nhiều gấp bội, cũng có nhồi một ngày đêm. Cách đó không xa yêu long vẫn yên lặng ở trong khôi phục, trên mặt hiện lên vẻ an tường, như là trầm mê bên trong không muốn tỉnh lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua, lộ ra thần sắc kinh ngạc, yêu long lúc trước trên cơ sở chiếm đề cao được cực lớn. Nguyên bản trước khi chết, yêu long chính là vũ đế đỉnh phong tồn tại, thực lực thậm chí còn ở trên đầu táng vân thú kia của Diêu Kim Lương. Sau khi chết đi, linh hồn không ngừng suy yếu, mặc dù ở trong tu di sơn kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn như cũ đỡ không được lực sói mòn do năm tháng trôi qua. Mà giờ khắc này hắn ở bên trong vũ địa, lực lượng bị năm tháng cọ rửa đi, tựa hồ đang từng giọt trở về. Cơ hội cực kỳ hiếm có như thế, Lý Vân Tiêu không dám đã quấy rầy hắn, mà là hướng phía không trung cơm trắng bay đi. Lúc này trên cơm trắng trắng noãn đã hóa thành nhũ bạch, tốc độ vạn xuyên về hải cũng biến thành thập phần thong thả, rốt cục dần dần dừng lại. Toàn bộ thất sắc quang vượng đều thu hồi vào trong cơm trắng, dấu điểm chỉ vậy khổ cũng thay đổi quay về thể tích ban đầu, từ không trung trở xuống trong tay của Lý Vân Tiêu. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, nhất thời trong mặt linh khí kinh người lại càng hoảng sợ, cái loại trình độ nồng đậm này, đã cùng với nguyên đan không sai biệt lắm. Vì để tránh cho lúc luyện hóa thủy nguyên bị sói mòn, Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào bên trong giới thần bi. Lúc này thủy vực chi địa, bị đại lượng ẩn chứa cực cao linh khí nguyên rót vào, đạt được tư nhuận cực lớn. Lần này rót vào linh khí nước hình thành một hồ nhỏ, vẫn còn đang không ngừng tăng lớn. Trong lòng Lý Vân Tiêu cân nhắc, hắn đã ở vũ địa để lại đại lượng không gian tọa độ, chờ hắn tìm cơ hội rồi trở về, trực tiếp đem toàn bộ vũ địa đều dọn sạch không còn. Nếu là cái ý nghĩ này bị Nghiễm Hiền biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp tức giận lột ra, đem hắn tỏa cốt dương hôi. Lý Vân Tiêu lấy ra cơm trắng, đem nó tế nhập không trung. Một đạo phù ấn đánh vào bên trong, nhất thời miệng chén tản mát ra thất thải chi quang, toàn bộ oản thân chấn động liên tục, linh khí kinh người như là hỏa sơn phun trào phát ra ngoài. Lý Vân Tiêu cũng bị uy thế này lại càng hoảng sợ, vội vàng tâm niệm vừa động, phun ra ngoài linh tuyển cải biến phương hướng, hướng phía hắn cọ rửa đến đây. Tạo hóa nhất mạch, hút. Hắn bỗng nhiên hét lớn một chút, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ trong nháy mắt đều mở, vô số linh tuyển thoáng cái xông vào trên người hắn, bị dưới vào trong cơ thể. Ừng ực, thân thể của Lý Vân Tiêu thoáng cái đã trở nên bành trướng, kinh mạch cũng trong nháy mắt mở rộng to lớn gấp mấy lần, cả người hình thể thoáng cái biến thành mập mạp tạo ra. Bên má của hắn hóa trang tử như nhau, trực tiếp đem người hư hóa thành lôi, trong nháy mắt bành trướng ra hơn 10 thước. Bốn phía khi hắn hóa thân thành lôi, vang dội liên tục. Cũng chỉ có hắn loại người thân mang nguyên tố biến hóa thần thông mới dám chơi như vậy, còn nữa chính là tuyệt đại cường giả thần thể đại thành, thân thể thành thánh, dù cho đổi thành tân thần loại thể thuật cao thủ mở ra bốn môn, cũng không dám liều mạng như vậy. Đại lượng linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, vẫn đang không ngừng đem người kéo căng ra, Lý Vân Tiêu toàn thân dần dần mất đi hình thái, như là một đóa lôi vân đừng ở trên không trung. Trên cái bụng to lớn của hắn bắt đầu hiện ra từng đạo pháp quyết, có thanh sắc lôi quyết, kim sắc thần quyết, từng cái một bay vào không trung hóa thành đại trận. Không trung đại trận giống như là mạng nhện vậy, mà Lý Vân Tiêu còn lại là một con kia con nhện, từ xa nhìn lại thật giống như đọng ở trên mạng. Hắn dự định lấy thân thể của mình thành lò, luyện hóa một chút thiên địa thủy nguyên ẩn chứa ở trong linh khí. Bước đầu tiên nhất định phải trước hết đem những linh khí này đều hấp thu trong cơ thể. Cơm trắng trong khoảnh khắc đã đem linh khí 3 ngày hấp thu được phụt lên vô tịch, khôi phục vẻ trắng noãn, như một cái chén bình thường vậy, lẳng lặng huyền phù ở phía xa. Thời gian từng giờ trôi qua, hình thể của Lý Vân Tiêu dần dần nhỏ đi, lôi quang chi lực cũng không ngừng tăng cường. Rốt cục mấy ngày sau, thân thể của Lý Vân Tiêu dần dần hiển hóa đi ra. Hắn nhắm mắt điều tức, trên mặt bình tĩnh như nước, trong cơ thể lại là linh tuyền dâng lên. Từng đạo kinh mạch một từ lâu sông cứng cỏi không gì sánh được. Sau đó hắn một tay bấm tay niệm thần chú, trên lòng bàn tay dần dần ngưng ra hơi nước nhẹ nhẹ, như lông tóc càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành cỡ quyền đầu, mới đình chỉ tăng trưởng. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, tựa hồ không hài lòng lắm, lẩm bẩm. Mới được một chút như vậy. Kỳ thực lấy loại tốc độ luyện hóa này, đã là làm cho xanh mục kết thiệt, chỉ là thời gian cấp bách. Hắn tiếp tục nói. Quên đi, lần này cũng chỉ là nghiên cứu một chút loại này biến dị nước phá pháp mà thôi, đãi lần sau lai toàn bộ dọn đi.
nắm ngón tay của hắn mở ra, hướng phía trước người đẩy. Đoàn thiên địa thủy nguyên thoáng cái hướng phía tứ diện phô khai, hình thành hé ra cực lớn mặt bằng, mỏng như tàm ti, hình như trong suốt không có gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, nhất thời ba loại ánh sáng màu vật ở đầu ngón tay hạ ngưng tụ thành, theo thứ tự là đại địa tức nhưỡng, thái cổ cương phong và phượng hoàng thần hỏa. Ba loại nguyên tố chi lực từng cái hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng phía trên thủy nguyên chém tới. Vèo vèo vèo. Trên thủy nguyên chấn khởi từng đạo làn sóng, kéo dài hơn trăm thước mặt bằng đều ở đây hoảng động. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ quan sát ba đạo vết tích, ba loại lực lượng đều là cùng lúc thi triển, hơn nữa lực lượng cực nhỏ, chính là muốn tìm ra phương pháp khắc chế. Lại qua mấy ngày, Lý Vân Tiêu cuối cùng từ trong giới thần bi bay ra, lẳng lặng đứng ở trước vô biên thác nước, gương mặt tự tin. Xa xa yêu long chiếm được hắn truyền âm, từ trong chìm đắm dần dần tỉnh lại, lộ ra vẻ bất mãn, nói. Nơi đây đại thiện, ta dự định nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, sẽ không theo ngươi cùng nhau. Nga, xác định. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ngươi có thể bảo đảm trong 3 năm 5 năm không gặp long vệ. Yêu long nháy con mắt, cầu khẩn nói. Chỉ cần nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, linh hồn của ta liền có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó cùng với ngươi song hồn hợp nhất, có thể đem lực lượng của ngươi đề thăng không chỉ mấy lần. Cho dù đối mặt với Nhiễm Hiền cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Cho tới nay, phong cách hành sự của ngươi đều là tùy ý làm, để ta cũng tùy hứng một lần có được hay không. Hắn lộ ra bộ dáng tội nghiệp. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Cút đi chớ ở trước mặt ta giả bộ, không nói đến kinh động long vệ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, coi như là không có long vệ, chúng ta nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, lưỡng tộc chi chiến đều đánh thành hình dáng ra sao, sợ là cả thiên hạ đại loạn. Yêu Long trợn mắt với hắn một cái, bất mãn nói. Ngươi vẫn không phải thường nói trời sập còn có người chống đỡ sao? Thiên hạ đại loạn mắc mớ gì tới ngươi? Lý Vân Tiêu khá có thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Đó là trước đây, thực lực của ta còn là đống cặn bã. Hiện tại, ta đã là cao vóc dáng, cũng có trách nhiệm chống trời. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Yêu Long biết khó lòng nói động Lý Vân Tiêu. Dầm gì cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là hóa thành một đạo quang mang bay thẳng vào trong cơ thể hắn, tiếp tục ở trong linh hồn của Lý Vân Tiêu tu luyện. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được yêu long trở nên mạnh mẽ, đồng dạng là mừng rỡ không thôi, an ủi hắn nói. Lão Long, đợi sau khi chúng ta rời đi, tùy thời có thể trở về, đến lúc đó toàn bộ thứ tốt toàn bộ bàn khoảng không. Yêu Long nghe được hai mắt trào ra kim quang, tâm tư trước tiên phải giữ gìn nơi đây cũng mất. Mà là lưu lại nước bọt. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lãnh kiếm băng xương tranh nhiên một tiếng xuất hiện ở trong tay, hàn băng khí tản mát ra, đem bốn phía không gian đều đông cứng lại. Vô số kiếm chi quy tắc trống rỗng hiện lên, ma ha cổ tự đều nhảy ra. Ngoại trừ cái đó ra, còn có 4 màu nguyên tố chi lực, bao quát bản thân thiên địa thủy nguyên, đã ở bên ngoài kiếm quang ngưng tụ thành ký hiệu cổ quái, cùng với kiếm ý kia dung hợp cùng một chỗ. Kiếm quyết. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, vung lên trường kiếm. Một đạo hàn quang chói mắt, sau đó khắp bầu trời đông lại hơi nước đều vỡ vụn, kiếm khí trực tiếp chém vào vô cùng thác nước. Ầm ầm. Ở trong tiếng ầm ầm, kiếm quang chém chỗ đột nhiên hé, một đạo lỗ hổng đen kịt hiện lên, cũng không có như trước vậy trong nháy mắt tiêu thất, mà là không ngừng tăng lớn, thoáng cái giật lại mấy chục thước. Yêu Long giật mình nói. Dĩ nhiên thực sự bị ngươi nghiên cứu ra phương pháp phá giải thiên địa thủy nguyên. Lý Vân Tiêu cười một tiếng dài, hào khí vu vân nói. Ha ha, cũng không nhìn một chút ta là người phương nào. Hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía bên trong lỗ hổng xé mở ra phóng đi. Lúc này trên thác nước nứt ra cũng kéo đến lớn nhất, lại bắt đầu tụ lại, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Lý Vân Tiêu xông qua thác nước, sau đó trực tiếp tiến nhập thiên địa bên kia. Mới vừa từ lôi điện biến hóa ra, đã chợt nghe được một tiếng tức giận từ bầu trời truyền đến. Người phương nào can đảm dám xông vào vũ địa? Đạo thanh âm kia dường như thiên uy, cuồn cuộn mà rơi, chấn đến lỗ tai của Lý Vân Tiêu cực kỳ đau nhức, trong cơ thể càng khí huyết quay cuồng. Nếu không có vừa rồi đem kinh mạch cọ rửa cứng cỏi không gì sánh được, sợ là ở dưới một tiếng quát này, đều phải trực tiếp nổ nát mấy cái kinh mạch. Quả nhiên là cửu tinh vũ đế chi uy. Lý Vân Tiêu một chút hoảng sợ, vội vàng hóa thành một đạo lôi quang lẫn trốn ra.
phương không gian này cùng với một đầu khác của thác nước tuyệt nhiên bất đồng, khắp nơi đều là đỉnh núi hoang vu, nhìn lại thê lương một mảnh, cùng với thác nước đối diện loại tiên cảnh này hoàn cảnh phảng phất như chính là hai cái thế giới. Hừm, còn muốn chạy dừng lại nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm kia lần thứ hai hét lớn lên, liền thấy một đạo hoàng quang đuổi theo, mang theo vô cùng uy áp, vốn là bầu trời âm trầm càng hơi bị biến sắc. Lý Vân Tiêu nào dám dừng lại, chớp mắt nghìn thước, mấy lần lóe lên đã tiêu thất ở đầu cùng trên trời. Nhưng đạo hoàng quang này cũng cực nhanh, cơ hồ là công phu hô hấp đã đuổi theo, đồng thời giận dữ hét. Đứng lại nếu không dừng lại, chết không có chỗ chôn. Lý Vân Tiêu vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi. Dừng lại có thể giữ mạng sống sao? Người nọ quát dẹp đường. Đương nhiên không thể, người tự tiện xông vào vũ địa, coi như là cường tộc chi chủ cũng phải chết. Lý Vân Tiêu mắng. Bệnh tâm thần A không thể giữ mạng sống còn để ta dừng lại. Người ngốc hay là ta ngu A? Người nọ tựa hồ ngẩn ra, không thèm nói lại, mà là đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người trong lúc mơ hồ kéo vào vài phần. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng sợ, hắn thân hóa lôi đình, hơn nữa còn là lôi quyết đại thành, cơ hồ là độn thuật đỉnh phong, lại vẫn chạy không thoát khỏi đối phương. Đằng sau người nọ cũng là giật mình không thôi, trong lòng chấn động buồn bực, ở trong mấy long vệ, thực lực của hắn cũng không phải là cực mạnh, nhưng tu luyện độn thuật bí pháp, tuyệt đối là nhanh nhất. Tự hỏi toàn bộ Đông Hải đều khó khăn tìm ra người tranh phong, lúc này lại vẫn đuổi không kịp người phía trước. Dưới tức giận, người nọ liều mạng thôi động bí pháp, tốc độ lần thứ hai đẩy nhanh hơn vài phần, không ngừng kéo gần khoảng cách. Chỉ cần đi vào đáo trong phạm vi công kích của hắn, liền có thể trực tiếp thi triển ra cửu tinh vũ đế uy áp, đem đối phương chấn nhiếp. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lửa giận và uy áp vô biên, đồng dạng là chợt cắn răng một cái, đem toàn bộ nguyên lực đều thi triển ra, tốc độ lại là nhanh hơn vài phần, khoảng cách lần thứ hai kéo lớn ra. Hai người đều là phát cuồng mà chạy. Thoáng cái cũng không biết trốn ra rất xa, bên trong không gian cảnh tượng tựa hồ giống nhau không đổi, vẫn là trước mắt hoang vu. Chết a! Phía sau người nọ triệt để nổi điên, trong tay xuất hiện một cây búa, trực tiếp phun ra một búng máu tươi ở trên thân búa, cây búa hấp thu tinh huyết chi lực, trong sát na biến đổi đến đỏ bừng, tuột tay ra, lăng không chém tới. Ầm ầm, bầu trời chấn động, một uy lực khó có thể địch nổi đem không gian triệt để chém rách ra. Thiên địa hoàn vũ sụp đổ. Lý Vân Tiêu ở dưới xé rách không gian đè xuống, tốc độ bị nghẹt, hóa ra chân thân hình thái, bị cuốn vào trong không gian vặn vẹo, khó có thể tự khống chế. Mà cả vùng đất vô số đồi núi đều hóa thành bột mịn, vung lên khắp bầu trời bụi bẩm, thoáng cái đem toàn bộ thế giới chôn vùi. Cửu tinh vũ đế khuynh lực một kích, kinh khủng dị thường. Phía sau người nọ trong nháy mắt đã vọt tới, một chút đem búa thu về trong tay. Lạnh lùng quan vọng mọi nơi. Hắn vóc người cực kỳ béo lùn, như đủ một khối cây cái cọc, nhưng trên người bộc phát khí tức kinh khủng, thần thức thoáng cái đem phương viên phụ cận bao phủ, để phòng ngừa Lý Vân Tiêu chạy trốn. Toàn bộ thế giới ngoại trừ khắp bầu trời bụi bặm ra, trở nên dị thường vắng vẻ. Cả vùng đất nứt ra lỗ hổng cực kỳ kinh khủng, xuất hiện một đạo vực sâu thẳng vào dưới nền đất, càng nứt ra hơn 10 dặm xa. Đi ra, người nọ lau vết máu bên khóe miệng. Quát lớn. Có trốn thế nào đi nữa cũng là một con đường chết. Để thi triển ra một kích kinh khủng kia, dưới tình huống đang toàn lực thi triển độn thuật, chỉ có thể lấy tinh huyết tế phủ, có thể khiến bản thân nguyên khí đại thương. Hắn hiện tại sẽ chờ bắt được Lý Vân Tiêu, trực tiếp đem thân thể của đối phương từng tấc một bẻ gãy, để tiết mối hận trong lòng. Hừm, bí ẩn thần thông của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng có trốn thế nào đi nữa cũng đừng nghĩ giữ được mạng sống. Người nọ thần thức quét mấy vòng, cũng không có phát hiện tung tích của Lý Vân Tiêu, làm hắn buồn bực không thôi. Bất quá hắn cũng không vội, biết đối phương tuyệt đối không có đào tẩu, tất nhiên ở phụ cận nơi đây, chỉ cần mình coi chừng, chờ đối phương cầm cự không nổi bí ẩn thuật, tự nhiên sẽ xuất hiện. Được rồi, người trâu bò, ta nhận thức được rồi. Không gian một chút chấn động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần nổi lên. Trên mặt người kia hiện lên mừng rỡ. Ở sát na thanh âm xuất hiện, cửu tinh vũ đế uy áp của hắn lăng không kinh sợ qua đó, trực tiếp áp Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, từ không trung rơi xuống, ầm một tiếng ngã vào bên trong đại địa, không thể động đậy. Ha ha, nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Người nọ lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh hố sâu,
thần sắc băng lãnh hài hước nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đằng đằng sát khí. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, sợ nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Hừm, nếu dám xông vào vũ địa, còn có thể không biết ta là ai sao? Người nọ tựa hồ cười nhạt không ngớt, đắc ý nói. Bản tọa đó là một trong long vệ trấn thủ nơi đây, Nghiễm Quyền. Lý Vân Tiêu nói. Nghiễm Quyền, ngươi là Đông Hải vương tộc. Con ngươi của Nghiễm Quyền đột nhiên co rút, tức giận nói. Ngươi đúng là nhân tộc. Lý Vân Tiêu lạnh run rẩy, sợ nói. Không nghĩ qua là xông nhầm vào nơi đây, mong rằng đại nhân tha mạng. Nghiễm Quyền quát dẹp đường. Thối lắm, nơi đây chính là chỗ tuyệt mật, nếu là không có chỉ dẫn căn bản không có khả năng tiến đến, đem ngươi làm sao nói rõ ràng việc này, ta có thể ban thưởng ngươi một cái chết thống khoái. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, cẩn thận nói. Làm sao đến ta có thể nói cho đại nhân, nhưng xin hãy đại nhân cũng hiểu được mê hoặc trong lòng ta. Nghiễm Quyền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta, bất quá chính là tứ tinh vũ đế cặn bã mà thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đống cặn bã mặc dù yếu, nhưng cũng có tôn nghiêm. Nếu là đại nhân không chịu hiểu nghi hoặc trong lòng ta, ta thà rằng bạo thể mà chết, cũng tuyệt không để đại nhân đạt được nửa phần tin tức hữu dụng. Nghiễm Quyền đại nộ, trên mặt thần sắc âm tình bất định, quát dẹp đường. Ở dưới cửu tinh đế uy của ta, ngươi ngay cả động đậy đều làm không được con kiến hôi, có tư cách gì dám nói tự sát. Bất quá bản tọa trời sinh nhân từ, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hỏi đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười thầm không ngớt, những long vệ quả nhiên cùng với hắn suy đoán giống nhau, tuy rằng thực lực cao cường, nhưng mỗi người tâm tư giản đơn, chỉ cần tùy tiện sau bộ là có thể bao lại. Về phần đế uy áp hắn vô pháp nhúc nhích, cùng với trên mặt sợ hãi, bất quá đều là giả vờ che giấu mà thôi. Trước mắt tên long vệ này chỉ là thực lực cửu tinh sơ cấp mà thôi, hơn nữa ở một đường cuồn cuộn lại là một búa hạ xuống, thực lực đã muốn suy giảm rồi. Nếu là hắn đem giới thần bi mấy người đều phóng xuất, chưa chắc không có sức đánh một trận. Lý Vân Tiêu hỏi nói. Đại nhân đúng là Đông Hải vương tộc. Nghiễm Quyền nhướng mày, tựa hồ nghĩ không ra hắn sẽ hỏi vấn đề này, tuy rằng không thích, nhưng vẫn là hừ giải thích. Nếu nói Đông Hải vương tộc, đó là hơn 10 vạn năm trước thời điểm hải thần phân phong tứ hải xưng hô. Ta cùng với hiện nay Đông Hải vương tộc cùng thuộc về hậu duệ của Long. Hắn dừng lại, lại bổ sung. Vũ địa này ở trước hải thần phân phong cũng đã tồn tại. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu cũng là âm thầm gật đầu, nếu là nơi đây còn có thủy long chi khu nói, như vậy niên đại vũ địa tồn tại, phải ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ chân linh tung hoành thiên hạ. Như đại nhân thực lực cao cường như vậy, long vệ tổng cộng có bao nhiêu? Nghiễm Quyền nói, long vệ chính là đời đời tương truyền, thế hệ này có 17 người, hiện nay có thể thắng được ta, có 9 vị. Lý Vân Tiêu thất kinh, long vệ bộ tộc này thực lực quá mức nghịch thiên. Chỉ là cửu tinh vũ đế cường giả, dĩ nhiên thì có hơn 10 người. Tình báo này sợ là Nghiễm Hiền cũng không biết đi. Hắn tiếp tục hỏi nói. Long vệ bộ tộc, vì sao phải thủ hộ vũ địa, lấy lực lượng của các ngươi đủ để hoành hành thiên hạ, xưng bá một phương đi. Nghiễm Quyền sửng sốt một chút, quát dẹp đường. Nếu là long vệ, suốt đời chức trách dĩ nhiên chính là thủ hộ vũ địa, nào có cái gì vì sao ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi nhiều lắm sao? Lý Vân Tiêu chê cười nói. Một vấn đề cuối cùng, bên trong vũ địa này, có thể có thủy long huyết tinh và hám long chùy hai vật hay không? Cái gì? Nghiễm Quyền sắc mặt đại biến, chấn nộ quát. Nguyên lai người chính là vì hai vật này mà đến, dám đánh chủ ý lên hai món đồ của ta, đáng chết. Hắn quát to một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên dâng trào ra, long lực ngưng tụ thành một cơn lốc ở quanh thân thổi ra. Lý Vân Tiêu trong lòng hiểu rõ. Xem ra hai món đồ này thật sự tồn tại rồi. Yêu Long giật mình nói. Đều là long lực, vì sao người này không bị cấm chế áp chế? Bọn họ nhất định có biện pháp có thể chống đối cấm chế chi lực. Hiện tại mau nói ra ngươi làm sao đến chỗ này, sau đó ta một búa chém xuống đầu của ngươi cho ngươi một cái chết thống khoái. Nghiễm Quyền sắc mặt âm trầm, trong tay nắm búa, chậm rãi giơ lên. Lý Vân Tiêu sợ đến lạnh run rẩy. Đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nhìn chằm chằm phía sau Nghiễm Quyền điên cuồng hô nói. Hải Hoàng đại nhân, cứu ta! Cái gì? Nghiễm Quyền cả người đại chấn, hoảng sợ vội vàng quay đầu lại,
chỉ thấy mênh mông vô bờ đều là đỉnh núi hoang vu, nào đâu có người nào. Lý Vân Tiêu trong sát na từ dưới đất nhảy lên, hắn từ lâu đã tay bấm kiếm quyết, ở trong nháy mắt nghiễm quyền quay đầu lại đã lăng không chém ra, đem cửu tinh vũ đế uy áp triệt để phá vỡ, lần thứ hai thân hóa lôi đình, thoáng cái trốn ra vài trăm thước xa. Chết tiệt a! Nghiễm quyền ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được chính mình bị lừa, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, đồng dạng lần thứ hai thi triển độn thuật đuổi theo. Hai người lần thứ hai ở bên trong không gian này ngươi đuổi ta chạy đứng lên. Chạy thoát sau một lúc, Lý Vân Tiêu cũng là nhíu mày không ngớt, tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp, thực lực của đối phương so với chính mình cường đại hơn nhiều lắm, nhất định là chính mình nguyên lực tiên hao hết sạch, cuối cùng vẫn khó thoát đánh một trận. Hơn nữa nơi đây Long Vệ có 11 người, trên cửu tinh vũ đế liền có 10 người, có trời mới biết còn có thể gặp lại mấy người hay không. Hắn tâm tư khẽ động, sau đó lập tức hướng cả vùng đất bỏ chạy, trực tiếp ẩn vào trong đỉnh núi. Nghiễm quyền mở to hai mắt, đại hỉ nói. Ha ha, chạy hết nổi rồi ba, lần này ta nhất định phải lột da của ngươi, sẽ chậm chậm dằn vặt chết ngươi. Ầm ầm, hắn cũng trực tiếp hạ xuống, hai chân chạm đất. Thoáng cái đã đem đỉnh núi chấn nứt phân nửa. Nơi đây lộ vẻ từng ngọn núi nhỏ sườn núi, hình như phần mộ to lớn vậy, tọa lạc tại cả vùng đất vô biên, tuy rằng quần tụ chung một chỗ, lại từng cái một có vẻ có chút cô linh. Nghiễm quyền thần thức đảo qua, vẫn không thể nào phát hiện Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Phương pháp giống nhau thi triển lần thứ hai có ý tứ sao? Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Vèo! Một đạo quang mang từ đàng xa hiện lên. Chính là Lý Vân Tiêu lôi quang, hướng phía một đỉnh núi bay đi. Hừm, Nghiễm quyền hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã đuổi theo. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ầm ầm một chút, trực tiếp đánh vào trên thân một ngọn núi, phá vỡ một cái lỗ thủng vọt vào. Ha ha, tự mình muốn chết. Bên trong sơn thể không ngừng nứt ra cự nham, trở ngại cực lớn độn thuật, Nghiễm quyền đại hỉ, bỗng nhiên một chút đã theo lỗ thủng vọt vào. Cảnh tượng bên trong cũng để hắn thất kinh. Chính mình trong nháy mắt đi qua một đạo quang mang, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, liền lập tức phát hiện tình huống không đúng, dĩ nhiên tiến nhập một phương tinh không vạn dặm, diễm dương cao chiếu thế giới. Mặt trời kia quang mang chiếu xuống, để hắn không cảm thấy lấy tay che cản mắt. Ở biển sâu bên trong không gian, chưa bao giờ cảm thụ qua minh diễm dương quang như vậy, không cảm thấy hai mắt một manh, sau một lúc mới mở ra được. Nơi này là... Ngay khi Nghiễm quyền triệt để kinh ngạc, sơn thể cự nham còn đang không ngừng tan vỡ, từng đạo lưu quang bắn ra. Toàn bộ đỉnh núi triệt để nổ tung, vô số nham thạch hóa thành bột mịn phiêu tán, một tòa tấm bia to vĩ ngạn sừng sững ở trên đại địa. Trước giới thần bi hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, khóe miệng hàm chứa tiếu ý, lẩm bẩm. Lần này có thể hảo hảo cùng với hắn vui đùa một chút rồi. Hắn một bước đi ra, đã bước vào trong thân bia. Đây là địa phương nào? Nghiễm quyền thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, cảnh giác quát hỏi, trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ. Lý Vân Tiêu nói, đây là địa phương nào, đã quyết định bởi chính ngươi? Quyết định bởi chính ta. Nghiễm quyền nhíu mày lại, hiển nhiên không rõ, quát dẹp đường. Có ý tứ gì, đừng vội ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thành thành thật thật để ta bắt, còn có thể ban thưởng cho ngươi thống khoái. Trong mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ý của ta là, nếu ngươi thành thật phối hợp, ở đây chính là nhà của ngươi. Nếu không phải thành thật, ở đây rất có thể là phần mộ của ngươi Nga. Ha ha, lời nói vô căn cứ. Nghiễm quyền ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói. Đợi ta trước đem ngươi đánh cho tàn phế, bẻ gãy chân của ngươi, xé miệng của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao. Hắn ngoắc tay, không trung truyền đến tiếng búa hoắc hoắc. Một thanh búa ngắn bị hắn nắm trong tay, khinh miệt hừ một tiếng, đã lăng không chém xuống. Ầm, bầu trời chấn động, phủ quang bén nhọn trên không trung lóe ra một chút, đã bổ ra màu đen không gian khe nứt. Lý Vân Tiêu nhếch miệng lên châm biếm, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đã đánh tới. Quyền uy hiển hách, đem không gian đánh bể, vô số quy tắc ngưng tụ ở dưới một quyền này, quyền mang màu vàng kiên cố tựa thùng sắt. Phanh, dưới một quyền. Chiến phủ trực tiếp đánh bay rơi xuống. Nghiễm quyền nguyên bản thần tình châm chọc đùa cợt, thoáng cái trở nên vặn vẹo, hai con mắt lớn như chuông đồng trợn trừng ra, kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể?
Đã không có thời gian để hắn suy tính, Lý Vân Tiêu lại bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi thẳng đến trước mặt, tay trái kềm ở vai phải của Nghiễm Quyền, tay phải mạnh mẽ một quyền đánh tới cái bụng của hắn. Một chiêu này cùng với Lưu Manh phổ thông đánh nhau hoàn toàn nhất trí, nhưng Nghiễm Quyền lại hoảng sợ phát hiện, hắn lại không có cách nào né tránh, đứng thẳng hứng chịu một quyền đánh tới như thế. Phanh! Cái bụng trong nháy mắt bị đánh lõm phía dưới, một đạo kình khí từ sau lưng của hắn phá ra. Cả người một búng máu tươi đã phun ra, trên mặt còn là thần sắc kinh hãi không thể tin nổi. Ảo giác, đây nhất định đều là ảo giác. Ha ha, khó có được ảo giác một lần, thoải mái hưởng thụ đi. Lý Vân Tiêu cười ha hả vỗ xuống bả vai hắn, song quyền như mưa nện xuống, mỗi một đạo quyền kình đều muốn đem hắn thổ huyết. Bang bang phanh một trận tiếng nổ vang lên, trên trăm quyền đánh qua, Nghiễm Quyền đã là mặt mũi bầm dập, nội phủ đều vỡ tan, cả người đã thương tích đầy mình. Di, không hổ là cửu tinh vũ đế hậu duệ của Long, đánh như vậy vẫn còn không chết được. Lý Vân Tiêu khen, tiểu tử thực lực không sai, không khiến cho các ngươi Long tộc mất mặt. Hắn ha hả cười nói, bất quá trong ánh mắt của ngươi còn là sát khí và không cam lòng bén nhọn a, xem ra còn không có đánh đủ. Bang bang phanh, không đợi Nghiễm Quyền nói, lại là một trận mưa nhanh xuống, toàn bộ thân thể của Nghiễm Quyền bị phá hư hầu như không còn, trên người nổ lên vô số đạo lỗ hổng, đều chảy ra tiên huyết. Cả người hắn đều che lại, toàn thân truyền tới đau nhức nói cho hắn biết, đây căn bản cũng không phải là ảo giác, mà là chân chân chính chính đang chịu đòn a. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là đâu? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Nghiễm Quyền bạo sưng, tràn đầy máu và lệ pha cùng một chỗ, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ sự vật trước mắt, chỉ có khắp bầu trời quyền ảnh hạ xuống, có hắn triệt để không có tì. Cả người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, cả vùng đất hắn gần hạ xuống, trong lúc bất chợt trống rỗng nhiều hơn một khối kim khí tứ phương to lớn. Phanh! Đầu của Nghiễm Quyền trực tiếp nện ở trên khối kim khí, lần thứ hai chảy ra một dòng máu dài, đau hầu như đã muốn bất tỉnh. Lý Vân Tiêu trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Nhàn nhạt nói rằng, Nghiễm Quyền đại nhân, đối với các ngươi Long vệ và vũ địa một việc, ta rất hiếu kỳ đấy, muốn cùng đại nhân hảo hảo tâm tình một phen. Nghiễm Quyền đầu óc hỗn loạn, đau nhức không gì sánh được, hầu như đem khớp hàm cắn nứt. Giết ta đi ta chính là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi biết cái gì, các Long vệ khác nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ha ha, chết! Lý Vân Tiêu ôn hòa nói. Làm người cũng bi quan như thế. Một chút ngăn trở liền muốn chết muốn sống. Nếu là Nghiễm Quyền đại nhân không phối hợp, ta cũng chỉ có thể siêu hồn rồi. Thanh âm của hắn thập phần mềm nhẹ, rơi vào trong tai của Nghiễm Quyền lại không khác sấm sét, kinh sợ nói. Ngươi là thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu cười nói. Bất tài chính là cửu giai thuật luyện sư, chuyên tu siêu hồn thuật. Nghiễm Quyền lần này sợ hãi rồi, gương mặt tràn đầy tiên huyết từ tái nhợt hóa thành tím đen, đảm chiến nói. Siêu hồn thì như thế nào? Ta đó là cửu tinh vũ đế, có được long hồn cường đại không gì sánh được, mặc dù là cửu giai thuật luyện sư cũng sẽ bị phản phệ mà chết. Nga, ngươi xác định, vậy là ngươi đang sợ cái gì vậy? Lý Vân Tiêu châm chọc đứng lên, trong con ngươi băng lãnh lóe ra tia sáng yêu dị, thấy Nghiễm Quyền một trận trong lòng rét run. Võ giả mặc dù không sợ chết nhưng nghĩ tới linh hồn mất đi, biến thành ngu ngốc, cái loại cảm giác này vẫn là dị thường sợ hãi. Nghiễm Quyền cố lấy can đảm, cả giận nói. Đừng vội nói bậy ta đâu có sợ. Hắn phẫn nộ trợn tròn hai mắt, hung hăng trừng mắt qua nhìn Lý Vân Tiêu, cũng đột nhiên thấy một đôi con ngươi yêu dị huyết sắc, cả người trong đầu ông một chút, đã mất đi chi giác. Đối với một gã cửu tinh vũ đế tiến hành siêu hồn, mặc dù ở bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vẫn là hết sức kiêng kỵ. Kiếp trước đã làm qua chuyện tương tự, lấy lúc đó đỉnh phong thuật đạo chi lực. Đối với cửu tinh vũ đế siêu hồn cũng là nguy cơ trùng trùng, không nghĩ qua là sẽ bị phản phệ tự thân, rơi vào trọng thương, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Mà long hồn càng là bộ tộc hồn lực mạnh nhất trong toàn bộ sinh linh, yêu long trải qua vô số năm tháng bất diệt, đó là chứng minh tốt nhất. Do đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không dám đối với Nghiễm Quyền tiến hành siêu hồn, chỉ là dùng lực lượng và ngôn ngữ một kích phá tự tin và tự tôn cường đại của hắn. Sau đó dùng đồng thuật nhiếp tâm thần của hắn, ép hỏi đáp án. Vũ địa có thật tồn tại thủy long thân khu và hám long trùy hay không? Nghiễm Quyền thân thể chấn động mạnh một cái,
kịch liệt run rẩy, trong hai mắt lóe lên vẻ giằng co. Hiển nhiên hai vấn đề này quá mức nghiêm trọng, mặc dù ở dưới tình huống kinh sợ tâm thần, cũng sẽ không tự chủ được chống cự. Nhưng chung quy khó địch nổi Nguyệt Đồng chi lực, Nghiễm Quyền thần sắc dẫy dụa dần dần bình phục lại, mở miệng nói. Đúng vậy, thật sự tồn tại. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Nếu là Đông Hải Vương tộc Phát Nguyên Thủy Tổ thực sự còn để lại thân thể, đây chính là thập phương thần cảnh thân thể A hơn nữa cùng không phải thần cảnh cường giả bình thường. Hai món đồ này phân bố ở nơi nào? Lý Vân Tiêu tiến thêm một bước ép hỏi. Nghiễm Quyền lần thứ hai giằng co, nhưng lần này rất nhanh đã bị Lý Vân Tiêu trấn áp xuống, mặt không thay đổi nói rằng. Hám Long Trùy ở trong tỏa Long Đại Trận, là vì mắt trận. Tổ tiên chi khu ở Vũ Địa tới hạn, thiên chi đầu cùng. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, loại câu trả lời này quá mức trừu tượng rồi, hắn hỏi vội. Tỏa Long Đại Trận ở đâu, thiên chi đầu cùng lại ở nơi nào? Nghiễm Quyền nói. Tỏa Long Đại Trận ở không gian trung tâm của Vũ Địa, thiên chi đầu cùng ngay. Hắn đột nhiên cả người chấn động, giật mình một cái đã tỉnh ngộ lại, hai mắt trợn tròn, giận dữ hét. Ngươi giết ta đi ta cái gì cũng sẽ không nói. Biết mình đã bán đứng một bộ phận tình báo, do đó Nghiễm Quyền tình tự kích động dị thường, liều mạng giằng co. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, biết trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại nhiếp hồn nữa, bất quá người này chỉ cần ở trong giới thần bi, sớm muộn có thể đem hắn biết tất cả đào móc đi ra. Một đạo quang mang trống rỗng lóe lên, Lý Vân Tiêu đã tiêu thất ở bên trong bia, trở lại trong vũ địa. Vũ địa không gian trung tâm, nơi này làm sao tìm được? Lý Vân Tiêu nâng cằm, ngắm giá vô tận không gian, lộ ra thần sắc khó khăn. Hơn nữa hai vật này đều vô cùng trọng yếu, sợ là có cường giả trấn thủ, phiền phức a. Từ vẻ mặt của Nghiễm Quyền cũng có thể thấy được tầm quan trọng của hai món đồ này. Nếu là không có Cửu Tinh Vũ Đế trấn thủ, cho dù ai cũng không tin. Trong Nguyệt Đồng tản mát ra ánh sáng yêu dị, bắt đầu hướng ra bốn phương tám hướng nhìn lại, hy vọng có thể tìm ra một ít đầu mối. Trên bãi đất trống này, ở dưới Nguyệt Đồng ngưng mắt nhìn, nhìn thấy đủ loại tia sáng kỳ dị, không ngừng mà từ bên trong thẩm thấu đi ra, tiêu tán ở trên trời. Dãy núi này, trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, cả kinh nói. Dĩ nhiên thật là phần mộ.